xin mời quý vị đến với cập nhật nhanh về tình hình trong nước liên quan đến việc tiêm phòng vaccine phòng COVID-19. Người tiêm vaccine cần nắm được một số thông tin quan trọng. Có người bị chết nữa đó. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24/6 dẫn lời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Luân, trưởng đơn vị tiêm chủng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhóm đủ điều kiện tiêm chủng vaccine COVID-19 là người nằm trong độ tuổi tiêm chủng theo khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và không quá mất cảm với các hoạt chất hoặc bất kỳ lá dược được liệt kê trong thành phần. Hello mấy chị. Chào bấm thanh. Chào tất cả mấy chị nha. Trời, chị Long có hồng chấm nữa hả? Ui, trưa nay nhiều hàng đẹp lắm nha. Mấy chị vào xem live chia sẻ giúp em. Doraemon cũng có hàng, dòng chớp cũng có hàng, dòng lá biên cũng có hàng cho mấy chị luôn. Tùm lum hết trơn á, đặc biệt là hôm nay em có về kiều cho mấy chị nữa. Lan kiều. Kiều đẹp lắm nha mấy chị. Chào chị Anh Đào. Hello chị. Mấy chị vào xem live stream nhớ chia sẻ giùm em với nha. Chào chị Bảo Diệp. Chào chị Bảo Diệp nha. Chị hello chị Lý Hồng Nhung. Chào chị Lê Nguyễn Thị. Hello chị. Nay nhiều lắm mấy chị. Hôm nay là đen rô nắng nhiều. Với lại hôm nay em có thiên nga đen có bông mấy chị. Thiên nga đen có bông cho mấy chị nha. Thiên nga đen có hoa. Thiên nga đen cho mấy chị luôn. Có một điều nữa. Hôm nay thì có lên cho mấy chị cái dòng cái cây mà cái cây cây gì bấm tiêu ta. Cây món đen xanh. Cây mó đen xanh hoa đỏ cho mấy chị. Có mấy cây à? Có mấy cây cho mấy chị à? Chào chị Phương Đình. Hello chị Thí Dương. Chào chị Kiều hôm nay đẹp lắm mấy chị. Kiều già hôm nay đẹp lắm. Nhờ game trước tặng cho một cái chậu nắng này cho mấy chị cái đã. Thì mới lên cái cây nó ú lì quá à. Cái cây nó lùm lùm mà nó đẹp quá nên phải lấy ra tặng cho mấy chị nè. Thì cây nó đẹp quá. Cây nó đẹp quá nên là phải lấy ra làm quà tặng cho mấy chị đây. Hello chị Thảo. Chào chị Thảo nha. Dạ có chị còn á chị. Còn ở trên nào. Còn không chị đỏ em còn được vài cây. Đúng với chị cái này cái gì. Nhìn biết cái gì. Nhìn dễ biết mà. Hôm nay có lan kiều đó mấy chị. Cái này em có được mấy cây hả. Hôm nay quà game đầu like cho mấy chị luôn. Tại cái này đẹp quá. Mấy chị cho mấy chị coi mấy cây thiên nga đen có bầu bông nè. Chị coi cái cây thiên nga đen. Có mấy cây thiên nga đen có bầu bông cho mấy chị mà. Thiên nga này thiên nga Đài Loan nha. Thiên nga Đài Loan cho mấy chị cây đăng hoa luôn. Có được mấy cây thiên nga. Trời ơi coi nè. Hàng thiên nga này giá thể trồng bằng phổ thông. Đang có bông mấy chị nè. Nó chưa có chuyển tông đen thui cho mấy chị đó. Nó chuẩn bị chuyển á. Cái là nó chuẩn bị chuyển tông cho mấy chị. Thiên nga đen thui thui. Đen thui thui lùi cho mấy chị luôn á nghe. Hôm nay có thiên nga đen. Đây là cái cây thiên nga đen rất là chuẩn cho mấy chị luôn. Thiên nga đen bông rất là lớn, hoa cực kỳ thơm. Đỉnh lắm. Chào chị Hân nha. Hello chị Kiều. Quà game em tặng cái chậu này cho mấy chị nè. Đây. Hello chị Vân Đình. Chị Thấm. Hello chị Thấm luôn. Đây. Mấy chị nhìn lấy cây này chị biết không? Chào chị Thanh. Hello chị Thanh. Tính chị có dịch hả? Chả đi bay chị. Chị gì Lâm Phương. Hello chào chị bánh kem chú Trinh nghe. Dạ có. Hôm nay vàng thơm cũng có cho mấy chị luôn. Như vàng lưỡi đỏ cũng có hàng đó mấy chị. Vàng thị, vàng nâu á cũng có hàng cho mấy chị luôn nha. Coi. Cái cây này là cái cây hàng nắng. Cây này là cho mấy cây mọc bông. Cây này rất là mập nha và là cây lớn cho mấy chị luôn. Được, nó lên được có mấy cây à. Cây rất là khỏe đẹp cho mấy chị luôn. Cây này là cái cây bầu vàng nè mấy chị. Cây bầu vàng mà nó một lùm thế này cho mình luôn nè. Hôm nay là có bầu vàng cho mấy chị nữa. Hầu đẹp hôm nay về có mấy màu mới đẹp lắm nha. Bầu đây. Có cái màu này dễ thương lắm nè mấy chị. Hầu đẹp hôm nay nè. Có mấy cái màu ngọt ngọt cực kỳ đời lắm. Giá rất là rẻ cho mấy chị không có đắt. Hôm nay có mấy cái màu đẹp đẹp. Nó là chúc mua nha.
Hồi đẹp hôm nay em chị ba màu, ba bốn màu cho mấy chị luôn á. Hôm nay em có hồ đẹp lá biên nữa đó nghe mấy chị. Hồ đẹp lá biên cho mình đó, nhiều lắm nha, hôm nay là nhiều hàng đó. Nên là cứ từ từ đi, thì mọi thứ nó cũng ít không có nhiều, nên là còn mấy chị lựa được thoải mái cơ. Chứ cô không có gì quá nhiều cây cho mấy chị đâu, mọi thứ em lên được có mấy cây à. Em thấy chị Long có hồng mà chị chấm hả? Người ta chấm là người ta bỏ dấu chấm, còn chị chỉ thì chỉ là chị ghi chị chấm. Đây, Vanda treo lên tưới nước hả? Yến chịu nắng em mát. Dạ Vanda mình treo lên mình tưới nước thoải mái, mình tưới ngày 3-4 giác cũng được chị, tại vì nó là dòng dòng rửa gió rất là ưa nước, à, nó là dòng cây ưa nắng nha, dòng cây ưa nắng. À, lan đẹp mà cây lậy hả? Đóng cửa hết rồi hả? Thì đó, những cái quyền cây lậy em không gửi hàng được. Cây lậy Tiền Giang không có gửi hàng được. Rồi những anh chị nhiều khi anh chị khách ở cây lậy á. Yến chào quý vị, chị lên bên iPhone. Thì chị lên bên iPhone nha. Nhìn em giữa một rừng bông hả? Áo em cũng đang bông đó mấy chị. À, các quyền cây lậy thì giả cây lậy thì em ngưng gửi hàng nha. Tại vì nó nhanh quá, nó nhanh quá. Chị Ánh Nguyệt gắn ủng hộ em múc đi anh chị Ánh Nguyệt ơi. Đặng cho nó qua cái dịch này của chị Ánh Nguyệt. Khổ quá rồi. Hello chào chị Vana. Cây bò vàng to thất ngọn lâu rồi mà không có hoa. Chị Đoàn Hậu ơi, chị di chuyển ra nắng giúp em nha. Với lại chị mua cái này gì chị nhỏ đi chị, để có bông cho chị chơi. Chị Đoàn Hậu nhỏ cái thằng kích hoa đi, hổ kích hoa em bán 30.000 đó, về nhỏ đi là ca bông liền hả. Phường Hoàng Lửa hôm nay em không có rồi, đợi em ít bữa đi, đợi em ít bữa đi. Chị Đoàn Hậu cây thắt ngọn rồi chị nhỏ kích hoa giùm em mũ 30.000 đó, nhỏ đi bao bông, nhỏ đi là bao có bông luôn á, khỏi cần phải chờ đợi gì hết trơn á. Em không có thấy comment của chị nên ai cười nữa. Dạ coi đen đâu nắng có quà game là tặng cho mấy chị một cái chậu bò vàng này nghe. Bộ quà game là tặng cho một cái chậu bò vàng này chơi nè. Nè à, anh Yến kêu chị hoài ấy thật. Ok Lê Minh iPhone, coi như em sai xin lỗi anh đi. Lê Minh iPhone, hello anh. Vĩnh Long cũng có nhưng mà nó vẫn bu tá vẫn giao hàng bình thường. Nói chung là có dịch như Sài Gòn cũng có dịch nè mấy chị. Sài Gòn cũng có dịch nhưng mà vẫn giao hàng bình thường, từ một trường một số khu vực phong tỏa thôi. Chỉ có ca lại á, chỉ có ca lại cái chị nghe cái bu tá nghỉ hết. Ca lại thì chị nghe bu tá nó nghỉ hết, còn bu tá còn làm thì vẫn còn giao hàng được bình thường cho mấy chị. Còn riêng cái ca lại á, bu tá nghỉ hết. Nên là hàng đến nằm ở bưu cục, không thể đi giao được. Mướn xe ôm cũng không có luôn. Nên là những đơn cây lại thì em không nhận đơn thôi. Còn bình thường những cái khu vực nào có dịch thì em đều tránh ra hết, mấy chị yên tâm đi. Chỉ có cây lại thì em trở tay không kịp, là do những cái bưu cục khác người ta vẫn làm việc bình thường. Chỉ có cây lại á. Giá bao nhiêu một chậu hả? Trời ơi cái cây này cực kỳ rẻ, xíu em bán rẻ cho mấy chị luôn. Một xíu em bán rẻ cho mấy chị, cô có hết hồn không nha. Hàng chậu lớn như thế này dưới 150 một chậu, hàng chậu lớn là dưới 150 một chậu cho mấy chị nè. Bao đẹp không, nhìn mê không mấy chị? Nhưng mà xíu bán cho dưới 150 một chậu không bán nắp mấy chị. Chị Đoàn Hậu á, chị hỏi em là chị về sẽ có hoa này nè, sẽ hoa này nè, chị có cây lại em trở tay không kịp thôi. Hãy Yến treo lên. Dạ cô Khánh Tấn ơi, cô Khánh Tấn hôm nay là có màu thiên nga đen, bữa giờ bán thiên nga đen cho mấy chị hàng lá không luôn. Bữa nay có thiên nga đen cho mấy chị mà hàng có vòi, nhưng mà này là hàng đài loan chuẩn luôn cho mấy chị luôn, có mặt hoa cho mấy chị luôn, khách bông to bự lắm luôn mấy chị ơi. Thiên nga đen nha, thiên nga đen, bởi vì em nói mấy chị đâu có tin em, khi mà cây có bò bông á, khi mà cây có bông ra mấy chị ơi, cho thiên nga đen cho hồi đi mấy chị sẽ thấy 300-400 ngàn một cây thiên nga đen đang có bò hoa trong hội á, không có rẻ đâu. Nếu mà cây đang có bò bông cho mấy chị rất là hiếm nha. Dạ hôm trước em có Correct Cookie là với lại Cù Lâu Minh đó chị Hiền Thanh, để xíu em vô đi. Xíu em vô em bán rẻ cho mấy chị nha. Bán rẻ cho mấy chị. Chỉ có cây lại thì em không nhận đơn thôi. Chứ tại vì bu tá đó nghỉ hết trơn, không ai làm á. Không ai làm nên không ai giao hàng, nên hàng tới nó bị thôi, hàng tới mà tới nổi mà. Tại vì hàng tới là tụi em cũng ráng chiều với chị luôn á, muốn mướn xe đơm coi như là tụi em mất phí thì cũng đóng đành.
Thì muốn cho mấy chị Nhân Lan thôi chứ lời lớn gì trong này tầm này mấy chị. Thời điểm này bán cho mấy chị cho vui chứ lời lớn gì tầm này. Nhiều khi những cái đơn hàng á, cô tá họ nghỉ, họ nghỉ thôi không có giao, bắt buộc phải mướn xe ngoài đi, đi giao cho mấy chị cứ nghỉ đi, một đơn hàng của mấy chị là được nhiêu. Mà đã bỏ tiền ra mướn xe đi nhưng mà xe ôm nó cũng không chạy nữa, xe ôm nó cũng không chạy nữa nên thua luôn á. Chỉ ngân nhận cái này thôi, còn số khu vực khác vẫn hàng bình thường. Không mua mà, chị chia sẻ ngồi được không? Ok được, chị tập sống khác. Được á. Cái này là quý lắm luôn á. Chớ chia sẻ giùm em nha. Và đó bắt đầu với em cho mấy chị tặng cho cái gì, cây bầu vàng nè. Bầu vàng này em bán cực rẻ cho mấy chị á. Phía sau em là hồ điệp. Một xíu em lên bán nha, sao trên đây nó ẩn hết trơn à. Dạ cái cây này là hũ kích hoa 30 ngàn á chị Nguyễn Đặng ơi. Kích hoa 30 ngàn, để em trả lời comment của mấy chị cái đã. Nhiều khi mấy chị, em không có thấy comment ở trên đây nè. Không có comment nên là phải bắt buộc trên đây nè. Hết hồn, riết hết tiền luôn hả? Chị Thu Lê vẫn mua được đó chị Thu Lê. Mua đi chị, mua đi chị yêu ơi. Vĩnh Long hả? Vĩnh Long chưa có gì. Rồi Vĩnh Long chưa có gì. Thiên Hà Đen có bông. Mà xíu không cho mấy chị coi một cái clip rất là đẹp. Vừa nghe nhạc, vừa xem hoa, vừa nghe nhạc. Mấy chị sẽ thấy tâm hồn mình nó tươi trẻ lên liền. Rồi để tặng trước cây đen nắng rồi đã, Thiên Nga lên bán sau mấy cây à, mấy cây có bông mấy chị chơi. Nhưng mà Thiên Nga này, Thiên Nga Đài Loan nghe, rất là hiếm hoi cho mấy chị có trường hợp thối. Thiên Nga đen Đài Loan giá thể họ trồng bằng bỏ thông. Đây em lên cho mấy chị cái cây này đẹp lắm nha. Cây này luôn tươi xanh tươi rối, xanh mơn mởn cho mấy chị. Trên này nó nặng hết trơn à mấy chị ơi, Facebook nặng hết trơn à. Nên là coi trong bài tóc máy mới thấy tên được mấy chị chứ không có thấy gì hết trơn á, mình lướt qua đời nhau không luôn mấy chị. Kiểu như là bây giờ mà mấy chị comment trên đây là toàn là lướt qua đời nhau không. Cho mấy chị coi cái cây này nè, là cái cây là mấy chị biết không? Nó là cái cây bò vàng đó mấy chị. Nó không nó là một cái giống nói chung là hiếm không hiếm mà nó dễ tìm, cũng khá là dễ tìm, cứ không mấy nhưng mà cây đẹp lâu lâu có lô cây đẹp bán cho mấy chị thôi. Nó là cái dòng đen nắng bò vàng cho mấy chị. À, nó là dòng lưỡi bò to nhất đó nha. Trong tất cả các lòng lưỡi bò, cây nó cái lưỡi nó to hơn cả lưỡi bò tím của mình luôn. To hơn bò Lazaret, to hơn bò hồng, to hơn bò blue, nói chung là nó là dòng lưỡi bò to nhất. Bông của nó vàng rực, cánh hoa sắc sảo cho mấy chị và rất là lâu tàn. Dòng này ưa nắng tuyệt đối cho mấy chị luôn. Mà cây đẹp lắm nha mấy chị. Cây này thắt ngọn hết trơn trọi rồi. Cây này thắt ngọn hết trơn trọi rồi nha. Nè, à, tặng luôn cái chậu thế này cho mấy chị cây và luôn cả chậu thế này cho mình nha. Cây đẹp không? Một cái chậu rất là đẹp cho mấy chị. Cây lớn luôn nha, em tặng trong chậu này mấy chị về chơi. Hàng này cất nước rất là lâu luôn rồi đó nha. Nên là mấy chị cứ yên tâm. Bắt đầu quay game cho mấy chị nè. Anh chị nào mới vô á, chưa kịp chia sẻ thì em mấy chị chia sẻ đi để em cập nhật cho mình nghe mấy chị ơi. Em quay game nha, em chơi game trước rồi cái em bắn sau cho mấy chị. Em chơi game trước rồi em bắn sau. À. Hả? Cái gì? À cái gì quên mất tiêu nè. Hôm nay có Doraemon cho mấy chị nghe. Doraemon chào Nomita. À, Doraemon cây đẹp lắm. Bò vàng vừa hai vừa dài bông to lắm. Cảm ơn chị Kim Ngân. Thì bò vàng mà mấy chị thấy một điều đúng không? Bò vàng rất là bền bông và đẹp. Giá em bán rẻ cho mấy chị vô lắm nha. Cây luôn chậu thế này cho mấy chị luôn là hàng đẹp nè. Hàng đẹp xịn rò cho mấy chị luôn á, cây lùm đó nghe mấy chị. Giá rẻ lắm cho mấy chị chơi không có đắt đâu nên là mấy chị cứ yên tâm. Em có được mấy cây bò vàng hả? Không có nhiều nên là em lên trước cho mấy chị rồi có mấy cây gì mọi thứ nó có ít cây rồi mấy chị ơi nên là lên nhanh cho mấy chị. Em cập nhật lượt chia sẻ cho mấy chị rồi em quay game nha. Mấy chị nào khách mới vô thì mấy chị vẫn còn cơ hội. Nhớ là mấy chị có tương tác trong bài livestream thì nó rất là dễ trúng game. Còn không tương tác thì khó trúng game lắm nha mấy chị. Hello chào anh Nguyễn Sang. Trời thấy trời, bà Minh Tâm à. Bà Minh Tâm đứng giữa trung tâm vũ trụ nè. Em quay game nha. Cây đẹp lắm đó nha mấy chị. Thân thủ nó mập và lá của nó rất là bóng. Cây nói chung là cái cây này dưỡng rất là khỏe. Hello chị Bích Nga ạ. Chào chị Thanh Thanh. Có mấy giờ hôm nay có mấy dòng hoa đỏ nữa nha. Có kiều cho mấy chị. Có kiều, có chị Liệp Long Hương, có kiều, có Hibiki nữa. Hôm nay có Hibiki của ông mấy chị nữa.
chị Thúy. Hello chị Thúy. Mấy chị la có sớm sớm đi mấy chị. La có sớm đi em lọc tên ra liền cho nè. Thôi vậy em ghi cho. Lý Nguyễn Trần Ken Khánh Mai sớm trúng. Lý Nguyễn, chờ cái avatar nhìn thấy cưng ghê trời. Lý Nguyễn, avatar nhìn thấy cưng ghê luôn nè. Đây là Lý Nguyễn nha. Chị Lý Nguyễn có là có giúp em nha. Lý Nguyễn em đếm từ 1 đến 10. Chị Lý Nguyễn nè, avatar nhìn thấy cưng ghê luôn á. Lý Nguyễn, 1 cho chị Lý Nguyễn nè, 2 chị Lý Nguyễn nha, 3 cho chị Lý Nguyễn nè. Nguyễn đâu rồi? 4 cho chị Lý Nguyễn. Lý Nguyễn em cũng không biết nữa nè. 5 cho chị Lý Nguyễn. Đôi khi mấy chị đổi avatar em cũng không nhớ khách luôn mấy chị. 6 cho chị Lý Nguyễn hả? 7 hả? 8 hả? Chị Lý Nguyễn có là có giùm em nha. 9 hả? 10 nha. 10 lần thứ nhất. Anh chị đều thấy tên kéo tên đây em nha mấy chị. 10 lần thứ 2. 10 lần thứ 3. Không thấy bên đó, không thấy luôn à. Hệ thống cũng không có luôn nha mấy chị ơi. Không có luôn nha. Hệ thống không có nha mấy chị ơi. Nên là em quay game lại lần thứ 2 cho mấy chị nha. Em quay game lại lần thứ 2 cho mấy chị ạ. Em cập nhật lại lần nữa và quay game lần thứ 2. Em không thấy khách nha mấy chị ơi. Không thấy khách hàng. Em quay game lại cho còn cơ hội. Còn cơ hội cho mấy chị đây. Còn cơ hội cho mấy chị đây. Đây quay game là có 60 giây thôi. Nên là em chỉ chơi game đầu like cho mấy chị hả. Trước giờ là đầu like, không có cuối like đâu. Quà game là tặng cho mấy chị một cái chậu đen nắng bò vàng. Cái dòng bò lưỡi to, cánh to cho mấy chị. Hoa bự và rất là bền bông. Cái thằng này được cực kỳ xuyên bông cho mấy chị. Và cây rất là đẹp nè. Mấy chị coi nè nha. Chậu rất là mướt cây luôn. Cả chậu thế này cho mình luôn. Em quay game nha mấy chị. Cập nhật quay game lần thứ 2 cho mấy chị. Và mấy chị chơi game nhanh thủ nha, đừng có vội outline ra. Mấy chị out ra sớm thì rất là tiếc cho mấy chị á. Lâu lâu mình có cơ hội mình trúng. Năm thở 10 thì lâu lâu mấy chị có cơ hội trúng. Hello chị Trâm. Chào chị Thẩn nha. Cái chậu này á mấy chị cái này mấy chị mua về á là mấy chị treo lên chơi luôn thôi, không có cần phải ra chậu nữa đâu nha. Cái cây thì giá thể nó còn mới còn tốt lắm nha mấy chị, rễ là bám chất hết cho mấy chị rồi, cây rất là tốt nên là không có cần phải ra chậu cực công nữa nha. Mấy cây thế này không có cực công mấy chị nữa. Mấy cây này có cái giá bán rất là siêu rẻ, siêu siêu rẻ cho mấy chị luôn á. Ai đây? Từ từ nha. Sắp có tên rồi. Chị Thu Hiền đã lướt qua. Chị Sao Nhai. Sao Nhai nghe quen quen nè. Chị Sao Nhai. Hello chị Sao Nhai. Sao Nhai nha. Em điếm từ 1 đến 10. Chị Sao Nhai có thì la có giùm em ơi. Chị Sao Nhai ơi. Anh chị nào thấy tên chị Sao Nhai kéo tên ra giùm em nha mấy chị. Để hốt ra vô lại liên tục nè. Sao Nhai ạ. 1 cho chị Sao Nhai. 2 ạ. 3 ạ. 4 cho chị Sao Nhai. Thấy nè, thấy có tên rồi nè. Đây, lôi tên ra cho mấy chị nè. Chị Sao Nhai có chia sẻ công khai 6 phút trước phiếu game hợp lệ nha. Sao Nhai, 6 phút trước phiếu game hợp lệ. Chị nhắn tin số ngờ địa chỉ vào Messenger giúp em nghe. Để em tặng quà game cho mình nha. Cảm ơn mấy chị đã vào xem live stream. Cảm ơn mấy chị đã vào xem live stream của em và có chia sẻ. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều nha. Đây quà game là tặng cho mấy chị. Cái cây bờ vàng này nè. Em lên luôn cho. Cây này mấy chị rất là đẹp luôn. Em bán cho mấy chị 140 một cây.
140 một cây lửa bò vàng. Thật sự cái cây này là hàng vườn nên có giá rất là rẻ cho mấy chị thôi. Chứ mà nếu mà giá nhập không có dưới 200 ngàn một cây đâu. Mấy chị đi hết tất cả nhà vườn, mấy chị coi cái cây bò vàng thế này, không ai bán mấy chị 140 hết trơn á nha. Mấy chị lấy một cặp em để cho mấy chị 260 ngàn. Cái này là dòng đen rô nắng lửa bò vàng. Dòng này á, hoa quá thơm, nhưng mà được cái là bông nó rất là dài và cực đẹp luôn. Lửa bò vàng này cực kỳ siêng bông và chịu khó nha mấy chị. Bông làm bông quanh năm, mấy chị nó chịu được khí hậu khắc nghiệt rất là tốt. Một cặp chỉ có là, dạ, cái cây này em bán mấy chị 140 một cây. Khi mà mấy chị khách mới tuổi vô mấy chị đều mua hàng được mà. Khi mấy chị lấy một cặp em để cho mấy chị là 260, tức là có 130 một cây. Là chậu sai phi 20 thế này, là cái chậu này đã 20 ngàn rồi đó mấy chị. Cái chậu này đã là 20 ngàn, mấy chị mua cây có 120 à. Chưa tính tiền công nhà vườn họ ghép cho mấy chị và trồng cây lớn nữa. Nên là tính ra cái giá mấy chị mua rất là rẻ. Mấy chị chỉ cần mua một cái cây đen rau nắng lửa bò. Cái cây lửa bò bình thường bây giờ mấy chị đã mua 90 ngàn rồi. Đã mua 90 ngàn mà mua cây nhỏ, chứ chưa có ra chậu lớn thế này đâu nghe mấy chị. Em chốt cái này cho chị Nguyễn Hoàng Anh nha. Em cho mấy chị coi nè. Đây là mặt hoa của cái dòng đen rau nắng lửa bò vàng. Đây ạ. Đây là cái dòng hoa đen nắng lửa bò vàng cho mấy chị. Bông của nó vàng rực như thế này. Cánh bông to nhất trong tất cả các dòng lửa bò. Bông nó khá là lâu tàn cho mấy chị và xuyên bông. Lửa bò này cánh hoa đẹp và phát bông rất là dài cho mấy chị. Và nó chịu được khí hậu nắng rất là tốt mấy chị thấy không? Giống như cái cây này nè. Trồng mà để nắng trực tiếp ngoài trời á, mấy chị sẽ thấy nè. Bông nó vàng rực thì thôi luôn á nha. Ôi nó nhảy vào bông liên tục cho mấy chị luôn á nghe mấy chị. Lửa bò vàng này bông to lắm nha. Và bông rất là to, kích thước bông rất là to. Chơi bông xuyên suốt nghe mấy chị ơi. Trồng lửa bò vàng này mấy chị chơi bông xuyên suốt rất là dễ chơi. Ưa nắng nữa, những cây này thấp ngọn rồi, sắp làm bông rồi. 140 một cây à? 140 một cây thì mấy chị cứ lấy một cặp là 260 nha. Em đưa tiếp cho mấy chị nè. Thì em có được mấy cây à, có về nhiều mấy chị coi nè. Cây lầm mà đang thắt ngọn cho mấy chị chuẩn bị làm bông. Cây lầm đang thắt ngọn chuẩn bị làm bông nha. Cho thất giả Hánh Quân một cây lửa bò vàng cho mình ạ. Dạ thiên nga đen. Thiên nga đen á, giá của thiên nga đen là một xíu lên cho mấy chị thiên nga đen. Cây đang có bông cho mấy chị nha. Đây, cái này cho thất giả Hánh Quân một cây ạ. Em lên cho chị Hồ Bác một cây lửa bò vàng, chị Hồ Bác nè. Cây rất là khỏe luôn nha, một lùm luôn nè mấy chị coi nè. Có 140 à. Mấy chị nào mua mấy chị biết liền. Giá rẻ đúng không? Cái chậu này đã là 20 ngàn rồi, chưa tính tiền công nhà vườn ghép nha. Với lại một điều nữa mấy chị, nào cái cây nhỏ xíu là người ta đã bán cho mấy chị 70-90 ngàn một cây rồi. Cây rất ngọn, chuẩn bị làm bông rồi nghe mấy chị ơi. À, cái này cho chị Hồ Bác một cây lửa bò vàng ạ. Cho em thất giảm quân thêm một cây nữa là một cặp nè. Ok thất giảm quân. Một cặp có 260 à. Mấy chị trồ coi nè, ai mà bán mấy chị 130 một cây đối với mấy chị đi một cặp rẻ không? Coi nè, nghe mấy chị ơi, đẹp không? Cây lớn nha mấy chị, chậu sai phi 20. Và cây đang rất là đẹp và cây lầm lưỡi bò vàng đó. Cái lá này nó cứng lắm. Nó cứng lắm nha mấy chị, nó là nó chịu nắng rất là tốt cho mình. Xíu em lên luôn á chị Bảy Trần. Cho chị Mỹ Linh Vũ hai cây lưỡi bò vàng chị Mỹ Linh Vũ ạ. Và có kiều. Kiều đẹp lắm luôn á chị Bùi Nguyễn Trâm Ngọc. Kiều quá trời. Chị ơi, xíu em sẽ chỉ cho mấy chị coi cây kiều nó kích bông, nó làm bông nhiều cỡ nào nha. Đây, cái này em lên một cặp nè. Một cặp này em lên cho chị My Linh Vũ lên số nào để chỉ giùm em nha. Một cặp có 260 à. Một cặp có 260 à, lẻ 140 một cây. Mấy chị coi cái lửa bò vàng nó đẹp không? Một lùm luôn á. Dạ game em quay đầu like rồi nghe chị à. Ngọc Văn Đỗ Thị ơi. Game làm chơi đầu like hết trơn rồi. À, có chậu Gia Gia thiết kế không? Không có chị Nhanh Trương ơi. Gia Gia không có cái Gia Gia mà thiết kế hả chồng à, nhưng mà em có không? Nhưng mà có Gia Gia cây chậu nhà có hàng Gia Gia có cái cây đẹp cho mấy chị về mấy chị ghép chậu. Có Gia Gia nhưng mà chậu thiết kế này, những cái chậu đẹp đó thì em không có. Những cái chậu mà ra chậu kiểu này kia đúng không? Em có nhưng mà có những cái chậu Gia Gia nhỏ cho mấy chị. À, và hồ đẹp một xíu em lên luôn nghe. Cặp nãy không đẹp hả? Đây ok em đổi lại cái cặp này chị Mỹ Linh Vũ nè. Này chị Mỹ Linh Vũ em để cho chị cặp này nha. Cặp này chị Mỹ Linh Vũ nè, cây lầm đẹp cho chị nè. Cây căng cà cao cẩn nhanh bông. Cây này nó sắp hoa rồi nghe chị. Ngọn hết trơn rồi. Mỹ Linh Vũ em để cho chị mình cặp này nha. Hàng chậu lớn hết trơn đó mấy chị, có phải chậu nhỏ đâu. Cây lầm không ạ? Cây lầm cho mấy chị không nè. Cây là cây thân cao, quá trời thân luôn cho mấy chị. Chỉ có 140 một cây lửa bò vàng thôi. Mầm gốc hơi bị nhiều quá nha.
Cái này là mầm gốc hơi nhiều cho mấy chị. Cây này á là 140, khi mấy chị lấy một cặp có giá là 260. Xong rồi. Em sẽ lên lăng kèo cho mấy chị. Em sẽ lên lăng kèo. Bò bà lu không có hàng chị Như ơi. Không có bò bà lu. Thời điểm này nó đang khan. Cái dòng đó nó đang khan và nó chỉ có cái chậu nhỏ thôi. Cây nó có chút xíu à, khoảng gang tay à. Nó là nó gì nó quá còn quá nhỏ nên là không bán mấy chị, để cho nó lớn lớn chút rồi bán mấy chị cũng không muộn. Mấy chị từ từ mua cũng không muộn mấy chị. À, đơn của chị Ngọc Trân hôm qua em xả rồi. Có gì chị Ngọc Trân mua thêm nghe. À, mua lại giùm em nghe, tại vì mình có hai cây em có đủ đơn. Hôm qua em đã chị à, hôm qua của chị em đã xả rồi. Thiên Nga Đen. Cây Thiên Nga Đen, giá của nó, cây Thiên Nga Đen này đang làm hoa cho mấy chị. Giá là 390.000 một cây Thiên Nga Đen. 390. Thiên Nga Đen nha, cây đang có hoa cho mấy chị chơi 390. Cái giá trước đây là về 450 một cây đó nghe mấy chị. Cặp bao nhiêu? Dạ một cặp 360 á chị. Đây em cho mấy chị coi mặt bông của lửa màu vàng nha. Em vô đây cho mấy chị nhìn cận cảnh cái cánh hoa luôn. Cái bò vàng á nó làm bông cực kỳ to, khuôn bông nó to lắm. Xíu không, xíu em lên Thiên Nga Đen cho mấy chị. Thiên Nga đẹp, đen đẹp lắm. Hôm nay em có hồng đào, có mảng thiên hồng. Tuần nữa mới có hồng đào đẹp cho mấy chị. Thì hồng đào bây giờ nó mới nở được có hai ba bông mà chưa có kịp xuất đi được, nên để từ từ khoảng tuần nữa nha. Ui lửa bò vàng cái làm bông đẹp lắm mấy chị ơi. Hàng lửa bò vàng nó siêu bông cực kỳ và nó ưa nắng mấy chị coi nè. Nè mấy chị coi nè. Nè mấy chị coi nè. Thấy gì không? Cây của bông của nó là rất là to nha. Lửa bò vàng bông rất là to. Một cặp là 26. Một lẻ một cây 140. Cây Thiên Nga Đen nè cô Khánh Tuấn. Nè cây Thiên Nga Đen nè. Cây Thiên Nga Đen này là 390.000. Cây Thiên Nga Đen này đợt trước về là 450 một cây đó nghe mấy chị. Cây Thiên Nga Đen này là hàng Đài Loan cho mấy chị và có mặt bông cho mấy chị luôn. Cây Thiên Nga Đen này em đã bán một cái lô trước cho khách có mặt bông và xíu em sẽ cho mấy chị coi mặt bông của nó luôn. Dạ nè mấy chị coi nè, đang có phù hai cho mấy chị chơi nha, Thiên Nga Đen đại. Cái này cho cô Khánh Tuấn, còn cô cho cô Khánh Tuấn coi. Em cho mấy chị coi mặt hoa của cái thằng Thiên Nga Đen nè. Đây cho mấy chị coi mặt hoa của Thiên Nga Đen nha. Cây này nó cực kỳ có giá trị và cực kỳ thơm, gọi là cực kỳ thơm cho mấy chị luôn. Đây. Đây, em cho mấy chị coi nè, chụp từng góc ngách của nó nha mấy chị. Đây nè, mấy chị nhìn kỹ từng góc ngách của nó nha. Và cây nó chỉ có một ngòng thôi cô. Nó chỉ có một ngòng thôi. Mấy chị coi nè, cánh nó bóng và rất là lớn nha, dòng này cực kỳ thơm. Mấy chị coi nè, khi mà chụp á mấy chị, em chụp mấy chị thấy không, cái bông nó rất là lớn nha. Nhìn nó mướt lắm mà nhìn nó mê, nói chung là mấy chị càng nhìn nó càng huyền ảo đó nha. Em cho mấy coi. Nó có hai con mắt đó mấy chị. Thiên Nga Đen này nó có hai con mắt á. Mấy chị nhìn kỹ giùm em nghe, em cho mấy chị sát vô cho mấy chị nhìn thấy. Nó có hai con mắt mấy chị. Hai con mắt ngay chỗ cái mỏ nó chỉa ra đó, giống như là mỏ chim á. Nè. Em cho mấy chị coi nè, đẹp lắm mấy chị ơi. Nói chung là đáng đồng tiền bát gạo nha. Hàng này đáng đồng tiền bát gạo cho mấy chị và hàng Đài Loan nha. Cái này là em lúc cái lô trước em bán cho chị khách á, em có quay video lại. Được dịp là quay về quay video cho mấy chị coi nè, đẹp lắm nha mấy chị ơi. Nè, bông nó to và cực kỳ thơm. Khi nó làm bông nó sẽ xuống lá, nó còn cái củ không nha. Nó còn cái củ không cho mấy chị nè. Cho mấy chị nhìn kỹ lại, tại vì khi nè mấy chị nhìn kỹ giùm em nè, nó có con mắt nha. Hai cái mắt đen của nó luôn. Đây nè, 390 một cây đợt trước về là 450 500.000 một cây đó mấy chị nha. Dạ Thiên Nga Đen. Cây đang có ngồng cho mấy chị. Nè mấy chị coi nè. Đẹp lắm mà bông nó cánh nó bóng mấy chị coi nè, nhìn nó bóng lắm nha mấy chơi. Cho mấy chị coi lại rõ là video nha. Thấy gì không? Cái mũi nó chỉa ra nó có hai mắt đen, nhìn nó lạ cực kỳ lạ. Nói chung là cái cây này giá trị lắm đó mấy chị. Mấy chị nào vô hỏi mấy chị biết đi, người ta bán 500-600.000 một cây Thiên Nga Đen không à. Đối với những cây có bông á rất là đắt. Bông nó lớn như thế đó đó mấy chị. Nó chỉa cái mũi ra giống như là một cái mũi chim thiên nga của mình vậy đó mấy chị. Như cái mũi chim thiên nga của mình vậy đó.
390 một cây. Cây đang có ngồng nha. Cái này em cho chị Phương Phan một cây nè, đang có ngồng cho mình nè. Cái bông thiên nga này bắt đầu, nó mới đầu khi mà thiên nga nó tược đủ cho mấy chị là nó sẽ tược bông trắng. Tược bông trắng thì từ từ nó sẽ chuyển sang sắc tố đen cho mấy chị và đang chuyển dần. Thiên nga đen về của mình á, cái lá vàng của mình là mấy chị cứ bình thường. Em luôn luôn nói khách đó, thiên nga khi về nó làm bông á là nó sẽ vàng và nó xuống lá, nó còn cái cũ như mấy chị không thôi. Nên là nhiều khi mấy chị thấy lá vàng thì mấy chị tưởng cây hư, không phải. Mấy chị đặc tính của cái thiên nga, những cái lá vàng là nhiều khi em để tự nhiên thôi, không có tước cho mấy chị. Cho chị Phương Phan cây thiên nga cho mình nè. Cây này giá trị cực kỳ, giá trị đó mấy chị, và nó thơm khủng khiếp. Nó thơm khủng khiếp luôn nha. Một cây nói chung là nó là một cái dòng lan để cho mấy chị sưu tầm. Chị Nguyễn Duyên hả, lúc đầu là em bán cây bò vàng á chị Duyên. Lúc đầu là em bán cây bò vàng. Đây cây thiên nga đen nè mấy chị coi nè. Cây này là 390 một cây nha. Mấy chị lưu ý, mấy chị thấy không? Lúc mà nó mới tược quà bông cho mấy chị, dù là nó màu đen mà nó tược quà bông cho mấy chị là mấy chị sẽ nhìn thấy trắng ngắt đúng không? Khi mà nó bung nụ to cho mấy chị thì nó mới chuyển sang đen cho mình nha. Một cây này á là 390 một cây thiên nga đen đang có ngồng. Cây này cây có ngồng nha mấy chị, hàng này là hàng sưu tầm nha. Nó là cây hàng này lon cho mình đó mấy chị, hàng này lon á. Anh chị nào có chốt cây thiên nga đen này chốt giùm em. 390.000. Nhớ giùm em những cái lá thế này về là nó sẽ xuống lá. Xuống lá hết cho mấy chị nha. Rồi khi mấy chị hỏi là khi nào nó mọc lại lá mới thì khi nó làm bông xong, nó tàn bông xong, nó xuống lá hết cho mấy chị thì tự động nó sẽ mọc một cái mầm lên, mọc một cái mầm lên, mầm một cái mầm mới lên và có lá chồi mới lên cho mấy chị nha. Dạ còn á chị Ngọc Trân, hai cây của chị xã thì nó còn, có gì chị lựa lại cùng em cũng được. Tại vì có hai cây em gộp vô cái nguyên một cái sọt mới luôn rồi. Anh chị nào có chốt thiên nga đen thì chốt giùm em. 390 một cây thiên nga đen nha. 390.000 một cây, hàng sưu tầm. Cây nào cũng có ngồng hết trơn á. Còn anh chị nào ở xa mà sợ gãy vào bông á thì mấy chị có thể lấy vào ngắn cũng được. Lấy vào ngắn giùm em cũng được. Đang có ngồng hoa để cho mấy chị chơi nè. Nè cây nó rất là đẹp luôn nha, hàng này hàng đài nha. Em để cho chị Huỳnh Anh một cây thiên nga đen, chị Huỳnh Anh nè. Huỳnh Anh một cây thiên nga đen nha. Cái này là chuẩn mặt hoa cho mấy chị, giống như là mặt hoa trong mình em cho mấy chị coi gì đó nha. Cho chị Huỳnh Anh một cây thiên nga đen cho mình nè. 390 một cây thiên nga đen nha. Cây đang có ngồng bông. Mấy chị đừng nói là tại sao mà cái giá em bán thiên nga đen cho mấy chị có 180 một cây là cái cây hàng lá với lại cái sao cây có bông mà tới chênh lệch nhau nó gần gấp đôi vậy. Cái cây thiên nga đen hàng lá đó là cái cây thiên nga đen hàng Thái Lan. Còn ở cây này là cái cây hàng Đài Loan cho mấy chị. Và cây đó là cây hàng lá, còn cây là cây có ngồng. Lúc nào cũng vậy, cây có ngồng rất là đắt nha. Rất là đắt, kể cả giá nhập vô cũng rất là cao cho mình. Cây thiên nga đen này có vò bông cho mấy chị nè. Cây này là 390.000 nha. Anh chị nào có chốt cây thiên nga đen này chốt mềm 390. Đang có ngồng hoa cho mấy chị chơi. Đang nhú rồi nè. 390 một cây thiên nga đen. Hồ điệp phía sau em á là cây hai ngồng. Giá của nó là 175.000 một cây. Khi mấy chị lấy một cặp có giá là 320, tức là 160.000 một cây hồ điệp. Nhưng mà để khoan hả, em lên hồ điệp cho mấy chị, để em lên kiều trước. Em lên cái lăng kiều trước cho mấy chị. Lăng kiều trước cho mình. Tại cái dòng kiều này rất là dễ có bông. Dễ cho bông và muốn làm bông bao nhiêu mà bông cũng có bông hết cho mấy chị. Cho Nguyễn Công Minh một cây thiên nga đen và dài. Ok Nguyễn Công Minh. Đây. Em cho anh Nguyễn Công Minh một cây thiên nga đen và dài cho mình nha. Đây cái lá vàng bình thường nha, cứ để cho nó rụng tự nhiên. Cứ để cho nó rụng tự nhiên nha. 390 một cây thiên nga đen nha mấy chị. Nè đưa cái cây đó đi. Giống như thế này mấy chị sẽ thấy lúc mà cái bò bông của nó mới tược á, mấy chị sẽ thấy là bông màu trắng tinh đúng không? Rồi từ từ nó sẽ chuyển sang cho mấy chị là tông đen đậm thế này. Và còn đen hơn nữa nha. Tông đen đậm và còn đen hơn nữa. Cây này thì sắp nở cho mấy chị rồi. Nó cực kỳ thơm đó nghe mấy chị ơi. Rồi, hôm nay được cây đẹp hả? Cảm ơn cô Khánh Tấn. Nó là hàng sưu tầm đó. Em mới thật sự chứ mấy chị về mấy nhà thử mấy chị chụp đi. Khi mà cây thiên nga đen này mấy chị chụp hình, mấy chị đăng lên Facebook, mấy chị rất là hiếm hoi anh chị có được cây thiên nga đen có vào bông để chụp khoe Facebook, khoe với bạn bè. Rất là hiếm nha mấy chị. Kể cả mấy chị vô hỏi thử đi. Khi mà một anh chị nào nhà vườn nào bán thiên nga đen mà có bông á nghe, khi đăng vô hỏi là người ta hỏi mua, nhưng mà đã gần như là những cây đó đã bán hết trơn rồi, đã bán hết trơn rồi. Dạ đúng rồi chị Phước Hồng ơi, đơn hàng của chị không có giao được nên là đảo hàng rồi chị Phước Hồng ơi. Cây này á là 390.000. Anh chị nào có chốt cây thiên nga đen thì chốt 390 nha. Nhớ giùm em cái bông thiên nga đen này nó chuẩn. Cái cây này là cái lô thiên nga đen được trước em bán cho mấy chị và đã có mặt hoa nở. Và của cái chị khách này em cũng đã có chụp cho mấy chị coi và cho mấy chị coi nãy giờ.
Cái tông của nó là đen rồi là đen nâu và bông rất là lớn nha. Đường kính bông của nó cỡ 3 ngón tay, hoa rất là thơm. Cánh cứng dày cho mấy chị nha. Đợi cây đang cầm cho Nguyễn Công Minh, em cảm ơn ạ. 390.000 một cây thiên nga đen, mấy chị đừng nghĩ nó đắt nha mấy chị. Thật sự giá nó cái giá trị nó rất là cao, cao hơn rất là nhiều nha mấy chị. Dòng này là gần dòng hiếm đó. 390.000 một cây thiên nga đen. Bông nó to lắm mà mấy chị nhìn thực tế ở ngoài bằng con mắt mình thường của mình đó nha, ở ngoài nhìn nó đẹp hơn là trong hình chụp nữa. Nhiều khi trong hình chụp nó không có diễn tả rõ lên cái mặt bông. Em nói chung là em mê, bởi em nói chung em nhìn thấy cây này em đẹp và tới nơi em quay video đó mấy chị. Em ít có khi nào ngồi quay video mà những cây tâm huyết thế này tại vì nó đẹp quá. Nó bóng mà nhìn mấy chị nhìn nó huyền ảo làm sao á. Cây thiên nga đen này mấy chị nhìn kỹ giùm em nha, nó có hai mắt nè. Nó có hai cái mắt cho mấy chị nữa, nhìn nó đẹp lắm. Thơm. Hôm nay có chớp ba về. Hôm nay có dòng chớp chứ, nhưng mà để xíu lên cho anh Tình ơi. Cây thiên nga đen này thì cái cây này nó đang nhú ngồng. Anh chị nào có chốt cây nhú ngồng thì chốt giùm em, nó là hàng Đài Loan nha mấy chị. Cây này là cây hàng Đài Loan, hàng trồng bằng phổ thông cho mấy chị. Hàng Đài á nha. Đây, nhưng mà về tới mấy khi mà nó chuẩn bị nó làm bông lớn á, tại nhú vòi thì nó còn giữ được cái lá cho mấy chị. Còn lúc mà nó bung hoa thì bắt đầu nó sẽ xuống lá. Nó sẽ xuống lá còn thân cũ cho mấy chị không thôi. Đang có hồ hoa cho mình nha. Cây này là 390, anh chị nào có chốt thiên nga đen thì chốt 390 giùm em, đang có ngồng chơi nha. Để em lên cho cái cây, em lên cho mấy chị cái lô kiều của em. Kiều bóc được mấy cây đẹp lắm. Kiều này là kiều vàng nha mấy chị. Kiều vàng mà hôm bữa em có nói với chị á là tự kích đó nha tụi em. Tụi em tự kích đó nghe mấy chị. Là nó bung bông như thế này nè. Tụi em tự kích là nó tự bung bông thế này nè mấy chị. Kiều vàng thì nó đẹp lắm. Em cho mấy chị coi mặt hoa của Lan Kiều. Kiều này là những cây kiều lớn lớn hết trơn mấy chị. Cây thân thủ già, nứt mất khô. Anh chị bây giờ muốn về cho kiều có bông cũng mấy chị cứ tiêm cái nói chung là dòng Lan Kiều là cái dòng dạy cho bông nhất. Chỉ cần mấy chị tiêm cái kia đỏ cũng được. Không thì mấy chị để tự nhiên á. Để tự nhiên thì nó hơi lâu một chút. Còn nếu mà mấy chị về muốn kích kia đỏ thì rất là nhanh. Đây là cái cây kiều mà tụi em kích nè. Đây, nhưng mà cắt bông bớt đó nghe mấy chị, nó ra tới mười mấy quả bông luôn. Nó ra tới mười mấy quả bông luôn nè. Cái cây này hôm bữa livestream á, em có nói với chị á là tụi em tự kích đó. Tụi em tự kích đó, nó ra tới mười mấy quả bông. Tại vì nó ra nhiều quá sợ mất sức cây nên là tụi em cắt bỏ bớt rồi đó nghe mấy chị. Cắt bỏ bớt vòi rồi. Đây nè, những cái em nói thật sự nha mấy chị nha, những cái cây kiều này tụi em là hàng tiễn hết cho mấy chị. Những cây này đủ độ tuổi làm bông, không bốc cây non, không bốc cây xấu cho mấy chị. Nói chung là tiên quyết là lựa cây lầm cho mấy chị là cái điều đầu tiên rồi đúng không? Cho anh Quang Tạ một cây thiên nga đen cho anh Quang Tạ. Đây, để cái cây lấy cây nhú vòi cho anh. Những cây này á, là em lựa cho mấy chị là anh Quang Tạ cây thiên nga đen cho mình nè. Là những cây này em không có lựa cây tơ cho mấy chị. Anh đã được khách hàng thân thiết lên Minh Cứng, cảm ơn Nguyễn Tiến Giang. Cái cây này là tự nhân viên bên em kích nè mấy chị. Nè, bé nhân viên phía sau em nè, nó ngồi ghi á là tại vì nghe, tại vì mấy chị biết không, nghe Lan Kiều rất là dễ kích bông nên là tụi em cũng về kích thử. Em nói thật với mấy chị, kích bao nhiêu mắt u á là đều nhảy ra bao nhiêu vòng hoa hết luôn. Mà chị có khoảng nhiêu bữa kích bữa hôm chưa? 13 giờ bông. 13 giờ bông mà bao nhiêu ngày có bông khi kim cái gì đó? Khoảng 2 tuần là nó nhú ra. Phải mấy chị tiêm là khoảng 2 tuần là có nhú để có bông chơi. 13 giờ bông nhưng mà cắt bớt rồi, còn được có mấy chùm mà tại vì nó nhiều bông quá mấy chị. Trời ơi, em nói thật mấy chị nha. Nè, cây thế này nè. Cũng là cái lô cây thế này cho mấy chị nè. Trời ơi, tim chích vô chỉ cần chứ mấy chị cảm giác như á, mấy chị hỏi em mấy chị kích cái chi đỏ sao, tim sao thì mấy chị á bôi dưới mắt. Mấy chị lựa những cây giống như là những cây là cây thân già nè. Cây là đủ sức làm bông cho mấy chị hết rồi. Mấy chị tiêm ở dưới cái mắt nó xíu thôi. Xong rồi mấy chị dán cái keo, bữa nó dán keo gì? Keo hai mặt của mình đó mấy chị, cho nó cái vết đó, cho cái thuốc á nó ngấm ở trong ngấm trong cái thân của mình. Đừng có chảy nước ra thôi, rồi xíu khoảng 30 phút sau mấy chị tháo cái keo hai mặt đó ra. Rồi xong mấy chị tưới nước bình thường khoảng tầm 15 20 ngày là bắt đầu có nhú mầm hoa cho mấy chị chơi rồi. Nhú mầm rồi đó nghe mấy chị. Nó đồ mấy chị tiêm bao nhiêu mắt trên bao nhiêu mũi trên cái thân của nó thì nó sẽ nhảy ra bao nhiêu bấy nhiêu vòng hoa cho mấy chị và rất là nhiều bông. Nó đầu bông nhiều lắm luôn. Thường kiều của mình để tự nhiên thì nó hơi lâu, giống như năm nay nó đang được mùa của cái hợp khí hậu, kiều năm nay đang hợp khí hậu nên là nó cũng ra tự nhiên. Dễ lắm, kiều dễ làm bông, kiều dễ làm bông nhất. Nè, đây là cái anh khách của em nè, ảnh chơi kiều tím kìa.
Anh chơi kiểu tím tím nè, anh tự về anh kích nè mấy chị. Anh em chơi kiểu tím này nghe mà về anh kích nè. Cho nó mấy chị nè. Nó bông dữ lắm luôn, anh tự về anh kích đó. Nè các em làm mình đang bán kiều vàng cho mấy chị, còn các anh khách của em chơi kiểu tím nè. Cái những cái cây này là những cây đủ độ tuổi trưởng thành nó rồi và nó đủ sức làm bông cho mấy chị luôn á nha. Rất là dễ mấy chị về muốn ngắm bông liền lan kiều là nói chung là thơm lắm, lan kiều là nó thơm lắm nha. Cây kiều em đang bán mấy chị là 260 một cây kiều. 260 một cây nha. Chốt cho chị Quỳnh Như một cái cây kiều, chị Quỳnh Như nè. À, Phạm Thị Quỳnh Như. Cho chị cây thiên nga đen vào dài ok chị Bích Phương. Nguyễn Bích Phương một cây thiên nga đen vào dài. Em lựa cho thiên nga đen là 390 một cây nha. Đây. Nè cái này cho chị Bích Phương, cái cây này cho chị Bích Phương luôn nha. Cây thiên nga đen đang có bông, chị Bích Phương về chơi nè. Thiên nga đen nha. Về những cái lá này sẽ vì vàng trụi trụi xuống cho chị hết. Kiều có 260 một cây. Cây này là cây lớn hết mấy chị coi nè. Em không có lựa cho mấy chị cây tơ, tại kiều em hay nói vui á là phải lựa những cây đủ 18 tuổi trở lên thì nó mới làm hoa đẹp kia các kiểu cho mấy chị, chứ nhiều khi nó còn nhỏ hơn tơ quá chưa có bông cho mấy chị chơi đâu. Cây này là những cây này là lựa lầm là điều thiết yếu cho mấy chị, lựa lầm là điều thiết yếu là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là phải lựa cho mấy chị cây là phải cây già thế này nè, và cây có những cây đang mắc u thế này thì mới móc được cho mấy chị nha. Dạ cái này là 30.000 một củ kích hoa đó cô Khánh Tuấn. Nhận được hàng rồi đẹp lắm chị, cảm ơn Quốc Trung nha, mới gửi hôm qua hôm nay nhận hả. Cho chị Quỳnh Anh một chậu kiều đẹp, chị Quỳnh Anh nè, 260.000 một chậu lan kiều. Lan kiều này trồng bằng thuần bằng bỏ thông nên cây rất là đẹp với chị và rất là khỏe luôn nha. Cho chị kim hồng đào một chậu kiều, kim hồng đào nè. Đây, em nói thật sự mấy chị, những cây này gọi là rất là đẹp luôn á mấy chị. Người ta bán kiều cho mấy chị nhỏ xíu hà, cây tơ tơ không à. Mấy chị ơi, về á, mấy chị làm bông giống như lời em nói đi, mấy chị tiêm kích kia đỏ. Mấy chị chỉ cần mua chích ngoài tiệm thuốc tây á, rồi đi ra tiệm thuốc tây nhớ bịt khẩu trang tiêm vô, cả mấy chị người ta nói một cc thôi, giống như là mấy chị tiêm vô mấy chị cảm giác như là cái dung dịch nước nó vô cái thân thì mấy chị bung ra thôi à. Nó nói chung là nó rất là dễ làm bông. Nói chung là tụi em á, là tụi em dân bán lan thôi, tụi em ít có trồng thử, ít có khi nào thử nghiệm lắm, mà kể cả em nói thật sự, cái thật sự với mấy chị nói điều là không bao giờ bán lan cho mấy chị luôn. Cái cây này là tụi em tự kích đó mấy chị. Tôi vui tại vì buồn buồn ngồi nhiều khi ngồi bán lan cho mấy chị ngồi những lúc rảnh rỗi nè, là tụi em tự kích, tự ngồi tiêm coi thử nghiệm, tại vì ở Sài Gòn mà ngồi buồn buồn làm tự thử nghiệm mà nó bung bông dữ lắm. Về tay của mấy chị chắc còn nhiều hơn, khí hậu ở mấy chị nó mát mẻ, nó trồng bông nó đạt hơn. Đây nè, cái cây này tụi em tự kích nè, nó tới 13 vào bông lận, 13 vào bông mà cắt bớt nó còn được có mấy chùm, mà còn được có 6 chùm mà tại cắt bớt á. Nè cắt bớt đó mấy chị, cũng làm khủng lắm mình. Em nói mấy chị là bao đẹp, bao đẹp. Đối với những hình hoa mẫu thì mấy chị đẹp khỏi nói rồi. Hình hoa mẫu thì đẹp khỏi nói rồi nha. Kiều rất là thơm, hình hoa mẫu thì khỏi chê. Nè cái cây này nó nở lâu rồi đó mấy chị, nở lâu rồi đó. Nè mấy chị coi nè, đẹp lắm. Mấy chị tiêm khoảng tầm nửa tháng là nó nhú vòi. Khoảng tầm 2, khoảng 1 tháng là có bông để chơi. Có bông nở ra luôn. 260 một cây kiều. Em lên cho chị kim hồng đòn có rồi đúng không? Kích hoa hả? Ok chị kích hoa Quỳnh Anh một củ kích hoa. Nợ duyên không có, một chậu kiều lầm cho chị nợ duyên không có nè. 260 một chậu, cây lớn nha mấy chị. Cây lớn nhiều khi bán cái gì chứ bán em tự tin nói mấy chị. Mà em lựa lầm cho mấy chị là cái điều thiết yếu rồi. Mà lựa mấy chị là phải cây đẹp, những cây lớn, những cây già thế này. Mấy chị giống như những cái cây này, em giống như trên cái thân cây này em lựa được khoảng tầm 5-6 thân, 6 thân để mấy chị kích bông được nha. Trên đây là cái cây này khoảng 6 thân để mấy chị kích bông được, nó là thân già. 260 một cây à. Nội duyên không có nha. Cho chị Phương Phan một chậu kiều đẹp, chị Phương Phan nè. Phương Phan một chậu kiều chị Phương Phan nha. 260 chị Phương Phan. Dạ hồ điệp em có nói giá mình á, hồ điệp á là cây hai ngồng á là 175.000. Còn mấy chị muốn lấy hai cây thì cặp 320. Cho chị kim hồng đồng hồ kích kia đỏ, lấy hồ kích kia đỏ, cái cây cái gì? Kích kia đỏ thì 80.000. Là cái ống tiêm đó nghe mấy chị, về mấy chị tiêm á nghe mấy chị, tiêm nha. Mấy chị ra tiệm thuốc tây á, mấy chị mua một cái ống chích của mình, ống chích của mình đó mấy chị. Mấy chị hút ra rồi mấy chị tiêm vô cái thân kiều là em nói tự tin là như vậy đó mấy chị, tự tin là mấy chị có bông mấy chị chơi liền á. Nên cái này là kiều kích cái gì đỏ nè mấy chị. Mấy chị muốn kích mầm cũng được, bôi kích mầm kích hoa cũng được luôn. Cái này thì 80.000 một ống kích cây. Cho Thanh Bình Đòn một chậu kiều cho anh Thanh Bình Đòn nè, 260. Mấy chị nên chơi kiều đi. Em rất là tự tin bán kiều cho mấy chị, rất là tự tin nha. Những cây này đẹp lắm. Thanh Bình Dương Nguyễn nè, Thanh Bình Dương Nguyễn một kiều. Cho chị Huỳnh Anh một củ kích hoa. Cho anh Trần Hữu Tường một chậu kiều cho Trần Hữu Tường nè. Cây đẹp lắm anh Tường ơi. Nè,
như trong giới thể rất là xịn cho mấy chị. Dạ kèo chịu nắng tốt chị Trinh. Cái này nè, cho cái này trên trần hữu tường một chậu kèo đẹp cho anh nha. Em lựa cho mấy chị những cây già cho mấy chị thấy không? Cây này nè, giống như là trên cái cây này nha. Anh chỉ cho mấy chị nè. Giống như cái chậu kèo thế này là mấy chị kích được ba bồ hoa trên cái chậu này. Đây, đây một mắt nè. Đây một mắt và trên đây một mắt nữa cho mấy chị. Thân này là mấy chị, một cái thân này mấy chị được ba bồ bông. Nhưng mà thôi mấy chị cứ cho nó thân này hai vòi thôi cũng được. Hai vòi cho cũng được để dưỡng cái thân cho mấy chị nha. Nhưng mà yên tâm kiều nó nhảy mầm rất là nhiều nha mấy chị. À, kiều hoa chừng nào có bông. Và Lý Nguyễn ơi, kiều á, nếu mà mấy chị muốn để tự nhiên á thì nó vẫn ra bông bình thường, nó không phân biệt mùa trong năm, nó vẫn nhảy bông cho mấy chị. Nó không, chung là cây của mấy chị khỏe, cây già là bắt đầu nó làm bông. Khí hậu mà nó giống như là năm nay nè, năm nay khí hậu mát mẻ thì kiều nó sẽ ra bông cho mấy chị vào tầm tháng 4, tháng 5 hoặc là tầm tháng 7, tháng 9. Nhưng mà tùy theo thời tiết của mình nha mấy chị, hơi tùy theo cái thời tiết của mình. Còn mấy chị để tự nhiên thì nó sẽ hơi lâu một chút. Dù là cái cây của mấy chị già đi chăng nữa, rồi tự nhiên thì nó hơi lâu một chút. Còn mấy chị về muốn tiêm thời điểm nào, muốn thời điểm nào có bông thì mấy chị tiêm là có bông hết cho mấy chị luôn. Cho anh mình Minh Trí một cây thiên nga đen có vòi. Em lựa cho anh Minh Trí nha, thiên nga đen là 390 một cây nha, hàng Đài Loan ạ. Kiều chị nắng tốt lắm á chị, chị Nguyễn Trinh. Mình Minh Trí một cái chậu, một cái chậu, một chậu thiên nga đen cho anh mình Minh Trí nha. Đang có vòi cho mình nè. Hình Minh Trí một cây thiên nga đen đang có vòi bông chanh nha. 390 lên số thoại địa chỉ giùm em nha. À, cho Mai Vũ Linh, Mai Vũ Linh một chậu kiều với một ống kích kia đỏ. Mấy chị kích kia đỏ là khác nha, kích kia đỏ là ghi kích kia đỏ nha mấy chị. Còn kích hoa này là 30.000 một củ. Mi Linh Vũ một chậu kiều và một ống kích kia đỏ. À, kích kia đỏ. Dạ có, cho chị Tú Quyên ở cửa hàng em có. Chị anh Trần Hữu Tường hả? Trần Hữu Tường thì em đổi cho anh Trần Hữu Tường cái cây kiều này cho mình nha. Dạ kiều vàng á chị, anh kiều vàng anh Phan Khải Hoàng ơi, kiều vàng. Kiều cô bôi hũ màu hồng, không thấy ra vòi cháu bắt u quá chừng. Kiều cô biết sao không? Kiều á là cô nên á, con khuyên mấy chị kiều á là mấy chị nên tiêm. Nên tiêm mấy chị mua ống chích, mấy chị hỏi em là chích ở đâu đúng không? Mấy chị hỏi em những cái này á là theo cái kinh nghiệm của em nha. Còn những anh chị nào già cỗi mấy chị có kinh nghiệm nhiều hơn á thì có gì mấy chị dạy, chị dạy em tiêm. Còn cái này là theo kinh nghiệm của em, em tự em kích cái cây kiều của em có sao thì em chỉ cho mấy chị nha. Giống như là những cây thế này, là những cây nó đang bắt u như thế này đúng không mấy chị? Thì mấy chị lấy cái ống tiêm của mình nó tiêm ở dưới cái này, mấy chị cách khoảng 1 cm thôi. 1 cm thôi nha. Hoặc là 2 cm cũng được, mấy chị từ tiêm. Tiêm là mấy chị cảm giác như mấy chị chích vô cái thân này, mấy chị đẩy cái bóp cái đó mấy chị, rồi nó có cái dung dịch nó vô cái này, rồi mấy chị lấy keo hai mặt đó mấy chị dán lên đặng cho cái nước tiêm nó không có bị trào ra. À, cái nước tiêm không bị trào ra giống như khoảng tầm 30 phút sau cái mấy chị tháo keo hai mặt ra, rồi mấy chị tưới nước bình thường mấy chị cũng để ra nắng bình thường, mấy chị cứ chăm tưới bình thường, không phải ngưng nước hay là ngưng cái gì hết, là khoảng tầm khoảng 15 ngày, khoảng nhiêu ngày qua 15 ngày đúng không? 15 ngày là bắt đầu có nhú mầm cho mấy chị, nhú một mầm hoa nha. Là bao nhiêu ngày nó tượng bông là khoảng bao nhiêu ngày nữa? Khi mà nó nhú ra là cần nhú cao đúng không? Khi mà nó từ lúc mà tượng hoa cho đến cái bồ bông nó dài cho mấy chị khoảng tầm 10 ngày nữa. 10 ngày là thời điểm bung bông cho mấy chị thì nó lâu, nó nhanh lắm mấy chị, nó rất là nhanh luôn nha. Bởi vì kiều á là những anh chị người ta hay lựa chọn vào thời điểm Tết đó mấy chị. Tại vì mấy chị cứ bây giờ mấy chị cho bông đi. Rồi bông mới về mấy chị nghe lời em, mấy chị chơi có bông đi ha. Xong rồi mấy chị dưỡng cái cây cái thời điểm gần Tết, khoảng cách Tết khoảng tháng á. Cái mấy chị kích là đảm bảo mấy chị có bông rồi mấy chị chơi Tết luôn. Tại kiều của mình, lan kiều nó có rất một điều rất là đơn giản á. Kể cả nhà vườn nào đi chăng nữa, người ta điều khiển nó được, người ta điều khiển nó được để nó làm bông đúng theo ý của mình nha mấy chị. Nè, giống như em nói lại nha. Cái này là theo kinh nghiệm của em nha. Kinh nghiệm của em thì em tự em kích cái cây bông đó, nó tại vì cũng tham khảo từ nhiều học cô áo mai chỉ em kích hết trơn mấy chị, cổ mai chỉ trơn á thì chỉ nghe đồn tay thôi, nghe đồn tay tự mình làm. Em thì cũng không có kinh nghiệm gì nhiều nhưng mà cái này là tự em làm ra rồi tự mình làm có bông được, cái mình chỉ mấy chị nghe, cái đó là theo kinh nghiệm của tụi em. Là giống như là lựa chọn những cây có mắc u thế này nè, đây những thân trên đây mấy chị có thể ở thân này mấy chị tiêm được hai chỗ. À, mấy chị tiêm mấy chị cảm giác như dung dịch nó vô thân là được, không có cần phải tiêm sâu tiêm cạn đâu. Chị tiêm sâu quá thì nó lủng qua bên, nó trổ qua bên kia cái mũi kim của mình thì mấy chị biết rồi. Giống như ở đây nè, mấy chị thấy mắc u đây đúng không? Mấy chị tiêm ở dưới, mấy chị 1 cm hoặc 1 cm rưỡi. Mấy chị tiêm vô
tiêm vô mấy chị cảm giác như dung dịch nó vô vô cái thân á, rồi cái mấy chị lấy keo hai mặt mấy chị dán vô khoảng 30 phút mấy chị tháo ra. Đây nè, mấy chị ở đây cũng vậy nè, khoảng đây chỗ này là được khoảng hai chỗ tiêm á mấy chị. Chung là mình lựa chọn thân già để mấy chị tiêm dễ lắm, không có gì khó đâu. Không thì mấy chị gọi điện em đi em chỉ cho nó dễ. Và hôm nay có mảng Thiên Hồng nó đang nụ nha. Dạ 260 một cây ạ. À. Kích xong bơ keo dạ không cần bôi gì hết trơn cô. Cô Khánh Tấn ơi, cái này mình tiêm kích hoa mà. Cô cứ để tự nhiên giùm con nha, không có cần phải tiêm không có gì hết trơn á. À, dạ anh Minh Trí có thông tin rồi. À, cho cô Thu Huyền một ống kích kia đỏ. Thu Huyền một ống kích kia đỏ. 79. Kiều này là em bán cho mấy chị là 260 một chậu kiều á nghe. Chỉ em kích nhỏ kích hoa hả? Nhỏ kích hoa này em có bản dẫn, có bản dẫn nha. Có bản dẫn chị đi đào ơi, từ từ em chỉ cho từ từ đi tới. Tới cái bán cái cây nắng thì em chỉ cho cái hũ kích hoa này xài thế nào. Hũ kích hoa này xài như thế nào. Cây kiều này là 260, cây lùm nha mấy chị. À chết ba vàng ba đỏ đó anh Manh Trần. Tình hình dịch thì đăng Zalo tùm lum vậy anh hai. Nè cái cây này tụi em tự kích đó mấy chị. Nó ra tới mùi hoa và bông mà cắt bớt tại vì thấy kiểu như cảm như sót cái cây mấy chị thì nó qua ra hoa nhiều quá. Và chị tiêm kiểu như chị cảm giác như 1cc thôi chị Kim Hồng Nàng ơi, cảm giác như chị dung dịch nó vô vào thân là được. Có cái dung dịch nước nó vô vào thân là được. Đây là chị Huỳnh Anh giống anh nè. Mấy chị mua công chích ngoài tiệm thuốc tây á, rồi cái về mấy chị tháo cái nắp này ra, cái mấy chị hút vô, mấy chị tiêm vô cái thân. Ống kích cỡ ống tiêm thì ở ngoài chợ nó có 2.000 đồng một cái à, ở ngoài tiệm thuốc tây nó có bán 2.000 đồng một cái à. Mấy chị để dành kích hoa, mấy ngoài kích kia đỏ này nó có kích một số dòng lan khác được nha mấy chị, không nhưng vì kiều nha, còn kiều thì rất là nhạy bông luôn á. Cây này là 260 chị nào có chốt. Cây đẹp lắm nha. Những cây này là em đã lựa cho mấy chị những cây mà đủ độ về mấy chị là kích là có bông liền. Về mấy chị kích là có bông liền nha. Mỗi mắt u tim mấy ml, chung là cứ cảm giác nó nước dung dịch nó vô cái thân nó là được. Cô không cần phải đón bao nhiêu luôn mấy chị ơi. Cảm giác như là cái dung dịch nó giống như là mấy chị tiêm thuốc của mình á, à, thuốc ngừa của mình gì đó, nó có nước nó có dung dịch vô đây là được hà. Cũng dễ chứ không có khó đâu mấy chị. Thấy gì chứ khi mà mấy chị bắt tay vô làm mấy chị cảm giác như nó đơn giản lắm, không có gì khó hết trơn á. Em lên cho chị Xuân Lê một cây nha. Dạ có mảng Thiên Hồng. Mảng Thiên Hồng 170 một cây, mảng hôm nay được có mấy cây á chị? Chị Kim Tiền ơi, hôm nay có mảng đẹp lắm á. Đây anh chị nào có chốt cái chậu kiều này chốt giùm em nha. 260 một chậu kiều. 260 một chậu kiều giùm em. Kiều là cái dòng lan mà mấy chị muốn thời bông thời điểm nào cũng được. Theo điều khiển theo ý thích của mình được nghe mấy chị. Bây giờ về mấy chị muốn làm bông liền cũng được. Mấy chị muốn thời điểm gần Tết có bông cho mấy chị chơi, mấy chị ngắm toàn ngày Tết cũng được. Nó rất là đơn giản, nó không có khó gì trơn á. Những cây này rất là khỏe nha. Không có trồng sơ dừa. Này là tụi em trồng bằng mỏ thông cho mấy chị. Dạ. Cây cầm đó này đẹp lắm luôn á. Cây này là em lựa cho chị thân cao điều luôn á chị Xuân Lê. Cái chậu này là 260 nha. Anh chị nào có chốt cái chậu kiều cho chị Hoa Hương. Mấy chị chơi thử đi. Về mà mấy chị chăm không có bông, mấy chị kiếm em thật sự rất là dễ làm bông luôn. Tụi em không có kinh nghiệm về để kích bông lan kiều đâu mà tự làm mà nó ra bồ bông không ngờ luôn mấy chị. Hả? 260.000 một chậu lan kiều. 260. 260.000 một chậu lan kiều nghe. À cho chị cái này là kiều vàng nha mấy chị. Chị lấy chậu sao hả? Chị Xuân Lê chị đổi chậu này đúng không? Xuân Lê là đổi chậu này nè. Cái này chốt cho chị Hồ Thị Mỹ Thu nè. Hồ Thị Mỹ Thu một chậu kiều. Chanh. Mấy chị nên mua, mấy chị chơi thử một lần đi. Lan kiều nó đẹp lắm mấy chị. Nó nở bông ra nó đẹp mà mùi thơm nó rất là ngọt luôn. Lâu lâu em mới bán được một lô kiều đẹp cho mấy chị nha. Tại sao không chờ mấy chị vẫn hỏi kêu em bán kiều đi. Mà tại vì cây nó nhỏ em không có muốn bán mấy chị thôi. Cây muốn nhỏ. Nói chung là cây kiều này mấy chị dưỡng càng lớn càng cao càng to thì cái giá nó sẽ càng rất là cao cho mấy chị thôi. Đơn giản là vậy. Cho anh Phạm Khái Hoàng một chậu kiều cho Phạm Khái Hoàng nè. 260 một cây lan kiều nha mấy chị. Một cây kiều. À, Hồ Thị Mỹ Thu, Phạm Khái Hoàng. Kích hoa này hả cô? Kích hoa này 30.000 một hũ. Cô sử dụng rất là ok cho những dòng lăn nắng. Lăn nắng xíu của em sẽ chỉ cho mấy chị cái này sau. À, cho chị Như Lê một chậu kiều, ba gói kích hoa và hũ kích đỏ. Ok chị Như Lê. Đây Như Lê.
Như Lê một chậu kìa cho chị Như Lê nè, em lựa cho mấy chị thấy không, thân già không à, thân già để đủ mấy chị đủ sức làm bông 260 cây nha. Như Lê 84, một chậu kiều, ba kích hoa và một kích kia đỏ. Cho chị Thu Nguyễn một chậu kiều, chị Thu Nguyễn nè, 260 cây rẻ lắm đó mấy chị coi nè, kiều này em bán mấy chị những cây rất là lớn nha, chứ người ta bán cho mấy chị có chút xíu à, còn như thân tơ thế này trở xuống cho mấy chị không à. Đây cái này cho chị Thu Nguyễn một chậu kiều nha, em cảm ơn ạ. À, ok, chị Huỳnh Anh một ống kích đỏ nữa nè, cho mấy coi kiều nè, kiều khi mà mấy chị chụp buổi tối đẹp lắm, kiều vàng khi mà mấy chị chụp buổi tối đẹp lắm, mà đúng nghệ thuật nó làm bông như thế này nè mấy chị, nên là mấy chị sẽ thấy có được những bộ hình cho mấy chị rất là đẹp nha. Bông nó dài lắm mấy chị thấy không, một chậu kiều á đâu có bao nhiêu thân đâu, mà lựa cho mấy chị điều đầu tiên em lựa là cây lầm cây đẹp cho mấy chị điều đầu tiên á, mấy chị thấy không, cây nó đâu có nhiều thân đâu mấy chị coi nè. Em chỉ cho mấy chị những cái mắt u đó là mấy chị thấy không, vỏ bông nó trên làm bông trên những cái mắt u nè, mấy chị muốn bao nhiêu thân trong vỏ bông cũng được, bao nhiêu thân cũng được đó mấy chị coi đẹp lắm nha, có 260 một cây kiều à, kiều này em bán kiều vàng, còn cái cây kiều này nè mấy chị, hôm bữa em gặp anh Tấn Lĩ anh gửi cho em coi nè, ảnh nhà anh có cây kiều tím, ảnh cũng kích về như thế này nè mấy chị, về anh kích nè, ảnh có cây kiều tím nè, cây này kiều, em kêu nó là kiều tím, về anh kích nè, bông quá trời bông luôn á, dòng kiều nó dễ làm bông lắm nè, ảnh là bọc ghê lắm mấy chị ơi, về đó nó làm bông ghê lắm, kích này nhanh lắm, 260 một cây à. Chị Huỳnh Anh một ống kích đỏ ghi cho. Cảm ơn Khải Hoàng có thông tin em cảm ơn ạ. À, một lò kích, thuốc kích hoa. Anh Khải Hoàng lấy kích đỏ nha. Khải Hoàng một ống kích kia đỏ. Khải Hoàng số 82 một ống kích kia đỏ. Cho chị Hồ Thị Mỹ Thu một chị một kích hoa 30.000 luôn. Hồ Thị Mỹ Thu. Hũ kích hoa 30.000. Cho chị Đỗ Hằng một chậu kiều đẹp chị Mỹ Hằng nha. Nè Mỹ Hằng một chậu kiều cho mình Đỗ Hằng nè. Đỗ Hằng một chậu kiều 260 và kiều ưa nắng chị Trâm Ngọc ơi. Kiều ưa nắng nha. Vanda xanh em còn một cây với chị Thu Nguyễn. Cho nợ duyên không có, một khối phân, một kích hoa dòng đơn. Phân Satama với là một kích hoa 30 ngàn. Cái này nè em nói rõ cho mấy chị nghe, cái này là kích hoa. Cái này kích hoa dùng cho đen rau nắng, các kiểu này luôn là 30 ngàn. Còn mấy chị, cái này là ống kích kia đỏ, dùng để kích mầm và kích phù hoa, đối kích hoa đối với những cây nào làm bông khó cho mấy chị. Còn điều khiển được cả cây kiều thì cái ống này nó tới 80 ngàn. Kể cả cái này về thường người ta mua hay cái này về người ta kích hoa cho những dòng thân thòng. Cái này là kích hoa thân thòng rất là hiệu quả và kích mầm. Rất mầm, kể cả người ta xài này cho những dòng thân thòng, thân kỳ, giả hạt, phi điệp rất là nhiều. Mấy cái này về là dạng bôi, đỏ là dạng bôi rồi cho mấy chị. Em cũng có bản hướng dẫn cho mấy chị nào muốn cái này á, thì em có bản hướng dẫn cho mấy chị luôn. Rất là đơn giản, cái này là 80 ngàn một ống kích kỳ. À, cho cô Khánh Tuấn hai ống kích kia đỏ và bốn kích hoa số 65. Hoa lan kiều thì mấy chị chơi khoảng tầm 15 đến 20 ngày. Chị Đỗ Hằng lấy thân dài hả? Đỗ Hằng thích thân dài đúng không? Ok chị Đỗ Hằng. Thân dài thì em đổi thân dài cho chị Đỗ Hằng cái chậu này nghe chị Đỗ Hằng ơi. Em đổi cho chị Đỗ Hằng cái cây này nè, 256 một cây kiều nghe. Số 86. Kiều nó dễ chơi đó mấy chị chứ cũng khó khó gì đâu. Đây nè coi nè, cái cây giống như là những cái cây này. Em nói thật, cái cây này mấy chị tiêm ngay chỗ này nó vẫn nghe bông mấy chị. Giống như cái thân này đối với những cái cây như thế này nha. Em đếm thử bao nhiêu cây mấy chị để làm mấy chị kích nha. Một chỗ, hai chỗ, ba chỗ, bốn chỗ, năm chỗ. Trên một thân này mấy chị có thể tiêm 5 lần, 5 chỗ và có 5 vào 2 cho mấy chị chơi. Giống như là cái thân này, giống như thân này nha. Cho chị Mai Linh Phan một chậu kiều và ống kích đỏ. Kiều này em bán mấy chị 260 cây. Mà cây này là lựa ưu tiên mấy chị, cái đẹp không à. Nên là mấy chị cứ yên tâm lựa cây lùm, cây đẹp cho mấy chị và cây khỏe. Không có bán cây tơ cho mấy chị đâu, cây tơ là những cây nó lùn, nó giống như là nó chỉ có được một hai thân già, còn trên đây nó thân già quá trời. Cây kiều của mấy chị giá trị càng cao á, thường á thời điểm người ta bán ngay Tết là nhiều mấy chị, kiều là người ta bán Tết nhiều. Nhưng mà nếu bây giờ bán cho mấy chị giá 260 thì thời điểm Tết là khoảng tầm 350 đến 400 ngàn một chậu kiều, 350 400. Kích đỏ ra hoa và kích đỏ kích ra được hoa và cả kích mầm cực mạnh nha anh Minh Trần, kích mầm cực mạnh đó. Cái mấy chị nào mà đã có xài, mấy chị mua kích đỏ này về á, mấy chị muốn cho cái mầm dendro của mình hoặc là cái mầm dendro nắng của mình nó nhảy mầm, hoặc là những cái dòng lan khác nó nhảy mầm, thì mấy chị cứ cần bôi, mấy chị
muốn kích mầm nha, giống như cây của mấy chị cảm giác giác, nhưng mấy chị cảm thấy còi cọc quá thì mấy chị có thể lấy tăm bông, mấy chị nhúng vô cái nước dung dịch này, mấy chị bôi vào cái mắt ngủ của nó, bôi vào mắt ngủ của nó thì nó sẽ tự động, nó sẽ nhảy mầm bông cho mấy chị nha, tự động nhảy mầm bông, mầm gốc cho mấy chị nghe, chứ quên mầm gốc nha mấy chị. Bùi Nguyễn Trâm Ngọc, hai kích hoa kèm bản dẫn nhớ chú em đơn mới gửi đơn được nha. Dương Lê, một kích hoa, một kích kỳ, lên số ngồi, lên chốt tim đơn em mới gửi nha. Chứ còn gần như là cái này em để cho chị, đổi cho chị Đỗ Hằng nè. Trời ơi, Đỗ Hằng, hồi nãy là đòi thân dài, đổi chị Đỗ Hằng nha. Dương Lê, mình phải chốt tim lan nữa thì em mới gửi được đơn nha cho anh ơi. Đây nè, cây đẹp lắm nha mấy chị. Chậu này là 260 một chậu kiều. Anh chị nào có chốt kiều chốt 260 mà em. Bây giờ em hướng dẫn nhiệt tình cho mấy chị lắm luôn, với những cái gai như thế này cho mấy chị dễ làm bông cho mấy chị á. Chỉ cho mấy chị không rõ thì mấy chị cứ hỏi em biết gì em chỉ cho mấy chị nha. Cái này em cũng nói luôn mấy chị, rất là dễ làm bông. Cho chị Long Hoa Hồng cái chậu kiều nè. Chị Long Hoa Hồng về làm cho chị Long Hoa Hồng. Dễ lắm mấy chị Long Hoa Hồng ơi. 260 một cây kiều à. Cây đẹp lắm nha mấy chị, hồ điệp vàng một xíu không lên. Hôm nay có hồ điệp này, có mấy cái màu ngọt lắm mấy chị, có mấy cái màu ngọt đẹp lắm. Vàng cũng có. Hôm nay có hàng lá biên về cũng có hàng cho mấy chị nè. Cây này em lửa hết trơn rồi mà. Mình còn cây panda xanh làm đâu ta. Để xíu lấy cây panda xanh chị Thu Nguyễn. Panda xanh này 150, panda blue. Cho sang vỏ một chậu kiều 3 kích hoa. Ok, sang vỏ. Sang vỏ một chậu kiều cho mình 260 một lọ kích, 3 lọ kích hoa. Cho thông tin nha. Mà chị Thu Nguyễn, cái panda xanh blue của mình nè, còn bữa em dọn còn sót được cây panda xanh. Cây là 150 nè, chị Thu Nguyễn có chốt nha. Còn được có đúng duy nhất một cây một luôn à. 150. Với kèo á mấy chị, thường khui rồi để được bao lâu hả? Xài lâu lắm anh. Thì mình khui xong, mình xài xong rồi mình đậy nắp lại. Thanh Bình Du Nguyễn, cái này chốt chị Thu Nguyễn một Vanda Blue 150. Tại vì nó có cái nắp mà mấy chị, nó có cái nắp mà. Tại vì người ta khi vận chuyển là người ta sẽ bao keo luôn cho nó đừng có động đậy, đừng có rơi rớt trong dịch ra. Tại vì thuốc mà. Cái này là em kích kiwi đỏ này là em nhập của anh Duy ở dưới Tiền Giang. Anh này là người đầu tiên sáng tạo ra kích kiwi xanh, kích kiwi đỏ chính gốc luôn. Anh bán ra kể cả thị trường nước ngoài rất là nhiều. Về sau người ta sẽ có dòng, cái giá trên thị trường là 60 và 80. 60 là đối với kiwi xanh, còn 80 là đối với kích đỏ. Thị trường nó bán cùng một giá cho mấy chị. Có một số sau này nếu mà không nhập không chính hãng á thì mấy chị sẽ thấy là người ta bán giả nha, mấy chị giả dung dịch. Hết panda xanh thì chị Ngọc ơi, Thanh Bình Du Nguyễn một kích đỏ. Kích hoa thế nào đúng không? Rồi, em hướng dẫn cho mấy chị là cái kích hoa. Nói chung là cái đỏ là nó mạnh hơn đó cô. Cái đỏ là nó mạnh hơn cô, nhưng con mà tiêm kích đỏ đi, con đảm bảo với cô khoảng 15 ngày. Dữ lắm là 20 ngày là bắt đầu nó nhú mầm cho mình, rồi nó tược hồi dài cho mấy chị khoảng 10 ngày nữa. Sau 10 ngày là bắt đầu nó hé bông cho mấy chị chơi. Đó. Thường á, lúc tại con chưa có bôi, con chưa, thật sự là con chưa có bôi kích hoa này lên cái kèo. Con chỉ tiêm kích di đỏ thôi, nên là con giới thiệu khách kích di đỏ. Còn anh chị nào mà xài kích hoa này á, thì em sẽ lấy một cái cây lên nắng cho mấy chị coi. 150. Mấy chị giống như là, em chỉ cho mấy chị chứ thế nào, những chị nào mà nhiều khi nói mấy chị không hiểu, phải diễn tả luôn cho mấy chị hiểu. Dạ, nếu không kích thì nó cũng tự động ra bông á nha chị Trang ơi. Nhưng mà nó sẽ không, nó hơi lâu, với chị đợi hơi lâu thôi. Và nó sẽ không có nhiều bông bằng cái mình kích. Kiều cần, Kiều Cần Thơ lắm hả? Đây, Kiều Cần Thơ là kiểu gì? Đây, cái mấy chị bôi kích hoa đúng không? Trước khi mấy chị bôi cái thằng này, kể cả em đang giới thiệu cho mấy chị là mấy chị về mấy chị coi những lấy lục những cây đen rô nắng của nhà mình hoặc đen rô màu cũng được. Những mấy chị lựa chọn những cây đã thắt ngọn thế này hoặc là có bắt u thì nó lá thế này thì mấy chị cứ tưới nước nó giùm em 30 phút. Tưới nước 30 phút xong rồi mấy chị tháo một nắp riêng này, nó có một cái lớp màng nè mấy chị. Cái mấy chị tháo ra, cái mấy chị lấy cái tăm bông của mình á, cái mấy chị chấm vô đây, cái mấy chị chấm trực tiếp lâu nay hoặc là mấy chị chấm trực tiếp thêm mắt u. Giống như cây của mấy chị nhiều mắt u thì mấy chị có thể chấm 3-4 mắt u trên cùng cái thân như thế này. Mấy chị đợi khoảng, nó hiệu quả rất là cao đối với những dòng đen rô nắng như thế này.
nó hiệu quả rất là cao, khoảng 15 ngày hoặc là 20 ngày là bắt đầu có nhú U2 cho mấy chị chơi rồi. Nếu mà cái cây nào mà cảm giác như nó chai quá, mấy chị nhỏ mà tự nhiên sao mà nó không có nhú bông thì mấy chị nhỏ lại lần thứ hai, thì em tuyệt đối mấy chị lần thứ hai sẽ có bông mấy chị. Nhưng mà đa phần là nó mấy chị nhỏ lần đầu tiên đã có hoa hết trơn rồi. Có lần thứ hai là dữ lắm, cái cây đó gọi là chai dữ lắm, nó không có hoa thì mới lần thứ hai thôi, mới cần lần thứ hai thôi. Gần như là đa phần là lần thứ nhất cho mấy chị là có bông rồi. Nó rất là nhanh, giống như cái chị khách của em cho mấy chị coi nè. Cái chị đó chị bôi vô mắt u mà nó nhảy quá trời nhảy luôn. Cái chị này chỉ về chị sử dụng nè, mấy chị cứ nghĩ nó như thế này nè mấy chị. Đây mấy chị lựa chọn, mấy chị bôi theo mắt u là tự động là nó sẽ nứt theo mắt u thế này cho mấy chị và nhảy mồi cho mấy chị chơi. Mấy chị chấm vừa phải thôi nghe, chấm vừa thôi chứ đừng chấm nhiều quá. Mấy chị chấm nhiều quá là nó sợ, nhiều khi nó cháy lá nó hơi vàng vàng ngà ngà. Cái lá này mấy chị coi nè, chỉ về chị chấm đó mấy chị, mấy nhảy vào bông tu tổ nè. Chị tự gửi hình cho em nè, chị khách nè, chị tự gửi hình cho em á, chị về chị sử dụng á nè. Nó rất là đơn giản, cũng có cái này chấm thôi. Nhiều khi người ta kêu nhỏ nhưng mà mấy chị sợ dơ tay, dính thuốc tay á, thì mấy chị lấy an toàn nhất là mấy chị lấy cái tăm bông á, mấy chị đừng có xé hết, mấy chị sẽ lấy xé một góc của nó thôi, xé một góc của nó thôi. Cái chừng nào xài xong mấy chị đậy nắp lại, dán mới keo lại xài tiếp, nên cũng không có gì khó trơn mấy chị. Nhưng mà cái này em cũng kích rồi, từ bữa kích cây kia, cái cây chớp kia nó ra có bông luôn, kích luôn về lấy cũng kích ra luôn, cũng có hoa luôn. Kích rất là nhanh mấy chị, đợi rất là nhanh. Không thì mấy chị đợi tự nhiên, để tự nhiên cũng được. Còn mấy chị nào muốn nhanh bông á thì xài cái này nó rất là nhanh hiệu quả. Rồi em đeo đẹp cho nghe, nó là chỉ rồi đó. Chị Phạm nào còn thắc mắc gì nữa không? Rồi em lên cái cây này cho mấy chị hồ đẹp đúng không? Em lên hồ đẹp cho mấy chị nè. Mấy chị còn thắc mắc gì nữa không chị? Kích hoa này em bán có 30 ngàn một củ à. Nhưng mà mấy chị nếu mà chị nào muốn mua thuốc không á thì phải mua từ 5 hũ thì mới gửi. Còn dạ chấm xong mấy chị tưới nước lại bình thường mấy chị. Chấm xong thì chị Thị Trang chấm mi ơi. Tại vì mình đã tưới nước nó trước 30 phút rồi, chị chấm xong thì cứ để nguyên đó, qua hôm sau chị tưới nước lại, qua hôm sau tưới. Cho chị Mai Vũ một hũ kích hoa, cái hoa nằm có 30 ngàn thì hiệu quả rất là cao mấy chị. Cái kiếm nha, những dòng lan kiếm panda hoặc là hải yến nó cứng đầu nhất cũng rau bông. Những dòng đó nó cứng đầu nhất cũng rau bông. Kích hoa này mấy chị hỏi em có xài cho hồ đẹp chưa? Thì có được hỗ trợ cho hồ đẹp nhưng mà nói với sao? Nó hơi chậm chút. Hôm nay có hàng tạm không ạ? Có. Từ từ em lên cho. Em lên hồ đẹp trước cho mấy chị thôi, mấy chị chữ nha. Hồ đẹp. Em lên trước màu này cho nha. Lấy cái mấy cây vùng vàng xuống. Hồ đẹp này á là cái màu tím sọc. Màu sọc này là sọc vân cho mấy chị. Sọc vân nha. Cái màu này đẹp lắm á. Còn nó là sọc lưới nè. Nó là 175 ngàn một cây. Khi mấy chị lấy một cặp có giá là 360 ngàn. Tức là 320 chú quên, 320 bớt được 15.000 cây nữa, 175.000. Khi mấy chị lấy 2 cây là còn 160 cây, là cặp là 320 á. Đây vàng thì nó có 2 tông vàng. Vàng thì em có 2 tông vàng cho mấy chị. Hay mình lấy 2 lò vàng. Và kích hoa này 30.000 một củ anh Huỳnh Sơn ơi. Em có 2 tông vàng cho mấy chị nha. Nói coi, hai em có 2 tông vàng cho mấy chị. Thiên nga đốm có vòi không có, chỉ có thiên nga đen có vòi thôi. Thiên nga đốm bằng lá không à. Em có 2 tông vàng cho mấy chị nha. Vàng bông to này kêu nó là vàng phấn, hay còn kêu nó là vàng nghệ, em kêu nó là vàng nghệ nha mấy chị. Còn vàng này là vàng mấy chị thấy mặt bông nó khác nhau liền à. 2 tông vàng cho mấy chị. Cây vàng hai ngồng này cũng như vậy, cũng 175.000. Khi mấy chị lấy một cặp giá là 320 giùm em. Còn vàng này là 170 một cây nha mấy chị. Khi mấy chị lấy một cặp có giá là hả? Cậu bác cái gì? Em không hiểu, mà hiểu nữa chào bác hỏi em gì, em 5k gì hầu bác không hiểu chào bác ơi. Hãy qua khoan để dịch lại cái tin nhắn của chị hầu bác rồi đó.
thì phải ra chậu chứ trồng là bình thường á chị Chiên. Người ta cũng người ta khách là người ta hay mua gốc về trồng á, người ta mua gốc về trồng á. Dạ thiên nga đen á là 390 một cây chị Như Lý Khanh ơi, cái có bông của mình. Để em lên cái màu này trước nha mấy chị. Lên cái màu vàng tươi này trước cho mấy chị đi. Vàng tươi nè. Cái vàng tươi này cây vàng tươi với vàng nghệ anh chị nào thích thích. Tại cái đắt hơn 5.000 thôi. Kim tiền 3 ống kích hoa và ba dạ ống kích chi đỏ thì nó là 80.000 một ống. Còn kích hoa này là 30.000 một hũ. Chị Kim tiền. Đây, màu vàng nghe em lên trước màu vàng cho mấy chị. Nó là 175.000 một cây. 175.000 một cây nha. Khi mấy chị lấy một cặp là giá 320 cho cặp cây vàng. Cặp là 320, cái này là vàng tươi nha mấy chị, màu vàng tươi. Còn cái này là màu vàng mà dạng như à, vàng ấy á, vàng vàng bông to của mình á. Cho chị Quỳnh Anh hai cây nè. Mỗi là một cây chị Quỳnh Anh, ok chị Quỳnh Anh, một cặp 320 chị Quỳnh Anh nè. Ống là 80.000 một ống á chị. Quỳnh Anh hai cây hồ điệp vàng. Một cặp hồ điệp là 320. Mày đâu lão? Cảm ơn chị Quỳnh Anh nha. Cái vàng vàng tươi nè. Vàng này em mới về luôn á mấy chị. Vàng này nở ít lắm, về mấy chị chơi rất là lâu tàn. Sao tám. Vàng tài khác nữa. Vàng chớp hôm nay em không có hàng. Vàng thằng tài á là nó tông nó dặn như là tông tông vàng nghệ của mình đó chị à, chị Hương ơi. Một cặp này là 320 nha mấy chị. Một cặp là 320 nè mấy chị coi nè, cây đẹp không? Vàng này vàng tươi cho mình, cây đang hai ngồng. Cây này là 175.000 một cây á. Thế mà mấy chị lấy một cặp em để cho mấy chị 160 một cây, còn 320 nha. 320 cặp đẹp cho mấy chị nè. Ngoài màu vàng ra thì em còn màu tím biến và tím sọc cho mấy chị nghe. Tím biến nó cũng giá vậy, tím biến nó cũng nói chung là cũng bằng một giá cho mấy chị. Lấy vô cây tím biến à. Cái ống này vừa kích hoa và vừa kích mầm luôn anh Tăng Hoàng, anh ấy chị em cũng biết nữa, vừa kích hoa vừa kích mầm luôn. Cây nè, cái này là hồ điệp tím biến cho mấy chị nha. Hồ điệp tím biến này à, hồ điệp tím biến và cây tím sọc cho mấy chị nghe, cứ cặp là 320 nha mấy chị. Còn lấy lại cây là 175 nghìn. Cái tím sọc này, tím sọc qua đây nè. Chốt một cặp vàng cho chú Hương Xuân nè. Chú Hương Xuân một cặp vàng, chú Hương Xuân nè. Đây, vàng này mới nở là bông rất là lâu tàn. Hương Xuân một cặp vàng. Đây, đây là cái cây tím biến cho mấy chị nha. Còn cái cây là cái cây tím sọc cho mấy chị. Sọc là sọc lưới, nhìn đẹp lắm. Cũng một cặp 320 luôn. Cây nó hai ngồng thế này. Hàng bông đại hết cho mấy chị nha, hàng gốc Đài Loan. Đài Loan cho mấy chị. Mấy chị có thể lấy hai cây hai màu cũng được. Cứ một cặp em để cho mấy chị giá là 320. Một cặp là 320, để một chút cho mấy chị. Ok chị nè, cái giá này em bán cũng mềm mấy chị, không có đắt đâu. Lê Phi Hùng, ba hũ kích hoa. Anh Hùng ơi, anh lấy 5 hũ giùm em được không? Tại vì á, em gửi từ 5 cây, 5 cái này là có 30 nghìn hả? Nên là em gửi từ 5 hũ nha, 5 hũ 150 em mới đi đơn được. Chứ còn em không có gửi được 3 hũ cho mình nha anh. Mà lấy từ 5 hũ giùm em đi, em mới gửi được nha anh Phi Hùng ơi. À, cho chị một cây sọc cho chị Hồng Nguyễn nè. Hồng Nguyễn một cây sọc lấy lẻ 175.000 chị Hồng Nguyễn ơi. Xíu lên em nắng mấy chị, có đen Doraemon rồi giá rẻ lắm. Để em lên cho 7 cây vàng tươi cho chị Kim Hồng Đoàn. Kim Hồng Đoàn 7 cây vàng tươi. Vàng này là hàng mới về cho mấy chị, cánh bông rất là sắc sỡ xảo nha. Cây vàng này rất là đẹp. Nói chung là cái cây này vàng nó vừa đang tược, nó đang bông cho mấy chị, còn đang tược và bông lên nữa. Em lên cho chị Kim Hồng Đoàn 7 cây chị Kim Hồng Đoàn nha. Gửi địa chỉ khác đi, giống như là chị chơi, giống như là những cây này hay vồ là chị chơi xong bông này, bông này sẽ tược bông cho chị chơi. 7 cây chị Kim Hồng Đoàn nha. Cô Ngân Ngô ơi, cô lấy màu gì cô Ngân Ngô? Kim Hồng Đoàn 7 cây, gửi địa chỉ khác đi, có gì chị nhắn địa chỉ vô Messenger giùm em nha. Kim Hồng Đoàn 7 cây à. Kim Hồng Đoàn 7 cây và bông đang nhú lên cho chị nữa nè. 160 một cây. Mấy cây lắm? Ủa 6 cây đúng không? Thì một cây nữa nè. 7 cây chị Kim Hồng Đoàn nè. Này em lựa ít lắm mấy chị ơi, bông nó tươi ngọt lắm nha. À,
con cho cô nghe, cô nghe ngôi, cô lấy màu gì hả cô? Con có tím biến, con có tím sọc, con có vàng cho cô. Cho hỏi làm gì một cây tím biến, một cây mãng thiên hồng, ok hỏi làm gì? Một cây tím biến và một cây mãng thiên hồng. Mãng thiên hồng là 170 một cây. Luôn khi mà mấy chị lấy một cặp em để cho mấy chị 320 luôn nha. Mãng đẹp, mãng chơi trên 3 tháng. Khi mấy chị lấy một cặp á, em để cho mấy chị 320 nha. Nó mãng này về mấy chị em nói là bao cho 3 tháng mấy chị. Nó đang được từ từ nè. Bữa giờ còn tháng rồi chưa có mãng bán mấy chị đó. Nè cái này cho hỏi làm gì nha. Khi mấy chị lấy một cặp em để mấy chị 320. Kim tiền, 3 ống và 3 kích hoa, ok kim tiền. Cho chị Trần Vy một chậu kiều đẹp, một ống kích hoa, một hũ kích hoa. Ok chị Trần Vy. Trần Vy một chậu kiều. Một chậu kiều 260, một ống kích hoa 80.000, một kích hoa 30.000. Cho chị Hồng Nguyễn một chậu vàng, chị Hồng Nguyễn. Đây. Nè Hồng Nguyễn nè. Hồng Nguyễn một cây vàng nữa nha. Hồng Nguyễn một cây vàng nữa, cứ lấy một cặp là 320 nha. Cho anh Nguyễn Tình một cây tím sọc màu mới về đó. Nhìn màu nó ngọt lắm mấy chị. Nhìn nó mê mê sao á. Nè, cô Nga Ngô ơi, cô còn đó không? Cô hỏi con lấy hai cây hai màu mà con không biết cô Nga Ngô thích màu gì. Nè, cái này cho anh Tình Nguyễn nha. Ô, cái gốc của nó này bự cho bá lửa không? Dạ, hồ điệp đại đó chị Phương ơi. Hồ điệp đại hết đó chị. Chỉ có mãng tiên hồng là thuộc họ mini thôi à. Cho Nhanh Trương một cặp hồ điệp đại, một cây vàng và một cây hồng sọc. Một cặp hồ điệp đại là cho Nhanh Trương là một cây hồng biến nha. Một cây hồng biến với lại một cây tím sọc cho mình. Cái này là màu hồng biến hay còn kêu là tím biến nha mấy chị. Đây nè cái cây nè, cứ lấy một cặp em để cho mấy chị 320. Nè một cặp sọc cho mình nghe đẹp không. Nè sọc nè, hàng mới về hết trơn á. Nhanh Trương một cây vàng, một cây, một cặp hồ điệp đại, một cây hồng sọc. Ồ hồ điệp đại là cái màu gì trời. Em cho anh cái một cây vàng bông nhỏ, một cây vàng bông nhỏ, một cây hồng sọc là có rồi. Còn hồ điệp đại là anh lấy cái màu gì? Em cho anh cái cây chắc cái này quá à. Chắc thêm một cái cây này quá à. Một cây tím biến nè. Đây cây này hai ngồng cho mình nghe. Cứ lấy một cặp, nói chung là nó giá từ 170-175 không đó mấy chị. Lấy một cặp em bớt cho mấy chị 10 đến 15 ngàn là dữ lắm của em rồi. Thật sự hồ điệp dịch mấy chị thường á, em cũng thấy nó khách á. Nếu mà dịch đợt dịch năm rồi á nghe, giá hồ điệp nó cứ nó rẻ lắm mấy chị. Mấy chị có tin là em bán chỉ có 130 một cây hồ điệp không? Chưa được bằng một cái giá sỉ nhập vô luôn. Mà năm nay là nó thị trường hồ điệp của mình á, nó không có hàng. Nhà vườn họ đã biết được tình hình hết trơn rồi nên họ nhập rất ít và họ trồng vừa đủ bán thôi. Nên là không có tình trạng ủng ứ như năm rồi. Năm rồi ủng ứ, hồ điệp nó không có ra được thị trường. Nên là bắt buộc nhà vườn phải hạ giá thấp xuống bán lỗ, chấp nhận bán giá lỗ ra. Còn bây giờ năm nay thì không có luôn á mấy chị. Cho chị kim tiền hay cây mãng thiên hồng? Dạ mãng thiên hồng là màu tím, không có màu vàng. Mãng thiên hồng là màu tím như vậy nhưng mà mãng rất là lâu tàn. Mãng mấy chị chơi mới chơi 3 tháng còn có những khách chơi 5-6 tháng nữa kìa. Mãng này rất là lâu tàn rồi mấy chị. Về mấy chị chơi bông từ từ. Nói chung là bông nó bông mini thật nhưng mà nó bền bông vô số đói. Hàng mãng này em cũng nói là em chỉ bán cho mấy chị hàng này luôn. Nhanh Trương là chỉ lấy một cây vàng với một cây hồng sọc thôi. Nhanh Trương á, Nhanh Trương số mấy á? Số 103 á, chỉ lấy một cây vàng với một cây hồng sọc thôi. Kim tiền hay cây mãng nha. Cho anh Lạp Phạm Văn một chậu kiều 260. Nè kiều đẹp cho mình nha. Lạp Phạm Văn 260 lên cho em xin số ngồi địa chỉ nha. Lạp Phạm Văn, Lạp Phạm Văn số 104. Cho cô Nga Ngô một cây tím biến, một cây tím sọc cho cô Nga Ngô. Dạ con cảm ơn cô. Cô Nga Ngô một cây tím biến, một cây tím sọc. Em giảm từ 10 đến 15 ngàn trên một cây hết cho mấy chị nha. Đẹp lắm nha mấy chị ơi. Nè cho cô Nga Ngô một cây tím biến, một cây tím sọc. Cho chị Văn Ly ba cây tím sọc. Chị Văn Ly đẹp lắm mấy chị Ly ơi nè. Cái này là 175 ngàn á. Mà thêm bớt luôn cho mấy chị luôn nè. Chẳng hết 10-15 ngàn bán bớt hết luôn cho mấy chị luôn. Hà mới về á nghe. Mấy chị có thể lấy màu này màu kia cũng được. Em bán mấy chị là em cam kết với mấy chị là hàng đài. Mấy chị nói có những cách á. Chị nè mấy chị chơi bông mấy chị kiền. Nè cái này cho chị
cho chị Vân Ly ba cây. Chị Vân Ly đẹp ghê không? Cái màu điện bông đại nhìn dễ thương lắm mà cây nó hay ngồng. Cây nó có ngang ngô 105. Cây này của chị Vân Ly, ba cây này của chị Vân Ly 106. Cho anh Lê Minh Nhật một cây tím biến, một cây tím lụ nhiều. À, một cây tím biến và một cây tím sọc đúng không anh Lê Minh Nhật? Chanh một cây tím biến nè, một cây tím sọc trước nghe cây hai ngồng. Nè, và một cái cây tím sọc chanh, một cây tím biến. Đẹp lắm mấy chị ơi, một cái này em mới về mà. Em mới về cho mấy chị không á. Nè. Một nè, cái này là tím biến nha, cái này là tím biến. À, cái này là tím sọc cho mấy chị, một cặp là 320, hàng này là 175.000 cây hết đó mấy chị. 175.000. Em bớt được nhiêu em bớt cho mấy chị. Sao? Không phải là sao? Một cây tím biến, một tím lụ nhiều. Tím nào? Tím hay là mãng thiên hồng? Một cây tím biến và một với lại chắc cây cây mãng thiên hồng quá à. À mãng thiên hồng ok anh. Nè mãng thiên hồng cho anh nè. Mãng thiên hồng thì hôm nay nó tuột rồi, hơn một tháng rồi. Hơn một tháng rồi mới có mãng thiên hồng bán ra cho mấy chị đó. Mãng một cho anh luôn nha. Lê Minh Nhật một tím biến, một mãng. 107. Cứ lấy hai cây em tính mấy chị 160 hết trơn á. À, cho anh Ngọc Thấm, cho chị Ngọc Thấm Vũ một vàng, một tím sọc. Ok chị. Ngọc Thấm Vũ nè, một cây vàng. Em có vàng tươi cho mấy chị nha. Vàng này nó chung là cũng đợi bông đó, bữa nay mới có hàng cho mấy chị đó. Cho chị Ngọc Thấm Vũ một cây vàng với một cây tím sọc cho chị Ngọc Thấm Vũ. Nè, một cặp là 320 nha. Giá thể và chị Kiều Vy ơi, hiện tại kiều của em giá thể đang trồng bằng vỏ thông nên là chị để nguyên giá thể này đang cực kỳ tốt, chị không cần phải thay giá thể nha. Chị có thay chậu được giới thể thì vẫn rất là tốt cho mình. 108. À, cho chị Kim Hồng Đồng mua thêm một cây kiều chọn đẹp giúp. À, để kích bông ok chị Kim Hồng Đồng. Kim Hồng Đồng lựa chị Kim Hồng Đồng cây kiều đẹp nè, cái này là Ngọc Thánh Vũ 108. Em chọn một cái chậu kiều đẹp cho chị Kim Hồng Đồng gặp đơn nha, 74 nè. Kim Hồng Đồng thêm một cây kiều nữa nè, số 74. Chanh Lê Trần Quốc Trung một cặp hồ điệp màu vàng một tím sọc. Ok Lê Trần Quốc Trung. Nè, nè anh Trung ơi, đây là những cây nó đang vồi đang lên cho mình. Màu vàng này khi mà hết bông là sẽ có con khác cho anh chơi nha. À, Chanh Quốc Trung một cây tím sọc và một cây vàng. Tím sọc là được cái bộ lá nó to đẹp lắm nha mấy chị. Nè, mãng cũng bằng giá luôn, khi mấy chị lấy một cặp em bớt được 10 đến 15 ngàn trên một cây cho mấy chị. Tại em cũng bớt nhiều mấy chị hồ điệp. Hồ điệp này em bán cũng lợi nhuận nhiều hết trơn á. Nên là cố gắng bớt được nhiêu bớt cho mấy chị chơi thôi. Chứ giá mấy chị biết rồi, thời điểm này dù dịch cỡ nào dịch nhưng mà giá nó cũng rất là cao, không bao giờ hạ nhiệt câu đẹp luôn. Dạ ok, cảm ơn chị Kim Hồng Đòn nha. Mãng 170 một cây, cô lấy hai cây, cô tính cô 160 một cây á cô Phong Mai ơi. À, cho chị đẹp ngô hai cây tím sọc, chị đẹp ngô, cây chị đẹp ngô. Đẹp ngô hai cây tím sọc cho chị nè. Đẹp ngô hai cây nha, cảm ơn chị đẹp ngô nhiều lắm nha. Khi mấy chị lấy một cặp là cứ giá em để mấy chị 320, mấy chị có thể lấy đủ màu. Em có vàng mấy chị. Cái này á là vàng, vàng này em kêu nó là vàng phấn bông to. Vàng này là vàng cánh nhỏ một chút, này là vàng tươi. Vàng phấn và vàng tươi, vàng phấn và vàng tươi nha. Đó. Cô Nga Ngô muốn con gửi liền cũng được, cô Nga Ngô cũng bốc ráp được không cô Nga Ngô? Chị Hồng Nguyễn đổi vàng lấy tím biến. Ok chị Hồng Nguyễn. Hồng Nguyễn đổi vàng lấy tím biến. Hồng Nguyễn số 98. Hồng Nguyễn nè, đổi vàng lấy tím biến chị Hồng Nguyễn nha. Dạ hôm nay em có đưa công Minh Trứ ơi. Dạ, cho chị Mỹ Tiên một cây tím sọc chị Mỹ Tiên. Mỹ Tiên 111. Nè Mỹ Tiên nè, một cây tím sọc chị Mỹ Tiên nha. Cây này lấy lẻ không cho, cây của cây tím sọc nó là 175.000 nha chị Mỹ Tiên ơi. Chị Mỹ Tiên 111 chưa? Cây tím sọc đó 175. Cô Huỳnh Thị Thảo, cho chị Huỳnh Thị Thảo một cây tím biến. Một cây tím sọc, một cây mãng thiên hồng, một cây vàng, một ống kích kia xanh ok chị. Một cây tím biến. Chị Huỳnh Thị Thảo, một cây tím biến cho chị. Một cây tím sọc. Một cây vàng và một cây mãng cho chị nghe. Nó. Và một ống kích kia xanh. Nè mãng thiên hồng cho chị, mãng mới nở nó đẹp lắm nha mấy chị ơi. Mãng này bông rất là lâu tàn, mấy chị chơi thử đi. Chơi thử đi. Dạ. Để con nào con hết like con xuống con bóc ráp cho cô nha cô Ngân Ngô. Cho chị Lý Nguyễn hai cây tím biến chị Lý Nguyễn. Cứ một cặp á. Tại vì cái cây này là hàng cây ngồng, nó giá của nó là 175.000 một cây. Đó, mấy chị lấy đi anh tính cứ hết là cứ mới lấy một cặp là 160 lấy lẻ 175.000 nha.
Nè cái này cho chị Lý Nguyễn một cặp nè. Lý Nguyễn một cặp tím biến. Lý Nguyễn 113. Cho chị Hạnh Nguyễn một cây vàng tươi. Chị Hạnh Nguyễn ok chị. Chị Hạnh Nguyễn một cây vàng tươi nè. Vàng này con nhắn cho chị Hạnh Nguyễn nha. Hạnh Nguyễn một cây vàng tươi 170 chị Hạnh Nguyễn. Hạnh Nguyễn 114. 170 nha. Dạ mãn hai ngồng đúng rồi đó nha. Chị Liên Ngọc lấy cây gì hả chị Liên Ngọc ơi? Chị Huỳnh Thị Thoảng đổi vàng lấy thêm một cây mãn đúng không? Ok chị Huỳnh Thị Thoảng. Đây chị Huỳnh Thị Thoảng này đổi cây vàng, lấy thêm cục cây mãn. Nè. Huỳnh Thị Thoảng. Huỳnh Thị Thoảng số 112. Đổi cây vàng lấy cây mãn, lấy thêm một cây mãn nữa. Ghi là này ghi cho 12 gạch cây cây vàng ra. Thêm cây mãn vô. Mới ghi rồi ghi, ghi khùng luôn. Trời ơi. Thiệt đó. Thảm mới. Cho ăn vị bây giờ. Tiếng sọc còn được mấy cây nữa à? Chị Liên Ngọc, chị lấy cây gì vậy chị Liên Ngọc ơi? Chị lấy cây gì? Để em biết em lên cho cái tiếng sọc đẹp lắm nha. Em lấy cây mãng với ngồng cho mấy chị để mấy chị chơi. Coi. À cho chị Liên Ngọc một cây tiếng sọc cho chị Liên Ngọc. À, Liên Ngọc một cây tiếng sọc cho mình à. Liên Ngọc một cây tiếng sọc chị Liên Ngọc nha. Liên Ngọc một cây tiếng sọc. Đây, mãng tiếng ngồng đẹp lắm nha mấy chị ơi. Mãng tiên hồng này là cũng là 170 một cây. Mấy chị lấy một cặp em cũng bớt được tối đa mấy chị 10.000. Là đây, này chị coi nè. Mấy chị coi nè. Cái này là mãng tiên hồng rất là đẹp nha. Một cặp là 320. Mãng này cực kỳ bền bông. Khách dù khách em chơi cũng rất là nhiều. Mấy chị đều biết được đặc tính của mãng tiên hồng. Chưa bao giờ khách chơi nào mãng tiên hồng mà chê hết trơn á. Tại vì em nói mấy chị khoảng 2 tháng rưỡi 3 tháng thôi. Thực sự mãng nó rất lâu tàn. Nhiều anh chị nào mà về chơi kỹ á, lâu lâu mấy chị tưới xương xương B1 á, trên 3 tháng nha, có những anh chị chơi 4-5 tháng là bình thường. Nhiều khi á, mấy chị về cắt bông, mấy chị về tiếc quá, mấy chị sợ cái cây nó nở bông ra mất sức cây, thường mấy chị cắt bông sớm không luôn. Dạ hôm nay không có hồ điệp thia thơm chị Nhàn ơi. Không có hồ điệp sơ thơm nha. Cặp này là 320, anh chị nào lấy mãng tiếng ngọc lấy giùm em. Mãng tiên hồng á, bông nó mini nhưng mà chất lượng lắm nha. Nó bền bông hơn tất cả những màu nãy giờ em bán mấy chị. Nó bền bông nhất á, nó bền bông nhất trong tất cả những màu em bán mấy chị luôn. Cây mãng nè, đang nụ rất là đẹp mà vân nhánh cho mấy chị nè. Mãng này chơi từ từ mấy chị ngắm bông hoài luôn. Lâu tàn. Cái này màu mãng này tím nhưng mà tím dạng như tím ánh đỏ. Rồi nhìn không có buồn. Dạ, của chị Nhân Nhật nãy là có cái cây mãng nụ rồi đó. Cái cây mãng nụ nhiều quá, thường nãy em lấy cho mấy chị toàn là cây hai màu bông không à. Cây nào cũng hai màu bông hết trơn á. Mãng là đặc thù của nó là phân nhánh cho mấy chị. Một cặp là 320 nha. Anh chị nào có lấy mãng lấy nha. À em có được mấy cây màu đỏ nè mấy chị. Cây màu đỏ nè. Cho chị Huỳnh Thị Thảo một kích đỏ. Một kích đỏ nữa. Nãy chị có một kích xanh đấy, giờ chị thi tê một kích đỏ nữa. Em có mấy cây màu đỏ nè mấy chị được à. Có mãng ban ngồng không ạ? Có chị Duyên ơi. Mãng ban ngồng là 180 một cây nha. Ừ, một cây. Là chỉ lấy cây vàng, cái gì đó. Cái gì đó thì vàng 170. Nè, có cây mãng ban ngồng. Mãng này thì 180 một cây. Lấy một cặp em để cho 340. 340. Nó có được mấy cây vậy chị ơi? Nó về em lựa được có mấy cây là ba ngồng mà chị Duyên ơi. Mãng lâu tàn lắm. Nó còn nhú ngồng nữa. Cái này nó còn lên ngồng nữa cho mấy chị á. Nó còn lên ngồng nữa. Cây giống như là cây này mấy chị thấy hết hoa nhưng mà đang tược ngồng nữa cho mấy chị. Có được mấy cây mãng ba ngồng. Một cặp là 340 nha, đối với những cây ba ngồng thế này. Cây này do mấy chị thấy ít bông, do nó mới còn nụ à.
mà bữa giờ mấy chị kia em bán mãn nhưng mà đâu có nở kịp cho mình bán đâu mấy chị, nó nở ít quá nên em không có nhập về. Kể cả hồng đào đẹp lắm, hồng đào khoảng tuần nữa là nó nở đẹp cho mấy chị, tuần nữa là em bán được, tại vì hồng đào bây giờ nó mới hé thôi nên là chưa có bán được. Anh chị nào có chốt cặp mãn thì chốt cặp này 354 nha, tại vì cây này cái ba ngồng. Để em lên cho mấy chị cái dòng này nè. Em có được mấy cây Dendro nắng Doraemon. Em lên luôn cho nha. Để mở cái giá quên mất tiêu. Doraemon là dòng đen lai cát la da. Khi đi đem giấy chứng minh nhân dân theo. Chị Thỏn đổi hai cây hai ngồng lấy thành ba ngồng nè. Cặp của chị là 354 nha. Chị Thỏn. Ok, em cảm ơn chị Thỏn nha. Em lên cây Doraemon cho mấy chị nha. Thì đó, của chị có hai cây mãn. Đúng rồi, hé ra hoa về hỏng, đúng rồi. Tại vì đó lý do tại sao mấy chị không thấy em bán hồ điệp mà búp không. Em phải cho nó nở nhiều một chút em mới dám bán cho mấy chị được. Đặc tính của hồ điệp là vậy nên là nhiều khi cũng ham bán lụn cho mấy chị dữ lắm. Nhưng mà cái tâm huyết của cái kiểu như là cái tâm của mình không có bán được cho mấy chị. Dạ con thỏ đỏ nha. Là nè, đọc lại cho chị Thỏng nè. Của chị là có hai cây, là hai cây mãn. Hai cây mãn là 170 một cây. Một cây tím biến, một cây tím sọc. Dạ bên em không có miệng ship mấy chị, giá cây không có miệng ship nha. Rồi em lên cái này cho mấy chị dòng Doraemon. Cái này là dòng đen lai cát cho mấy chị, nó là cây Doraemon. Hôm nay em có hàng Doraemon bán ra cho mấy chị đây. Cho chị Linh Hồ, cây thỏ đỏ chị Linh Hồ. Đổi hai cây mãn hai ngồng á, lấy hai cây mãn hai ngồng ra, một cuộc hai á. Thỏ đỏ hoa đẹp lắm mấy chị. Nè, Doraemon hôm nay em có hàng cho mấy chị cái đẹp. Doraemon này. Đây là cái dòng đen lai cát cho mấy chị Doraemon. Doraemon em cũng phân tích luôn cho mấy chị là cái dòng này rất là ít thân. Nó không hề có nhiều thân cho mấy chị. Doraemon là cái cây nhìn nó đẹp mê lắm. Doraemon nó là cái cây sắp hoa rồi. Không có nụ đâu, chỉ có cây nó có nụ nhưng mà nè, nó giống như sắp hoa thế này nè. Sắp hoa thế này nè chị Thu Huyền. Đó, cái giống này nghe mấy chị đừng nói là chê nó là ít thân nha mấy chị. Bản chất của cái thằng Doraemon này á, nó không quá nhiều thân. Không quá nhiều thân và cái lá của nó hay bị ngà ngà. Hay bị ngà ngà thế này là bản chất tự nhiên của cái dòng đen lai cát la da. Cũng giống như là mấy chị chơi mắt rồng của mình đó mấy chị. Nhưng mà mắt rồng á, thì nó thân nó lùng hơn. Còn Doraemon được cái là thân nó mặt chút đỉnh cho mấy chị. Doraemon được cái là thân nó mặt chút đỉnh cho mình. Và nó hơi cao cao một chút. Chứ còn còn thằng vua mắt rồng của mình á, thì nó lùng tệt luôn. Vua mắt rồng là lùng tệt luôn. Đó, cây này nha, em sẽ bán cho mấy chị mua combo đi. Em bán giá rẻ cho mấy chị. 5 cây Doraemon em để cho mấy chị giá của nó là 200.000. Có 40.000 một cây thôi. Combo 5 cây là 200.000, mấy chị cứ lấy lẻ là 50.000. Lấy 5 cây đi về mấy chị gộp vô một chậu lớn. Em cũng khuyến khích mấy chị nên mua về mấy chị gộp. Tại cái dòng Doraemon này nó trước giờ cái thể trạng của nó không quá nhiều thân. Khách người ta mấy chị chăm. Đối với những khách luôn có chăm những chậu hoa đẹp, mấy chị luôn gộp vô một chậu. Nó không quá đắt cho mấy chị đâu. Nhưng mà cây Doraemon này á, khi ra chậu lớn giá sẽ cao rất là nhiều. Em cho mấy chị coi mặt hoa của Doraemon nha. Và cái chậu Doraemon đang làm bông này là người ta cũng ghép vô đó mấy chị. Để xíu lên hoa thỏ đỏ cho mấy chị coi nè. Đây, mấy chị sẽ thấy hoa Doraemon. Hoa Doraemon là bông trắng, viền của nó là viền xanh. Xong từ từ nó chuyển xanh ngà ngà vàng cho mấy chị. Giống như chậu này là người ta cũng ghép vô nè. Mặt hoa của Doraemon đẹp lắm. Bông của nó vân viền xanh cho mấy chị nhìn lạ lắm nha. Tùy theo cái thể trạng của cây Doraemon của mấy chị mới đợt bông lần đầu, đợt bông lần 2, đợt bông lần 3 thì cái màu sắc của nó sẽ chuyển màu lên cho mấy chị. Rất là đẹp mà bông rất là lớn nha. Bông to giống như là nó là dòng lai cát la da. Bông to giống như bông to khoảng 4 ngón tay của mình. Bông nó đẹp lắm nha. Nè, tùy theo cái chế độ, giống như tùy theo đợt bông lần 1, lần 2 của mấy chị mà nó sẽ lên tông màu đậm nhạt cho mình nha mấy chị.
5 cây Doraemon giá là 200.000, 40.000 đồng một cây. Em khuyến khích mấy chị nên lấy 5 cây để ghép vô chậu đẹp nha. Em lên cho chị Bùi Nguyễn Trâm Ngọc một chậu kiều nè. Chị lấy 5 cây đi. Bùi Nguyễn Trâm Ngọc một chậu kiều vàng gặp đến chị Bùi đây. Chị Bùi Nguyễn Trâm Ngọc một chậu kiều, chị 260 nha. Bùi Nguyễn Trâm Ngọc số 89. Chị đến nào? Đến nào lấy 5 cây đi. Lấy lẻ là 50.000 một cây á. Cho chị Thu Huyền 5 cây Doraemon nha, sắp hoa hết rồi. Đây cho chị Thu Huyền 5 cây Doraemon, chị Thu Huyền nè. 5 cây Doraemon là 200.000. 5 cây Doraemon là 200.000 nha mấy chị. Hàng này sắp hoa và sắp ngọn rồi, có cây nó nhiều khi nó có cây nhú bối rồi nè. Dạ, em bán có 40.000 một cây, không bán đắt cho mấy chị đâu. Mấy chị coi nè, giống như là cây bông bói nè. Mấy chị sẽ thấy ông nó viền xanh nè, cái này nó gần sắp tàn rồi nè. Hai cái mát, hai cái lưỡi của nó bung rất là dày cho mình. Ông sắp tàn rồi đó. 5 cây Doraemon là 200.000 nha. À, nói trước cho chị Linh Hầu hai cây trước đi. Lấy một cây thỏ đỏ nữa cho chị Linh Hầu. Cho chị Linh Hầu hai cây Doraemon chị Linh Hầu nha. Nói là dòng Lycat là da, thân nó to hơn thằng mắt rồng chút thôi. Nhưng mà nó bản chất của nó rất rời, nó nào cũng nó ít thân. Mấy chị dưỡng cái nào dưỡng ít thân. Mấy chị muốn một cái chậu đẹp của Doraemon bắt buộc phải ghép thôi. Cho chị Xuân Linh Huỳnh 5 cây Doraemon, chị Xuân Linh Huỳnh. Combo 5 cây có 200.000 à. Em bán mấy chị có 40.000 một cây Doraemon thôi nha. Chị Xuân Linh Huỳnh 5 cây nè. Xuân Linh Huỳnh 5 cây Doraemon. Có ít rồi mấy chị có mấy cây Doraemon à. Nè, mầm gốc đang bật lên cho mình nè. Xuân Linh Huỳnh 5 cây Doraemon nha. 5 cây 200 nha mấy chị ơi. Đen lai cắt lai da Doraemon. Nè, Xuân Linh Huỳnh 5 cây chị Xuân Linh Huỳnh nè. Em cho chị Trung Ngọc ạ. Em cho Trung Ngọc 2 cây Doraemon nha. Trung Ngọc 2 cây Doraemon chị Trung Ngọc. Lấy lẻ là 50.000 một cây chị Trung Ngọc ơi. Chị Lê Thanh hả? Chị mua cái cây gì á chị Lê Thanh? Linh Hồ một cây thỏ đỏ với một cây mắt rồng vàng. Còn mắt rồng vàng không? Hả? Cho chị Linh Hồ thêm một cây thỏ đỏ chị Linh Hồ nha. Thỏ đỏ 70.000, một cây mắt rồng vàng chị nè. Mắt rồng vàng là cây này 60.000 nha. Mắt rồng vàng mấy chị thấy không? Mắt rồng vàng là cái cây, cái lá này là nó non nên nó gập xuống nghe bình thường. Mấy chị có thể ngắt cũng được. Nhưng mà lá nó bình thường nên em không có ngắt. Thỏ đỏ 70.000. Còn cây mắt rồng vàng là 50.000. 50.000 một cây. Cho chị Duyên Phạm 5 cây Doraemon. Mấy chị cứ tin tưởng em đi, về mấy chị ghép vô chậu không đẹp mấy tiền. Khi nó bung bông ra cho mấy chị đẹp mà tạo thành cái lùm, tại cái giống nó ít thân. Là người ta mua, khách của em mua về cũng ghép chậu không à. Trước đây em bán Doraemon mấy chị, mà lúc trước bán cây lớn nhưng mà cái cây nó cũng ba hai thân à. À, cái cây nó cũng cỡ này nhưng mà nó cố có được lùm thế này khoảng hai thân thôi. Nè chị Duyên Phạm 5 cây Doraemon chị Duyên Phạm nha. Tới đây bắt đầu làm bông rồi đó mấy chị. Duyên Phạm 5 cây Doraemon cho mình ạ. À, cho chị Nguyệt Nguyễn 5 cây Doraemon. À, và ba hũ kích hoa. Nguyệt Nguyễn 5 cây Doraemon và ba hũ kích hoa cho mình. Cứ combo 5 cây là 200.000. 5 cây Doraemon là 200.000 nha. Nguyệt Nguyễn 5 cây. Doraemon này đẹp lắm đó mấy chị. Nó là dòng lai cắt lai da. Mà thật sự với mấy chị nha, chăm tốt cỡ nào chăm cũng có nhiều nhiều thân mấy chị, thiệt luôn á. Đây, đây Nguyệt Nguyễn nè. Nguyệt Nguyễn 5 cây Doraemon và ba hũ kích hoa. Cho chị Hoàng Anh Trần 2 cây Doraemon. Nguyễn Hoàng Anh. Lẻ là 50.000 một cây chị Hoàng Anh nha. Chị Hoàng Anh 2 cây Doraemon chị Hoàng Anh nè. À. Chị Thu Huyền đủ 5 cây rồi nha. Dạ chị ơi, cái cây này á là nó tương đối chứ nó không có lầm nhiều đâu nha. Chị Trung Ngọc ơi cũng cố gắng lắm nha. Nó không có lầm nhiều đâu mấy chị, thật á. Em nói thiệt á mấy chị. Nó cỡ này là gọi là quá nhiều thân của nó, đỉnh của nó luôn rồi đó. Chứ nó hả, em nói thật sự mấy chị á. Trước là chỉ có hai thân à. Nó như mắt rồng của mình vậy đó mấy chị. Nó không quá nhiều thân đâu. Hai cái đó chị Nguyễn Hoàng Anh 61. Đây 5 cây Doraemon là 200.000 nha. Em bán mấy chị có 40.000 một cây thôi. Lấy lẻ là 50.000. Mấy chị nên mua combo 5 cây đi để về ghép vô cho nó đẹp. Không có bán đắt cho mấy chị đâu mà sợ. Doraemon này thị trường phải bán, người ta bán mấy chị 7-80.000 cây không? Nó 7-80.000 một cây không? 5 cây này là 200.000 nha. Mầm gốc cũng đang bật lên rất là khỏe cho mấy chị. Combo 5 cây. Cây này trai. Có 3 5 cây đó. Chị Thú Huyền có rồi. Rồi 5 cây này là 200.000 nha. Cho mấy chị coi là mặt hoa Doraemon.
thì đang làm bông đẹp. Nói chung là mấy chị muốn lên hoa Doraemon đẹp á, cũng giống như là mấy chị chăm sóc mà theo thời gian gì đó, nó sẽ viền đậm nhạt cho mấy chị tùy theo cái chế độ chăm sóc và phân thuốc của mình. Nhưng mà nó chắc hẳn cho mấy chị một điều là cái lượng nó rất là to. Thuốc trị vàng úng lá hả? Có Stenner, anh Stenner thổ nhuận á, nó hiệu quả rất là cao. Cây đa vàng hàng lá cho cô Khánh Tấn. Con chốt 5, con cho cô Khánh Tấn 5 cây này cho cô Khánh Tấn nha. Hàng, nó sắp hoa hết trơn á cô. Tại vì có tùy mấy chị biết sao không? Có những cây, có những cây mà em đã cắt bông bối rồi, mà tại vì nó ít thân nên không có bung ra bán lúc trước đó nghe mấy chị. Là nó sẽ khoảng có 2 thân thế này thôi. Rồi có đó có bông bối nên là thấy ít thân rồi cắt. Cắt để cho nó nhảy mầm lên cho mấy chị, cho nó lùm chút rồi bán cho mấy chị á. Cho cô Khánh Tấn nha. Cô Khánh Tấn 5 cây Doraemon này cho cô Khánh Tấn nha. 5 cây. Sẵm sẵm 3 cây Doraemon nhé, chút trong đơn giùm em nhanh xả chị sẵm. Sẵm sẵm 3 cây Doraemon cho mình nè. Lấy lẻ thì 50.000 một cây nha. Nè sẵm sẵm 3 cây nè. Nó chụp đủ sức làm bông rồi đó mấy chị. Sẵm sẵm 3 cây. Mình lấy combo 5 cây thì là 200.000, 40.000 một cây Doraemon. 40.000 một cây Doraemon nha. 2 cây nè. 3 cây nè. 4 cây nha, 4 cây Doraemon. 5 cây có 200.000 à. Cái giống này lúc trước cái giá mà nó mới ra không chị? Trời ơi, lúc đó em nhập vườn khác về á, à, lúc mà cái giống mà nhập vườn về bán toàn là 80.000 một cây không á. Vì sao cái nhập được cái cây giống về rẻ rẻ rồi mới đem về trồng á, chứ dễ à. Cái này giống lên đắt như mất đồng vàng của mình vậy đó. Dòng này nó hết vào năm rồi. Năm rồi em bán cái này nhiều dữ lắm luôn. Cái này Stenner nó là 25.000 một gói. Nó trị vàng lá, đốm lá và nó bị vi khuẩn. Còn viên gói nhũng thì 10.000 đồng một viên. Cái hàng lá đó cô Khánh Tấn ơi. Trời sao rút ra trời. Đây 5 cây này là 200.000 nha. Anh chị nào có chốt 5 cây Doraemon này chốt 200.000. Đợt này Doraemon đẹp á, chứ đợt rồi đâu có bán mấy chị đâu. Tại vì nó mới lô tiên nên nó ít thân quá à, nên là phải dưỡng á. Đợt này là lô đẹp á, nha, tại vì mình không biết được bản chất của nó nên là cứ nghĩ nó là cái cây xấu không à. Nhiều khi mấy chị nó nghĩ nó là hàng thanh lý, không phải. Trong mấy chị trồng cỡ nào tốt cũng vậy, nó luôn ít thân. Và phải dưỡng cây như thế này là phải rất là lâu. Dưỡng cây mà được lùm lùm thế này cho mấy chị rất là lâu. Đó với những dòng ra lai cát lúc nào trước giờ cũng hay nói khách là bản thân của nó, cái thân nó cực kỳ khó dưỡng. Cái thân của nó là mà bông siêu đẹp. Thân hoặc một là thân ốm, hai là ít thân thì hoặc là nó sẽ ấm tâm muốn teo cho mấy chị, hoặc là nó còi cọc giống như là cái cây thanh lý của mình gì đó. Mà nhưng mà bông nó đẹp, cái giống nó là vậy mấy chị ơi. Giống nước nào cũng vậy, bất di bất dịch. Cho chị Ngọc Trân một hũ kích hoa và một cây Doraemon. Đơn ghi là trên rút của chị một cây thông chay đỏ với một cây xanh mã lai. Nè cái này cho chị Ngọc Trân nha. Ngọc Trân một cây Doraemon một hũ kích hoa. Anh chị nào có chốt Doraemon thì chốt nha. Rồi em lên cho mấy chị mấy cây này nè. Combo 5 cây Doraemon là 200.000, 40.000 một cây Doraemon. Giá mềm mà mấy chị chơi. Giá liền bán thấp hơn thị trường nửa giá. Tại vì cái hàng này là hàng vườn trồng nên là bán rất là mềm mấy chị. Để em đây cái cây này cho mấy chị nha. Em có em có một cây lá biên nè. Em lên em cho mấy chị coi cây lá biên này. Đây. Cây lá biên này là 250 một cây. Nó là hồ điệp lá biên. Biên vàng cho mấy chị nha. Và cái hồ điệp lá biên này thì nó có hai tông. Một tông là tím đậm, một tông là tím sọc. Em không có biết chuẩn cái tông nào hết. Cây là cái cây nhiều tầng lá cho mấy chị vàng. Cây này là vàng biên lá. Chậu này là 250 một cây. 250 một cây luôn cả chậu thế này cho mình. 250 một cây. Em cho mấy chị coi mặt hoa của hồ điệp lá biên. Thằng này còn kêu nó là hồ điệp lá phát tài. Vừa chơi lá và vừa chơi bông. Đó, nói chung là anh chị nào làm ăn á, người ta hay thích cái dòng này lắm. Người ta thích những dòng lá biên. Thì ý nghĩa tài lộc tùm lum lá chứ.
Đây nó có hai tông cho mấy chị nghe. Một cái là một cái tông màu tím sọc thế này, màu tím sọc này cho mấy chị. Một cái là màu tím đậm này, nó sẽ về nó sổ ra hai mặt ba bông này cho mấy chị thôi. Em quên rồi, cái lô này em quên rồi, lúc trước em bán mà giờ không nhớ, nó đem về, em về vườn đem ra chậu cho mấy chị. Đây, thường một cái cây mà không ra chậu thế này lúc trước thời điểm chưa thuần cho mấy chị á là có giá là 200 ngàn một cây. Này đã ra chậu thuần cho mấy chị luôn rồi, có 250 một cây thôi. Sẽ có hai tông thế này cho mấy chị, hồ điệp lấp biên nha. Chậu này là 250, anh chị nào có chốt này chốt 250 giùm em. Cây là cây nhiều tầng lá, đã thuần sẵn cho mấy chị về chơi, chỉ cần về mấy chị treo lên thôi, không có cần phải ra chậu hay xử lý gì thêm. Mấy chị cứ bón phân thuốc bình thường. Cây một khi đã thuần cho mấy chị thì rất là khỏe, nên là chịu nắng được, mưa được. Nghe cái này những cây thuần vườn. Cho chị Hồ Bác một cây hồ đẹp lá biên, chị Hồ Bác 250 nha. Em lựa cho mấy chị mấy cây đẹp đẹp nè. Mấy cây lá to to. Em được có mấy cây lá biên nè. Tại cái này á là cái lô á, tụi em thuần em dưỡng mới bán hàng Tết. Hàng Tết những cây ra thì từ 350 trở lên á. 350 trở lên đó mấy chị. Hồ điệp hả chị Do Nguyễn? Có tím biến, có tím sọc, có mạng thiên hồng, có vàng. Cây này là 250 nha, hồ điệp lá biên này cây 250 nha. Tại vì bó cái gốc cho nó cứng nha mấy chị. Giá thể nó trồng bằng thang này, phải bó như thế này cho nó kỹ, nó không có rớt giá thể ra. Cây này là 250 nha. Anh chị nào có chốt hồ điệp lá biên chốt 250 giùm em. Không có. Cây này là 250.000 cái hồ điệp lá biên. Nó vừa biên, nó biên lá cho mấy chị và chơi cái bộ lá rất là đẹp. Và nó rổ bông cho mấy chị cũng rất là đẹp luôn. Mà cây nó dạng cây mini, nó lùng, khi làm bông nó lùng lắm. Bông bò bông nó phân nhánh cho mấy chị không à. Cây này là 250 nha. Anh chị nào có chốt cái này chốt 250 giúp em hồ điệp lá biên. Đây. Cây mà không thuần cho mấy chị á, trong chậu mô á thì nó cũng là từ 200 đến 220 rồi. Hàng này là hàng thuần cho mấy chị luôn rồi nha. 250 một chậu. Có chốt này chốt 250 giùm em cái hồ điệp lá biên này nha. Em lên cho mấy chị mấy cây chốt. Chốt cây ta. Hay lên Burana đi. Nhân lá là biết sao không? Nó rễ nó ra khi ra chậu rễ chưa có bám nhiều. Chị xịt B1 á. Chị xịt B1 á. Là cái lá nó tươi tươi là cho mình nè. Em có được cái mặt hoa đỏ này cho mấy chị nè. Cây này á, nó là Morning Sun. Cây là cái cây Morning Sun hoa đỏ cho mấy chị nè. Bông nó cực đẹp luôn. Bông nó là màu đỏ. Màu đỏ mà hồng vàng thế này cho mấy chị. Morning Sun nha. Cây Morning Sun này bông nó đỏ rực luôn. Hàng nắng, hoa thơm. Morning Sun nó là 50.000 một cây. Mấy chị lấy giùm em combo 4 cây nha. Lấy lẻ là 60.000 Morning Sun. Cây này là cây nắng thơm cho mấy chị. Bông nó đẹp lắm. Có 50.000 em có được mấy cây một sọt à. Một sọt mười mấy cây à. 50.000 một cây. Khi mấy chị lấy combo 4 cây, mấy chị lấy lẻ là 60.000 gộp đơn. Bông của nó là màu đỏ hồng vàng thế này cho mình. Nó là dòng Morning Sun nha mấy chị. Bông nó dài lắm. Bông này chỉ là bông bói của nó thôi. Mà bông của nó màu đỏ rực thế này cho mình nè. Đây. Cây đẹp lắm nha. Nè mấy chị coi bông bói của nó nè. Nở ra rất là rực luôn nha mấy chị. Ta đỏ mà hồng vàng cho mình. Cây này cỡ này là bắt đầu có bông được rồi. Nè. Cây cỡ này là bắt đầu nhú hồi được cho mấy chị nha. 4 cây là 200 ngàn. Tức là có 50 ngàn một cây. Nó là dòng đen rô nắng thơm nha mấy chị. Không phải là đen rô màu cho mình nè. 4 cây 200. Cho Thanh Bình, Dương Nguyễn một cây gập đơn. Món ăn xanh lẻ một cây gập đơn 60 ngàn. Đây. Cây khỏe lắm nha. Cái dòng này thể trạng cây nó lùng lùng. Nó không có cao nha mấy chị. 4 cây là 200 ngàn. Dòng đen rô nắng món ăn xanh hoa thơm. Đây. Dạ có hồ điệp luôn Hán Dương ơi. Cho chị Trần Cẩm Hường hai cây món ăn xanh với lại hai cây thỏ nâu. Cô Khánh Tấn đổi sang mấy cây cô Khánh Tấn ơi.
hai cây thỏ nâu cho chị Cẩm Hường nè. Thỏ nâu là 70.000 một cây, món anh Sơn lấy lẻ là 60.000. Hai cây thỏ nâu cho chị nha, hai cây thỏ nâu cho chị Cẩm Hường nè, em cảm ơn ạ. Cho chị Hoàng Anh hai cây ạ, hai cây món anh Sơn chị Hoàng Anh nè. Cô anh Tấn ơi, cô lấy mấy cây, là 4 cây này luôn nè. Dạ em cái này em bán lá cho em không có lừa cây có bồi nha mấy chị ơi. Em nói chị thông cảm giúp em nha. 60.000 một cây. Thỏ nâu là 70.000 một cây. Cho chị Duyên Phạm hai cây nè. Duyên Phạm hai cây nè. Em cho mấy chị cơ bông bói. Bông bói nhưng mà nó lên bông chuẩn cho mấy chị. Bông bói thì nó không có dài thôi. Bông bói thì nó không có dài cho mấy chị thôi. Đây, nhưng mà cái này dài bông lắm, tại vì nó mới phát bông bói cho mấy chị, là người ta kêu nó là hoa tơ, nên là nó vào bông không có dài thôi nha. Nhưng mà mấy chị thấy không, bông nó rất là sáng cho mấy chị. Món anh xanh này là dòng đen đô nắng, tên chuẩn của nó là tên món anh xanh luôn. Hoa nó thơm nha mấy chị, dòng thơm, bông nó rất là ngọt và bông rất là dài cho mình. À, cô Khánh Tuấn là con lên cho cô 4 cây nha. Cô đổi combo xả Doraemon đấy, combo 4 cây nè. Cô Khánh Tuấn nè, cô lấy 4 cây món anh xanh. Sao lắm? 4 cây món anh xanh cho chị Thu Huyền 5 cây nè. Thu Huyền 5 cây món anh xanh, còn món anh xanh hết. Hết luôn rồi nha mấy chị. Xả Doraemon lấy món anh xanh. Có ai vậy? Không lắm. Xả gì? Xả 2 cây món anh xanh rồi. Giờ xả hết. Xả 5 cây. Ủa 65 có món anh xanh đâu? Đấy, đây là phần cái này đó. Gì á? Nghĩa là xả 5 cây món lấy món anh xanh. Ừ, nhưng mà nãy giờ đâu có chút chút quá. Là nãy giờ chưa có xuống rồi sao có cây? Mới học rồi sao vậy? Khủng quá, học 65 đâu mà khủng quá. Này không có, mình như bình thường. Nè, gọi chấp tiếp đi. Dạ con có màu vàng nha cô Nhiên ơi. Cho Thu Huyền, cho chị Thu Huyền 5 cây, chị Thu Huyền nè. Dạ em lên Cù Lao Minh cho. Cô rách cô kia lên với Cù Lao Minh. Cho chị Thu Huyền 5 cây nha, 4 cây nè. Cái đó có chốt khách nào chưa? Đây là cho chị Thu Huyền, có cây cú bông này chị Thu Huyền về chơi luôn nha, là hết luôn nghe mấy chị. Em hết món anh xin nha. Này chung với này có không chị? 50.000 một cây. Doraemon. Bò vàng á, con đang bán là 140 một cây á cô. Khi mình lấy một cặp nè, như cái bò vàng này nè. 140 một cây, mấy chị lấy một cặp em để cho mấy chị là tức là 130 một cây, một cặp là 26. Bò vàng là chậu lớn sao V20 nha. Cây đang rất ngọn rồi. Anh chị nào muốn về làm bông thì có làm bông liền cho mình luôn. Để cái thằng cô rất ok lấy với cô Lâm Minh hả? Ồ, cô... em về quê hết rồi chị Hiền Thanh ơi. Em về quê dưỡng hết trơn rồi. Em về quê hết trơn rồi chị Hiền Thanh, xin lỗi chị Hiền Thanh, em tưởng còn đây. Em về quê hết trơn rồi. Anh chị nào có lấy bò vàng thì lấy nha. Để em lên cho mấy chị cái cây chớp nè. Chớp được nhớ ta. Chớp này là chớp ba vàng ba đỏ. Em lấy cái mặt hoa cho mấy chị coi luôn, mặt bông bói nó rất là chuẩn. Đây, em cho mấy chị coi mặt hoa của chớp ba vàng ba đỏ thơm nha. Thằng này rất là thơm. Đây mấy chị coi nè, nó chớp viên cánh cho mấy chị nha. Đây, nhìn mấy chị nhìn cái khuôn hoa của nó nè. Cái này lúc trước là do nhà vườn em bán là người bán đầu tiên, nên là em bán nó với bằng cái giá dendro màu của mình, dendro nắng của mình bình thường. Chứ mà nếu mà gặp nhà vườn nào khi một khi họ bán cho mấy chị, họ bán đầu tiên cho mấy chị cái giá cây, họ sẽ đưa ra mấy chị một cái mức giá xa. Giống như mấy chị những cây chớp của mình bây giờ đó là vậy đó mấy chị. Ai bán đầu tiên thì họ sẽ bán đưa ra cho mấy chị một mức giá xa, họ sẽ tự động tăng năng giảm cái giá cây của nó. Giống như là cái cây mà cái cây chớp giống như cái cây này nè. Lúc trước em bán cho mấy chị chỉ là 250 một cây mà là cái lớn,
thì đó, cái từ cái mức giá đó từ đây về sau sẽ có giá rất là rẻ cho mấy chị. Còn nếu mà người ta giống như cây này, người ta lúc đầu người ta bán cho mấy chị với giá mức giá là 1 triệu một cây, thì bây giờ nó cũng sẽ có giá rất là cao cho mấy chị, tại vì đó là cái mức sàn. Cái nhà vườn nào bán trước cái dòng lan này họ sẽ tự mặc định cái giá cây cho nó, nên là cái giá lan được nhiều khi em bán đó thời điểm nó rất là rẻ cho mấy chị. Ok cô, con để cho cô cái cây này thắt ngọn cho cô Nguyễn Nhiên nghe, với lại một ống ống kích cây đỏ cho cô Nguyễn Nhiên. À cây này thắt ngọn rồi nè cô, chuẩn bị làm bông rồi đó. Nên là mấy chị lúc trước em nói thật nha, trước em bán cây này là 250 một cây, 250 một cây nha mấy chị. Thời điểm đó là cái cây lớn lâu lắm rồi. Về sau thì lúc đó là nhà vườn em Kim Phong bán cái đó đầu tiên. Cái này chớp ba vàng ba đỏ thơm nha. Em bán cho mấy chị giá là 60.000 một cây. Khi mấy chị mua 4 cây được cái dây mức giá là 220, tức là 55.000 một cây nha. Bởi vì cái giá lan của nó, còn nhiều khi cái giá lan nhiều khi nói mấy chị không tin, còn tùy thuộc vào nhà vườn nào bán đầu tiên nữa đó mấy chị. Nên mặc tự mặc định cái giá đó là về sau cái giá cây nó sẽ là như vậy. Cây là cây có giá trị chứ không có giá trị đâu. Nó nở hoa đẹp lắm, có cây nó nở chuẩn cách bông kìa. Lấy cây kia đi. Mấy chị lấy 5 cây thì là 220, còn lấy lẻ là 60.000 một cây nha. Cây này là kêu nó là thông chai gôn. À, nó là dòng thông chai gôn chớp ba vàng ba đỏ cho mấy chị hoa thơm. Nè mấy chị coi nè, nó bung ra cái cánh cho mấy chị rất là đẹp nghe, và chuẩn bông rất là thơm nha mấy chị ơi. Nó rất là thơm, mấy chị coi cánh bông vân chớp của nó nè, thằng này thơm lắm. Cho mấy chị coi bông bói đi chứ hình màu hoa mẫu đẹp lắm, hình hoa mẫu đẹp lắm nha. Nó có chớp vân viền cho mấy chị nhìn đẹp lắm. Cho hình sơn 6 cây nha, hình sơn 6 cây cho mình nè, 5 cây nè, 6 cây cho hình sơn nha. Mấy chị lấy từ 5 cây là có giá 55.000 một cây, còn lấy lẻ là 60.000 một cây nha. Em không có chớp 10% anh Tuấn Đỗ ơi. Đây combo 5 cây là quên nữa, 4 cây là 220 chứ quên, 4 cây là 220 nha. Em bớt được 20.000 trên một combo cho mấy chị á, là tức là còn 55.000 một cây. Chớp ba vàng ba đỏ. Em lên cho Nguyễn Công Minh 4 cây chớp ba vàng ba đỏ à, xả 1 cây thiên nga đen nè. Mua lại cái hậu mang chớp không yến, nay đang ra mầm tốt lắm, lấy lại vô. Khách hỏi em cái cây mua cái cây chớp hậu mang quá trời luôn á kìa anh Minh Trần, mà đâu có về vườn đâu mà chụp hình cho khách coi. Lục Đại Thường hôm nay em không có hàng à, dịch quá không có đi lấy hàng được. Dịch quá không có đi lấy hàng được. Mấy chị hỏi mua cái cây chớp ba vàng ba đỏ quá trời luôn. Cho chị Duyên Phạm hai cây chớp ba vàng ba đỏ, chị Duyên Phạm nè. Chớp không mang. Em đâu có về vườn được đâu mà mình tách cây. Tách cho mấy chị. Cây kia này nè. Nãy nhầm rồi đó. Cái này là cái ấy đó. Nó là xanh đó. Ui ta đâu. Mới lên xanh. 60.000 một cây. Đang bật mầm lấy lại 800.000 hả? Mới lên xanh đó. Hết rồi. Thì anh nói là anh chứng tỏ anh trồng tốt đúng không anh Trần? Cây đó là bảo hành mặt bông đó, cho anh 2 đến 2 chớp hổ mang đó, hiếm lắm. Có cây lớn ở dưới vườn mấy chị à, lấy lại không, lấy tiền mua cành vàng nở xưa. Và hồ điệp lá biên là 250 một cây. Đưa đây đi, đưa đây đi, em bán giùm cho. Em đăng lên em bán giùm cho mấy cây phía sau lưng em là hả, ăn cam đó mấy chị, 190 một bản. Bớt mấy chị được 10.000, 190 một bản. Ok chị Nhanh Trương. Rồi. Để em lên có mấy cây này em lên luôn cho.
còn được mấy cây này nó ít mầm một chút nha. Cái này là mấy cây chớp ba vàng ba đỏ, chụp đi em bán giùm cho, tại vì bữa mấy anh chị kia kêu em về vườn chụp cái cây chớp cho mấy ảnh, nó chỉ mua nhưng mà đâu có về được đâu, dịch đâu có về được đâu mà. Cây này cũng đẹp nha mấy chị, combo 4 cây này là 200 ngàn. Anh chị nào có chốt 4 cây 4 chốt 200 ngàn giùm em. Lấy cái chậu hỏa ăn cam chị Hiền Nguyễn chỉ coi. Cái cây hỏa ăn cam nó bán 190. Bà liễu xưa cây nhỏ hả? À? Em không biết nó còn không nữa, tại nhiều quá cây nó lên nhiều quá em không biết nó nằm ở đâu nữa kìa. Nè, hả? Cái lớn à? Cái lớn cây nhỏ. Như còn bà liễu á chị Lon. Anh ba xưa hả? Anh ba xưa thì không có rồi. Dạ cây này thơm anh, cây này thơm, thơm ngọt lắm á. Chị Trung Ngọc một cây. Nè em cho chị Trung Ngọc cái cây này đi. Chị Trung Ngọc cái cây nghe chị Trung Ngọc ơi. Bữa nào về anh chụp gửi Zalo cho. Bữa nay bị cách ly hay gì mà không chụp được. Cái cây là cái cây hỏa ăn cam nha. Bảo ăn cam em để mấy chị 190 luôn nè. Bớt mấy chị 10 ngàn nha. 190. Để em coi còn cậu bà liễu nữa không nha. Bốn cây chớp ba vàng ba đỏ này em để cho mấy chị 200 ngàn. Về mấy chị ghép cho một chậu mà chơi nha. Dạ anh cái này ít thân hơn bán bớt người ta chứ trời ơi. Hỏi thắc mắc nữa tán người ta vừa. Nghe cái giá dùm tao quá. Có nhiều đó không có nhớ. Banana không biết, hình như anh Sơn banana không có hàng luôn á. Không có làm nhiều đâu. Còn không á thì em đổi cho chị cái cây này. Chứ hết thôi làm mời cái giống này nó cũng không có quá nhiều thân. Cây lớn em bán cũng không có nhiều thân. Làm 3 cây vô chậu. Em muốn làm thì bắt buộc phải ghép chậu thôi thì nó mới làm được. Cũng cố gắng hết sức có thể cho mấy chị. Anh chích ngừa rồi, một mũi được 44%. Nè đổi cái cây này chị Trung Ngọc nè. Trung Ngọc đổi nè. Trung Ngọc 120. Trung Ngọc 120. Thì chắc là không bao giờ cho số điện thoại và địa chỉ. Biết rồi. Tại sao chị lấy quà tặng không? Chị lấy quà tặng không vậy? Biết rồi. Anh hỏi làm gì đó, anh còn ở đây không? Mình lên số thời địa chỉ giùm em nghe. Chốt đơn 180 lần rồi không bao giờ cho địa chỉ nè. Hôm nay không cho địa chỉ nên em rơi vào cái danh sách cảnh báo nha, rồi em không có bán nữa đâu nghe. Rồi đừng bao giờ hỏi em thì sao em khó tính nha. Em thấy mình chốt nhiều lần bên em lắm rồi mà không có bao giờ cho địa chỉ hết thì làm sao mà gửi? Ai trúng game à? À để em lên. Hello chị Văn Ngọc, để em đưa cái cây này cho anh này. Có mấy cây liễu nên bán rẻ cho. Cây liễu nên nè mấy chị. Cây bà liễu này nó 200 mấy một cây à. Em quên cái giá rồi. Hồi đẹp lớp biên là 250 một cây. Xíu lên cho. Đây anh chị nào có lấy cây bà liễu này nè, em sale luôn cho mấy chị là 170 ngàn cây liễu này nghe. 170. Nó là liễu xưa đó mấy chị, nó không quá nhiều thân đâu. Nhưng mà những cây thế này làm bông cho mấy chị rất là đẹp đó nghe. Cái này em để mấy chị 170 bà liễu đây nè. Lấy chậu đẹp. Nè hồ điệp lấp biên nè mấy chị. Hồ điệp lấp biên thì thuần rồi nha. Đây là chịu nắng mưa tốt đó. Hồ điệp lấp biên này á là 250 một cây hồ điệp lấp biên. 250 một cây hồ điệp lấp biên nha. Hàng thuần thang. Dạ banana chưa có đồ hành sơn rồi để thơm nha. Tại dịch quá dịch. Chất cho Thanh Bình Dương Nguyễn một cây bà liễu 170. Nó 200 mấy một cây đó nhưng mà em thanh lý cho mấy chị luôn. 170. 76. Có ba vàng ba đỏ chớp. Còn hai cây này đem để giường dưỡng lại đi. 170 một cây bà liễu. Quỷ thần ôm tôi đọc một lần, tao lặp lại một lần 800 lần luôn quá. Quên rồi, cái nhầm á. Quên cái nhầm chứ.
cái giá đọc lại 1.800 lần luôn, không nhớ anh hai. À, anh gán là gái đi, cái tới cái gì ghi tới ông giờ đó rồi. Cái quay rồi. Dạ. Anh hỏi làm gì ơi? Mình chốt lan bên em trước giờ không có cho địa chỉ lần nào luôn á. Anh lên địa chỉ giùm em nha. Trước giờ hỏi mình không có cho địa chỉ luôn á. Nên là lên địa chỉ giùm em nha. Không cho địa chỉ không có gửi được đâu anh trai ơi. Cố gắng nha. Xin 3 phút thôi, xin 1 phút thôi để lên cái địa chỉ nha mấy chị. Trời ơi. Đi xét nghiệm COVID mà ship hàng thấy thương. Không bệnh, thành bệnh. Không bệnh cũng thành bệnh luôn. Cái đó là điểm tụt tầm mà. Ê, người ta đi xét nghiệm COVID mà người ta mặc đồ bảo hộ kìa. Lên địa chỉ giùm em luôn nha anh ơi. Dạ anh chị Bảy Trần ơi, xin lỗi chị nghe đem về quê hết trơn rồi. Cái cây đó em đem về quê em giữ hết trơn rồi, giờ sao ta? Rồi để em lên cái giống lan này cho mấy chị nghe. Em lên cái cây này cho. Mình lên địa chỉ giùm em luôn đi anh. À, có cái địa chỉ à. Có gì đâu mà khó, đâu nhất thiết phải có số điện thoại đâu. Mình anh nhiều khi em thấy kênh có nhắn tin trong Messenger đó mà không có cho địa chỉ. Rồi để em lên cái cây này cho mấy chị nghe. Em lên cái cây này cho anh. Có cái mình có cái banana lên không ta? Không, anh Huỳnh Sơn có thông tin rồi. Bò tím thì không có thơm. Nhưng mà còn không em hả? Để em coi còn bò tím không nha. Mấy chị có cây lũa bò vàng đẹp quá trời đẹp. Mấy chị chốt mấy chị có 140 cây bò vàng hả? Đó là cái cây gì đúng đó vậy? Mấy cây vàng thơm hả? Lấy mấy cây vàng thơm đi. Có một sọt vàng thơm kìa. Cái cây bò vàng đẹp quá trời nè mấy chị. Cây hai hướng và thân cao luôn. Cây này nó có 140 thôi nè. Cây lũa bò vàng nha. Cây hai hướng thân cao cho mấy chị có 140 là rẻ lắm, rẻ đó nghe mấy chị. Chốt là chốt 140 giùm em nè. 140 nha. Cây này 140 hàng đẹp cho mấy chị nha. Cây thắt ngọn luôn rồi, cây này về mấy chị làm bông được hết trơn đó. Anh chị nào muốn nhanh nữa thì bôi cái thủ kích hoa là có bông cho mấy chị chơi. Cây là 140, cây lửa màu vàng thân cao đẹp nha. Thằng lá à. Em có được mấy cây vàng thơm nè mấy chị. Mấy cây nắng vàng thơm. Cây mập mập không à? Cây là mấy cây nắng vàng thơm nha. Cái này về mấy chị ghép chậu vô là bao đẹp luôn. Nó có nè. Cây này chuẩn bị nhú vòi nè. Cây này chuẩn bị nhú vòi luôn nghe. Có cây nhú vòi luôn. Mấy cây vàng thơm này em bán cho mấy chị combo 4 cây 190 ngàn. Để em lấy cái mặt bông ra cho mấy chị coi nha. 4 cây 190. Cây này là vàng thơm. 4 cây này về mấy chị ghép vô một chậu là bao đẹp luôn. Đây. Nhận được hả? Nhanh hả? Cảm ơn anh Hoàng Sơn nha. Em cho mấy chị coi cái cây là cái cây vàng thơm nè. Đợi một chút nha. Em cho mấy chị coi mấy cây vàng thơm này nè nghe. Đây có hoa cho mấy chị rồi. Đây. Dạ có mặt hoa.
Em bán 4 cây có 190 nghe mấy chị ơi. Mấy cây này bán rẻ dữ lắm luôn á. Đây là mặt bông của nó nè. Vàng này vàng lưỡi nâu hoa thơm nha. Và bông nó rất là to. Đây. Mấy chị nè, khi nó làm bông nè, bông lớn lắm nha, và cánh đứng cho mấy chị khá to đó. Nó làm bông, nó bông nó dài và nó khít nhau cho mấy chị nghe. Em chốt 4 cây vàng thơm đó chị Thu Hiền. 4 cây 190 nha, cây mặt ú ì à, cây xanh mơn mởn luôn á. 79, 4 cây 190. Nè mấy chị coi nè, cây nó đang rất là đẹp luôn nha. 4 cây có 190 thôi. Đây. 4 cây 190 giùm em nha, vàng thơm. Nó là cái cánh vàng lưỡi nâu đó nghe mấy chị. Nè, cây mập mướt cho mấy chị và rất là khỏe, xanh mơn mởn luôn. Cái này về mấy chị khoảng 2 cây mấy chị ghép vô chậu lớn là bao đẹp. Còn chị nào muốn lớn nữa thì ghép nhiều cây vô chút. Ok, anh hỏi làm gì? Cảm ơn anh, có cho địa chỉ. Đây 4 cây vàng thơm này nghe mấy chị. 4 cây này là 190. 4 cây này là 190 nha. Anh chị nào có chốt 4 cây này chốt 190 giùm em. Em cho chị Phương Ái 4 cây vàng thơm này nghe. Phương Ái 4 cây vàng thơm 190. Vàng thơm này nó là thuộc họ là thông chai Yellow. Bông của nó màu vàng tươi, vàng lưỡi nâu cho mấy chị vào hoa thơm. Khi mà lựa combo cho mấy chị xem, em sẽ cố gắng lựa đều. Cây này sắp làm hoa cho mấy chị nha. Combo 4 cây có 190 thôi mà cây đẹp ghê không? Nè cái combo này là combo cao nha. Cao thì nó không có nhiều thân bằng cây lùng nãy nhưng mà nó cao. Nè có cây nó nhú vòi bông cho mấy chị chơi nha. 4 cây này là 190 giùm em. Về mấy chị ghép vô một chậu lớn là bao đẹp. Cho anh Bình Sơn 4 cây Bình Sơn nha, em cảm ơn ạ. Cái này nó dễ chơi lắm mấy chị, hoa quanh năm. Phát hoa quanh năm giùm em và có một điều cái dòng vàng thơm này á. Nó dễ làm bông. Nắng mưa gì cũng được hết trơn á. Dễ chăm sóc nữa. 4 cây 190 nha. Đây 2 cây nè. 3 cây vàng thơm ạ. 3 cây vàng thơm. 4 cây nha. Nè có cây nó nhú luôn nghe mấy chị. Em này em bán lá nhưng mà có lô này trưởng thành sắp hoa rồi. 4 cây là 190 giùm em vàng thơm nha. Dạ, cố gắng đẹp đi sức có thể cho mấy chị thôi. Chứ cây này bán có 45.000 cây là mấy chị biết là giá rẻ chứ lắm rồi. Và hồ điệp giá vẫn như cũ, nó không có gì thay đổi về cái mức giá luôn. À chốt chị Lê Hoài An combo vàng thơm à. 4 cây 190 nha. Cây đẹp quá trời luôn nè mấy chị ơi. Nó mập ú ị luôn mấy chị nên chơi đi. Em bán 4 cây 190 thôi à. Nè. Cây rất là xanh mướt cho mấy chị nha. Vàng thơm này á, cánh bông nó lớn lắm. Và một điều nữa là nó rất là xiên hoa. Cái dòng này mấy chị chơi khí hậu mà miền Bắc mình trồng cũng rất là tốt. Miền Bắc mình trồng vô số đói luôn á nghe. Dễ chơi lắm mà cây thân thủ nó lớn. Cây thân thủ nó lớn. Cây càng cao thì càng nhanh làm bông cho mấy chị và phát bông nhiều. Và cái dòng này là phát hoa liên tục rất lá. 4 cây là 190. Cho anh Cường Trần Văn 6 cây ạ. Cho em thông tin luôn anh Cường Trần Văn ơi, 4 cây nè. 5 cây anh Cường Trần Văn nha. 6 cây anh Cường Trần Văn nè, cây đẹp nè. Mình lên xuống ngồi để chỉ giùm em nha. Em cho mấy chị coi mặt hoa của nó nè. Đây là mặt bông của cái cây nắng vàng thơm cho mấy chị. Nó là dòng vàng lưỡi nâu. Mấy chị thấy không, bông nó to và cánh nó xếp rụt với nhau. Nó xếp khít lại với nhau cho mình không đó mấy chị. Nè, bông nó xếp khít lại cho mình không nha. Cánh bông lớn lắm và rất là thơm, dễ chơi nữa. Cái giá này em bán cho mấy chị rất là mềm. Mấy chị coi cái mặt hoa của nó nè. Cánh bông rất là lớn nha. Cho chị Nguyễn Hoàng Anh 2 cây, chị Nguyễn Hoàng Anh nha. Nguyễn Hoàng Anh 2 cây này, lầm em lựa cho Kỳ cái này nha. Hồ Bác 2 cây cao gục đơn. Còn cao hết. Gì? Chị Hồ Bác 2 cây, chị Hồ Bác nha.
Hồ bác hai cây cho mình ạ. À. Dạ. Có vô chị Hoa ăn nữa đẹp lắm á. Con sáu bà. Đã sáu mất chưa? Rồi. Trong chín với hai là nhiêu? Không có chia được. Dạ Phúc Nguyễn ơi, em có lượt có ngầm thôi hả? À? Đấy, tính mới tính nữa. Em không có lượt có ngầm, tại vì cái này em bán bằng lá nha mấy chị. Rồi sáu cây. Dạ cái hồ điệp lá biên á là em trồng bằng vỏ thông à, đã thuần rồi nha anh, hỏi làm gì ơi. Cây đó là em đã thuần rồi. Đây. Cây vàng thơm nha. Anh Phúc Nguyễn ơi, em bán bằng lá chứ không có bán hàng bông anh ơi. Bốn cây là 190 giúp em nha. Nó rớt chậu, mai em bỏ chậu vô cho. Em cắt nước lên nó khô, hơi khô cái gốc một chút. Bốn cây là 190 nha. Bốn cây vàng thơm 190. Anh chị nào có chốt bốn cây này chốt 190 giúp em nha. Cho em xin cái địa chỉ luôn nha anh Cường ơi. Bốn cây vàng thơm 190 à. Thì cái lô này nó cây nó sắp hoa rồi. Dạ hồ điệp lá biên á là một cây 250 á chị. Giá nó chuẩn nữa, tại vì cái cây hồ điệp lá biên mà chưa có thuần á nghe thì nó cũng đã từ 200 rồi, 220 rồi. Cái hồ điệp lá biên á. Nè, cây này là thuần bằng vỏ thông rồi. Tại vì em ốp cái gốc nó cho nó đừng có rớt than, rớt vỏ thông ra. Chậu này chậu size P20 thuần rồi nên là bao khỏe. Này về cái quyền với chị để nguyên chậu nó giùm em là được. Hồ điệp lá biên này em hay có hai tông. Một tông á là tông tím và một cái là tím sọc. Chỉ là không biết màu của nó thôi. Hồ điệp lá biên này chỉ có hai tông thôi. Bà này có kỹ quá à. Giao rồi. Có đâu. Chậu này là 250 một cây hồ điệp lá biên. Em bung cái gốc ra cho nó đẹp một chút nha. Em có làm gì đâu anh Huỳnh Sơn ơi. Nè em bung cái gốc ra cho mấy chị nghe. Dạ bốn cái vàng thơm mà lựa chốt cho anh Phúc Nguyễn, em cảm ơn nha. Em mấy chị cho em lên cây thỏ này nè mấy chị. Em lên dòng nắng thỏ cho nè. Đó, cái cây là cái cây lá biên 250 một cây. Anh chị nào có chốt lá biên thì chốt giúp em. Cây này còn kêu nó là cây hồ điệp lá phát tài, vì nó biên rất là đẹp. Chậu này là 250. Để em lên cho mấy chị mấy cây nắng này nha. Cây nắng này đẹp lắm, có mấy cây à, bà em cũng bán giá rẻ cho mấy chị luôn. Anh Phúc Nguyễn lên số điện thoại giúp em cảm ơn anh. Dạ, chị Thủy Hồ, chị mà lấy 3 cây hồ điệp lá biên thì em chỉ bớt được 10.000 cái một cây của mình nha chị Thủy Hồ. Tại cái thật sự ra chị ơi, cái giá này nó cao lắm, em làm nhập chuẩn ở Đài Loan. Chứ còn Hà Nội nếu mà về mà cái cây không thuần á nha, thì nó có giá 160 thôi, 160 à, 160, 170 một cây không thuần à. Còn cái cây hàng Đài Loan á thì cái giá về mà cái cây ổng thuần cũng là 200-220 rồi, nên là cái giá nó sẽ rất là cao, nó nhích hơn mấy chục ngàn một cây lận. Dạ cái cây hồ điệp lá biên này chị Thơ Nguyễn Kim, nó có 250 một cây thôi. Hôm bữa em đã bán cho mấy chị như cây này 200-220 rồi đó, em quên rồi. Lúc đó mà bán cái cây chưa có thuần cả. Còn cái cây đã thuần rồi nên là mấy chị nhìn thấy cái khỏe lắm. Nó khỏe chứ lắm, khỏe luôn á. Đối với những cây đã thuần này á thì tụi em đã về ra cho nó ăn nắng mưa luôn. Trồng nó giống như là trồng đây đâu nắng vậy đó mấy chị. Nói chị thấy không? Nên là cái cây dù ra thuần rồi nhưng mà cái cây nó chỉ là nó hơi nhăn nhăn lá một chút thôi, là do nó khi mà nó ra thuần thì bắt buộc nó sẽ mất xuất cây.
Bên đây hôm nay không có hàng. Cho anh hỏi làm gì một cây hồ điệp lá biên gộp đơn à? 250 cho mấy cây hồ điệp lá biên gì? 99. Bung cái gốc ra nên mấy chị nhìn thấy đây sẽ đẹp đúng không? Dạ mãng thiên hồng thì 170 một cây anh Nguyễn Rảnh. À, khi lấy à, cây chưa thuần làm sao cho ra rễ thì chị xịt B1 với lại Hùng Nguyễn á là nó sẽ bật rễ rất là nhanh. Em lấy cái cây hồ điệp lá biên này cho chị Phan Nguyễn Kim nghe, em khỏi tháo gốc cho chị coi nha. Thì gốc nó cũng có thể trồng bằng phổ thông thế này à. Cho đỡ rất dễ thể. Phan Nguyễn Kim cây hồ điệp lá biên 250 cho mình nha. 250 cây lá biên rồi mấy chị ơi. Cây nó khá là đẹp đó. Nó vừa biên lá. Cây này biên lá đẹp lắm á nghe. Nè. Bung cái gốc ra mấy chị nhìn nó đẹp hơn, nhìn cái cây nó thon thả hơn mà tại vì phải làm biến bung. Làm biến bung mấy chị thôi. Cũng thử cây nữa cho nè. Thì trồng bằng bỏ thông nên lúc nào vẫn chuyển đi á thì trồng bằng bỏ thông chứ than cực đó mấy chị. Giá thể nó vẫn chuyển đi rồi, nó rất liền hà nên phải bao kỹ lắm. Bung ra là nhìn thấy là mới liền luôn. Chị em đổi cái này cho chị à, cho chị Thơ Nguyễn Kim nha. Em đổi cái này chị Thơ Nguyễn Kim nha. Cái hồ điệp lá biên chị Thơ Nguyễn Kim nè. Em phải bung ra cho mấy chị như thế này mấy chị nhìn mới ok đúng không? Nè còn nhiều khi để cái giấy thế này là mấy chị nhìn nó nhìn là không muốn mua đúng không? Cái này em cho đổi cái này cho chị Thơ Nguyễn Kim nha. Nè chị Hạnh Nguyễn, cái hồ điệp lá biên á là nó có được hai mặt hoa thế này nè. Một cái là màu tím sọc, một cái là màu tím. Mà lúc hồi em nhập về em không có nhớ màu nữa nên là em bán màu sổ mấy chị. Nói chung là chỉ có hai tông màu chị thôi. Ngoài hai tông này ra là không có nở ra được cái màu gì nữa hết á. Nè cho mấy chị coi nè. Một là cái tông màu tím này, hai là cái màu tím sọc thế này nghe mấy chị. Bông thì nó nụ chi chích nè. Cái cây này vô chậu này rồi nè, cái cây này chưa thuần, còn cây này đã thuần luôn rồi nha. Em bán có 250 một cây là rẻ lắm nha mấy chị ơi. Người ta bán còn 350 không đó. Đây hồ điệp lá biên nè. Nó có hai tông, một tông là tím sọc cho mấy chị, còn tông một tông tím đậm. Một trong hai màu đó cho mình á. Mà màu nó tươi lắm, màu có tối đâu mà sợ. Em bung ra cho mấy chị coi. Em bung gốc ra cho mấy chị coi. 250 một cây à. Hàng phần bằng vỏ thông, trung lọc khỏe lắm. Cái này á, từ nhà vườn tụi em về thuần á nghe. Là tụi em để ngoài trực tiếp, ngoài nắng với mưa luôn. Và có chỉ có che một lớp lưới trên thôi. Là đã thuần luôn cho mấy chị luôn rồi, nên rất là khỏe. Chậu này là 250 nè. Anh chị nào có chốt chậu này chốt 250 giùm em nha. Cho chị Phương Ái một cây à. Phương Ái một cây. Đẹp ngô hai cây hồ điệp với lại 40 cây 4 cây xanh mã lai dưới. Dạ. Ba cây bông vàng kia. Ba cây bông vàng nào chị Thúy Hậu? Chị hỏi em bông vàng nào á? Đây nè, cây hồ điệp lá biên nè, mấy chị coi nè, nó biên lá rất là đẹp nha mấy chị. Còn kêu nó là phát tài, người ta chơi cả cái lá của nó nữa nghe. Cái dòng này á, cái nó mang tính giá trị cao, Tết người ta rất là thích chân. Tết nó cái dòng này hot dữ lắm. Tại vì Tết người ta chân, cái dòng này nó mang ý nghĩa tài lộc nhiều lắm. Nên là Tết người ta lựa chọn cái này là số 1 khi chơi hồ điệp, thì cấm hồ điệp cho mấy chị. Chậu này là 250 nha, hồ điệp lá biên. Anh chị nào có chốt chậu này chốt 250 giùm em. Dạ để em lên cái mảng thanh hồng cho coi. Đợi một chút nha. Hồ điệp ngô đằng trước mà. Với cây hồi nãy hai cây hồ điệp tím biến là cái cây mà số mấy? Sao không ra trời? Đẹp ngô. Đẹp ngô số 101, hai cây tím sọc. Dạ hai cây có luôn. Tóm đi. Hai cây tím sọc thất chuyển khoản. Để em lấy cái mảng tiên hồng cho. Mảng tiên hồng là cái cây này đây. Mảng tiên hồng là cái cây này nghe. Nó là 170 một cây. Khi mấy chị lấy một cặp có giá là 320 nha. Mảng này em mới về nó nở được có mấy cây thôi.
Em không có bán mắt rồng vàng mà có nụ á. Chị có bị nhầm không á chị Thảo Trần? Bữa giờ không có bán cái mắt rồng vàng nào có nụ hết trơn á. Nguyên một lô của tụi em về, mắt rồng vàng không có cây nào có nụ hết á. Chị coi lại giùm em đi, coi kỹ lại cái bill đi. Mắt rồng vàng bữa em bán toàn là hàng lá hết hoàn toàn. Bữa em bán em nhớ không lầm á là ba cây là quên mất tiêu rồi, nhưng lâu rồi quên cái giá luôn rồi. Mắt rồng vàng không có cây nào có nụ hết trơn, mắt rồng toàn em về hàng lá không à, cũng không có cây nào có bông luôn mắt rồng vàng á. Chỉ có kinh daron kinh công gì được một hai cây có bông thôi, còn lại là có bông luôn á nha. Còn lại là mắt rồng vàng không có, không có vào bông á. Chị Thảo Trần có nhầm không với cây gì không nha? Không có cây nào mắt rồng nào có vào bông hết trơn á, nguyên một lô của em. Cây này là cây mãng thiên hồng nè, anh Nguyễn rảnh á, một cặp thì 320.000, còn mấy chị lấy lẻ một cây là 140 nha. Ấy à, đúng 170, sorry mấy chị. Anh chị nào có lấy hồ điệp lá biên lấy, rồi em lên cho mấy chị cái dòng tê thỏ này, cây đẹp lắm nha. Giá rẻ lắm. Vàng thơm em hết rồi. Vàng thơm em hết rồi. Để em lên cho mấy chị một cái dòng thỏ, thỏ hồng hoa thơm nha. Cái lô thỏ hồng hoa thơm, cây cao, đẹp cho mấy chị lắm luôn. Thỏ này thỏ thơm nè. Dòng thỏ này, dòng tay thỏ thơm cho mấy chị nha. Ba cây là 160.000, 180.000, 60.000 một cây. 60.000 một cây thỏ hồng. Để em lấy cái mặt hoa cho mấy chị coi nè, cây đẹp không. Lấy cái này xuống đi để chị lấy mặt bông hết coi. Cái này á, là cái nắng thỏ hồng cho mấy chị. Thỏ hồng này á, là cây lô thỏ hồng thơm, nên là cái lá nó sẽ không có được mướt, không có được mướt nhiều bằng so với cây thỏ hồng mà cái cây lá mướt. Cây lá mướt thì cái mùi thơm nó không có đậm. Còn cây này cây hoa thơm cho mấy chị. Dạ chị ơi, mình tới chỗ lấy nó cũng giá gì đó chị. Em bên em bán một cái, em lên cái giá đó cho mấy chị là hết cái giá đó rồi. Mình tới lấy cũng giá vậy á, chứ cũng không có giá bớt được cho mình đâu. Đây. Đây mặt hoa của cái thằng thỏ hồng hoa thơm. Trời ơi, tôi chụp cái story của ông Quang lại chi trời. Nè. Ông biết cho tôi chụp lại luôn nè, tôi chưa có số ảnh. À, em lên chị Trung Ngọc cái cây thỏ hồng chị Trung Ngọc nè. Ai biết đâu, có thấy đâu. Đây cho chị Trung Ngọc một cây thỏ hồng chị Trung Ngọc nha. Trung Ngọc một cây thỏ hồng cho mình 60.000. Ba cây là 180 nha. 170. Sợ hả mày, sợ hả mày. Dạ. À ok anh Phúc Nguyễn. Gì? Chị chứ nhiêu? 60.000 một cây già, một cây thỏ hồng nha. Cây là cây cao nha mấy chị. Cây này cây cao nha, thỏ hồng hoa thơm. Ba combo ba cây là 180 giúp em. Đây thỏ hồng, ba cây 180 nha, 60.000 một cây. Ba cây này là cây cao hết nha mấy chị. Ba cây là cây cao hết, anh chị đâu có chốt ba cây thỏ hồng thì chốt em, có mầm gốc đang bật lên nữa. Ba cây 180, 60.000 một cây thỏ hồng. Thỏ hồng là cái dòng cánh hơi chút chớp thôi, chứ người ta kêu chớp chứ không phải chớp đâu mấy chị. Tại cái dòng nó hơi sẹt sẹt vậy đó. Bản chất của nó là lúc trước giờ nó hay sẹt nên là nó là bình thường, không phải là chớp đâu. À, cánh nó đứng hoa thơm. Cánh nó đứng hoa thơm. Thì em nói rồi đó, cái giá mãng thiên hồng của em dù mình, tại vì mình tới đây mình lấy là mình lựa cây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái giá em bán cho mấy chị là nói chung là cái giá đó nó cũng không có giảm được nữa đâu. Vậy em đổi cho chị cái cây này nghe chị. Tại vì cái dòng này không có lầm đâu. Không có lầm đâu, cây nãy lầm thì nó cong, còn cây này không có, đây nè. Vậy em đổi cái cây này cho chị Trung Ngọc nha. Bản chất cây này nó không có lầm chị. Cái lô thỏ thơ hoa thơm thì nó không có lầm. Và cây thiên nga đen nó có nụ thì là 390 một cây. 390.000 chuẩn bông.
cái dòng thơm á thì nó sẽ có một cái hạn chế hơn so với những cái cây mà không thơm. Cây không thơm thì nó sẽ mướt cây hơn, nó xanh mướt, xanh mơn mởn hơn mà nó không có thơm. Còn cái dòng thơm lúc nào cũng vậy chứ, cố gắng lựa làm hết mức có thể cho mấy chị thôi chứ. Để em lên cặp phá học này cho anh nha. Đâu có phá đâu, có tự động nó ấy đó. Cho chị anh hai cây là được cây đó chị. Ừ. Đây, em lên chịu anh hai cây thả hồng chịu anh nha. Hai cây cho mình nè. 60.000 đồng một cây à. Cây là cây cao nè mấy chị. Cây là cây cao nè. Huỳnh Sơn ghi tên ok anh. Dạ Doraemon hả? Doraemon đó là cây hàng lá. Em đang bán combo là 5 cây 200.000 á chị Hiếu ơi. Em lên cho combo cây cao này đi. Cao này chị thích cao, thích ghép cao nha. Còn cây nào đều đều cái này không? Đây. Đây cây là combo cao. Anh chị nào thích cao lấy cây cao về ghép nha mấy chị. Ba cây này là 180.000. À cái đó là chớp ba vàng ba đỏ. Nó còn kêu là thông chai ba vàng ba đỏ. Ba cây thả hồng thân cao này là 180. Anh chị nào lấy ba cây cao chốt giùm em, ba cây cao là 180. Về mấy chị ghép vô một chậu lớn cho nó đẹp nha. Nè cây cao nó đang nứt vào bông mình nè mấy chị coi nè. Thân cao nó đang nứt vào bông cho mình nè. Cái này mà về mấy chị bôi kích hoa nha. Trời nó nhảy ra cho khủng khiếp cho mọi coi. Ba cây là 180 nha, thân cao, thả hồng hoa thơm. Cây càng cao thì nó càng nhanh bông một chút, nhưng mà cây cao thì nó lại ít thân, nó bù qua sức lại trơn á mấy chị. Không có khi nào mà cây vừa cao mà vừa lùm hết trơn, hoặc là vừa cao vừa lùm mà vừa có bông nữa, ít lắm. Cây nào cũng vậy hết trơn, phải chi mà nó vừa cao vừa lùm hả vừa có vòi nữa ha, thì nó đẹp biết mấy. Dạ chị Bùi Thiếu, cái cây Doraemon là cái cây nó hàng lá chị, không có bông. Có những cây có bông bói rồi, hàng lá mà. Ba cây thả hồng cây cao này nghe, anh chị nào có chốt ba cây này chốt 180, về mấy chị ghép vô chậu lớn chơi cho nó đẹp. Sao? Thường có gì đặc biệt chứ, thường sổ chớp chứ. Lòng chớp hay mệt, tới chuyện. Có sao không, quán lòng cũng có chớp đó. Nhưng mà chưa thấy cây chớp tôi. Cây nào cũng chớp hết trơn á. Chưa thấy, thì chưa có một khóa chớp. Cây gạt tàu chớp không? Không. Cây nặng chết. Ở chừng nào mày mới đi xét nghiệm Covid vậy mày? Chiều mình đi chung. Ôi tôi không đi chung đâu. Đi vô đó là không bị mà, không bị cũng bị nữa đó. Ê, chiều nay đi xét nghiệm rồi lấy gì lấy chim. Mày mình đi xét nghiệm ở đâu? Xét nghiệm mẹ mẹ rồi. Ê đủ tí ai vô nó chọc cái bông còn vô cái lỗ mũi á. Đâu có lỗ mũi, nó hay luôn nữa. Trời thôi đi tao. Nó thở nổi luôn á ba. Tao thấy chọc con gòn tuốt lỗ mũi. Cái này ngủ sớm hay sáng dậy cuốn đồ. Cuốn đồ. À có khi nào đang ngủ mà xe cấp cứu nó tới không ba? Chờ 7 giờ. Thôi cái gì? Để em lên cây này cho mấy chị nghe. 7 giờ hay không là 7 giờ thiệt á. Có khi nào tối đang ngủ mà có xe cấp cứu tới không? À cái gì? Để em lên một cái cây này thôi nha, một cái cây này. Ê, lên cái cây, cho cái cây, có cây, mấy cây hoa đỏ ơi, còn mấy cây hoa đỏ này bán rẻ mấy chị, không cho đỏ ra. Lên luôn đi. Chọt luôn ngủ cái thấy mẹ luôn, thôi tao không đi đâu, ai đi. Tôi mới coi chút xíu, một cái lỗ nhỏ à, đâu có giá được, cái 15 ngày đủ, tại quầy, cái sao vậy?
Chọc quá. Mấy chị em có mấy cây thông chơi đỏ nè, mấy chị em sell cho. Ê, chừa 2 cây cho chị thì lấy quán tiêu đó. Chưa chưa. Cái thông chơi đỏ này là 70 ngàn một cây nè mấy chị. Mấy chị lấy đi, em bớt cho mấy chị. Em lấy mấy chị 3 cây 180 nha. 3 cây 180 nha. 60 ngàn đồng một cây thông chơi đỏ. Đang có bông cho mấy chị chơi luôn. Tại còn có mấy cây à. Bán lần cho nó hết rồi chiều nay đi xét nghiệm Covid. 3 cây là 180 nha mấy chị. Anh chị nào có chốt 3 cây chốt 180 nha. 70 ngàn một cây. Có mấy cây à. Chốt cho anh Bằng Vũ 3 cây nè. Em sale đó tại cái giống này đắt lắm thật sự. Em cũng ít xe. Em ít có xe thông chai đỏ thật sự. Cái giá nó cao lắm cái gì. Tại vì cái giá hàng lá là em cũng hay nói khách đó. Cái giá hàng lá nhập vô nó cao cũng kiếp. Hàng lá này cũng là lá bán lá 70 nghìn á. Em ít có sale lắm bạn ơi. Quả quá rồi nè. Dịch tới quả quá rồi nè. 3 cây là 180 nha. Ba cây 180 ngàn thông chai đỏ. Cây hàng lá cũng 70 rồi đó mấy chị. Chứ không phải tới cây có bông luôn nha. Ba cây 180 giùm em nè. Có mấy cây à. Em sale luôn cho nó hết. Em chỉ bớt được mấy chị 10 ngàn thôi. Thì giá nó cao quá, không có lợi nhuận gì hết trơn. 144. Dạ không bán được chị Thanh Uyên ơi. Bán nó chị cắt cổ em luôn nè. Ít có khi nào không sale thông chai đỏ lắm. Không bao giờ luôn á mấy chị. Tại cái giá hàng lá của nó luôn mấy chị, là cái giá hàng lá bán bao người ta 70 ngàn cây. Em bán mấy chị 70 ngàn cây với người ta bán mấy chị 90 ngàn cây nữa kìa. Mà người ta chỉ bán có lá cho mấy chị thôi chứ chẳng có ai bán có bông không chai đỏ đi đâu. Ba cây này là 180 ngàn nha. Mấy bữa mà em dằm mấy lưới ha, hắn lọt vô đầu. Thì mà nó cây nó tốt vậy. Ba cây này là 200 ngàn. Ý quên ba cây 180. Có chốt ba cây chốt 180 giúp em thông chai đỏ nha. Cây nó mướt lắm. Bông thông chai đỏ này đợt bông đầu mới chị sẽ không có hửi được mùi thơm. Nhưng bản chất của thằng thông chai đỏ này nó có hoa hương, hương thơm cho mình nha. Ba cây 180 ạ. Coi chừng Covid gọi đi nó theo đi. Đi theo hả? Chưa đâu anh Hình Sơn ơi, chưa đâu. Còn thiên nga đen á, thiên nga đen của nó là 390 một cây anh Tùy Duyên, có bông. Nó chuẩn bông giống như cái clip em có đăng lên cho mấy chị á, bông lớn đó. Nó là không đen tuyền. Cái màu của nó là không có đen tuyền, mà nó là dạng đen nâu. Nó đen nâu, 390 một cây. Hàng này là hàng Đài Loan, nó đồng bằng giới thể phổ thông. Cho coi thử cây nè. À. Cái cây thiên nga đen nè. Nhưng mà về anh á, khi mà nó được nụ lớn thì nó sẽ xuống lá đó nha. Bây giờ nó đang còn vòi nhỏ. Cho chị Nguyễn Danh ba. Cho chị Nguyễn Nhanh 3 cây nè. Ok, cảm ơn chị Nhanh nha. 3 cây thông chai đỏ 180. Qua lối nhỏ vào nha. Chết cây thông chai đỏ đi. Nó đang có ngồng cho mình. Cây này á là 390, hàng đại chuẩn nha mấy chị. Về mà khi nó bung ra thì lúc nó tực nụ á, nghe mấy chị sẽ thấy là bông nó trắng. Cái nụ nó trắng rồi về sau nó sẽ chuyển sang cái màu đen cho mấy chị. Cây này đang có vòi đó nghe. 390 một cây. 390 ngàn. 390 ngàn một cây đang có vòi. Hàng này là hàng Đài Loan, cái giá nó sẽ rất là cao. Còn thị trường nó bán cây Đài Loan, hàng Thái thì cái thiên nga đen Thái thì nó sẽ có giá khoảng tầm 350 400. Còn nếu mà thiên nga đen mà của thằng Đài Loan á thì nó có từ 500 ăn lên.
hiếm lắm, hiếm có thiên nga đen có vùi lắm, bán ra nè thông cây đỏ nha, 70.000 một cây, em sale cho mấy chị còn 60.000. Ba cây này là 1.80 nha, coi đẹp ghê không mấy chị ơi, mời chị ghép vô một cái chậu coi nhìn mê luôn á, nó nở ra mà cái này là bữa nụ của mấy chị mà giờ nó bung ra từ từ á, nở trong mát luôn á, mà mấy chị coi nè cái bông nó đỏ rực luôn á nha, cái này mà mấy chị cho nắng nhiều một chút á nha, lên màu tuyệt đẹp đẹp luôn á. Thông chai đỏ ba cây này là 180 nha, em sale cho mấy chị á, ba cây này là 180, anh chị nào có chốt ba cây này chốt 180 giùm em nha, cây nó mướt lắm, hàng lá cũng là 70.000 rồi đó mấy chị ơi nè, ghép bông vô lại cây mấy chị ơi nhìn mê lắm, ba cây 180 nha, có chốt chốt của em ba cây 180. Cái thằng này khá là bền bông đó, cho tiết ngô ba cây 180 chị tiết ngô nè, cái này là nó nở trong mát đó nghe, nó không có nắng đâu đó, cái này mà mấy chị cho nó nắng cái nó lên màu đẹp cũng, cái này bữa gì cũng vậy đâu mấy chị, về là nó nở trong mát nè, nó nở trong mát nó không có nắng đâu mà nó lên tông đỏ thế này cho mình, ba cây 180 nha, anh chị nào có chốt ba cây này chốt 180 giùm em, còn được có mấy combo à, em tự sale mấy chị á, bởi nhiều khi mấy chị nói lấy 4 cây 200.000 được không, em không có bán được luôn mấy chị, không có lợi nhuận gì đâu, cái dòng này cái giá nó cao lắm, có chị miệng nhanh là như nó nụ đó, ờ đúng rồi, có chị nhanh là cái nụ á, ba cây 180 nha, anh chị nào có chốt không, chai đỏ chốt em 60.000 hả, thì giá nó cao quá không á, em bán cho mấy chị cũng là gọi là thấp rồi, phải chứ nó rẻ em cũng bớt mấy chị được, thì nó đắt lắm, đối với những tông đỏ này nó giống như đỏ lân vàng vậy đó mấy chị, mấy chị mua đỏ lân vàng toàn 100+ cây không đúng không, cây mà cây hàng lá cây cỡ này mấy chị mua cũng đã 170 cây à, chốt cho trồng thanh vang nè, trồng thanh vang ba cây 180 à, em không có chất thái em hết rồi, 148. Những cây mà nhìn giống hàng này giống như đỏ lưng vàng gì đó, đúng rồi, bữa cái thiên nga đó là thiên nga thái anh Tì Duyên, nó là cây hàng lá 180.000, còn cây là cây Đài Loan, cây Đài Loan cho mình là cái thứ nhất, cái thứ hai nó là cây nó đang vội, giá nó trên gấp đôi, giá nó trên gấp đôi luôn á, yên tâm đi anh, nếu mà nó có giá rẻ hơn em cũng bán anh giá rẻ, giá thiên nga đen mà có vội rất là cao. À, mấy chị có thể hỏi giá rồi nhớ mấy chị biết, cái giá thiên nga đen mà bình thường á đa phần là từ 500-550 ăn lên không, nên là mới yên tâm đi, không có bán cao mấy chị để làm gì đâu, để cầm một cây thiên nga đen mấy chị bán ra 390 mấy chị cũng phải là cân nhắc chứ mấy chị ơi, cân nhắc đó chứ. Cái này cho chị Nguyễn Trinh ba cây 180 nè, đổi cho anh combo nụ hả, được anh Bằng Vũ, Bằng Vũ đâu combo nụ kìa, 144 đó combo nụ nè, em để cho anh Bằng Vũ combo này nha, số 144 lấy ra giùm ơi, lấy 144 lấy ra giùm ơi, cái này mà nó rẻ nữa em bán mấy chị rẻ lắm, mà vấn đề là cái giống nó đắt, nó đắt, nó cái tông đỏ này giống như là mấy chị chơi đỏ lưng vàng vậy đó, đỏ lưng vàng nữa, cây nhỏ thế này người ta cũng đã bán mấy chị 100+ rồi, nên nói lý do tại sao mày nói khách cái cây này lúc trước mà về hàng lá cũng bán mấy chị 70.000 nè, 144 nè, chờ cây chị kia cho Thanh Bình Dương Nguyễn ba cây thông chai đỏ cho mình nè, ba cây 180 nha, cây này kia chị Nguyễn Trinh nè, 149, cây này 76 Thanh Bình Dương Nguyễn,
cái quan. Hả? Đi dân khác. Giống mình là khá là đặc. Giống chưa? Bên đây. Nó mà được rẻ ha, thì em đã bán mấy chị khỏi mấy chị phải trả giá em đâu. Yên tâm đi. Thì cái giống nó khá là cao. Những cái dòng này thật sự với mấy chị nó không có lợi nhuận nhiều. Đâu có bao nhiêu cây đâu. Có mấy cây này nè. Có cái cây này thì nó bị rớt bông với lại gãy bông, nên là em sẽ bán rẻ cho mấy chị nha. Bán cho mấy chị lấy giống. Tính chuyện thiệt. 4 cây này là 200.000. Anh chị chốt là 4 cây 200.000 giùm em, để em lên lá biên cho chị ở Vi Ngọc Đồng Nguyễn coi. Cây này nó bị lỗ bông nha. Nó rớt một vài bông thôi nha mấy chị, nhưng mà vẫn còn hai cho mấy chị chơi. Em bán mấy chị 4 cây 200.000 nè. Nó bông nó dài lắm, nó chỉ là bông bối thôi đó. Những cây này chỉ là bông bối mà cây rất là xanh mướt nha. Cho cái hồ điệp đó biên ơi. Nhìn chị cái hồ điệp đó biên là học. Nè cái hồ điệp lá biên này chị Vi Ngọc Đậu Nguyễn, hàng thuần rồi đó nghe. Hàng này nói chung là thuần là sao. Cái này em đem ra em để trồng giống như những dòng rau nắng bình thường. Hồ điệp thì nói chung là nắng không ưa mà mưa không chịu. Mà cái này đã đem về thuần cho mấy chị rồi. Tụi em cũng đã có hao hụt trong đây luôn rồi đó nghe mấy chị. Đã thích nghi với nắng mưa thoải mái rồi đó. Nó thích nghi rồi đó nên gọi là thuần cho mấy chị rồi đó. Cây này là 250 một cây nè. Anh chị nào có chốt chốt 250 nha. 4 cây thông chảy đỏ này là 200.000. Đây. Cây nó rất là khỏe nha, nó chỉ rớt vài bông trên cây thôi. Em bán cho mấy chị là 4 cây 200 luôn nha. Về mấy chị ghép vô một chậu mà chơi. Bông này chỉ là bông bối thôi đó nghe mấy chị. Bông bối thôi nè. Không phải là bông bông đợt 2 đợt 3 của nó gì đâu. Bông đợt 2 đợt 3 còn dài nữa đó. Mấy chị cứ hình dung đi. Một cái cây bông bối của mình á, bông nó kéo dài thế này nè. Cái dòng này cây nó không có quá cao. Nên là mấy chị trồng vô chậu rất là đẹp. Mà được một cái là bộ lá rất là xanh, xanh mướt lắm nha. 4 cây này là 200. Cái chốt giùm em là chốt 4 cây 200 nha. Combo 4 cây 200 không chảy đỏ. Nó nở trong mát đó mấy chị. Coi nè. Bông nó đỏ tươi. Mấy chị cứ chơi dòng này giống như là mấy chị chơi nở lưng vàng rồi đó. Nở lưng vàng thì giá nó cao lắm. Maria khoan gì? Rách giá có dịch rồi. Chị nhỏ đâu cũng khó. Tầm quá. Dịch xuống người ta. Phải chỉ thế thôi. Phải tự chán kịp đó. Thanh Bình Dương Nguyễn đổi combo này 3 cây 108 đổi combo 4 cây 200. Xeo 4 cây 200. Rạch giá Kiên Giang hả? Còn được 3 cây có bông nè mấy chị. Chị nào có chốt 3 cây thông chai đỏ có bông chốt em nha. 3 cây là 180.000. Ê giữ bông rồi trên tay trời. Mẹ ngoài trời. Cái bông người ta còn đẹp nữa, bẻ đi. Đi làm đồ ăn đi. Lọc đi. Dạ, không biết ghi cho người lọc ghi em sợ. Sao không biết ghi để chị chỉ cho con ghi. Dạ cây hồ điệp nãy, cái hồ điệp lá biên này là 250 mấy chị. Hàng này là hàng Đài Loan nghe, không phải là hàng Hà Nội nha mấy chị. Em cũng so sánh cho mấy chị luôn. Nếu mà cây hàng Hà Nội mà không có thuần chậu á thì nó khoảng 150 một cây. 150 đến 170 một cây. Còn hàng Đài Loan mà không thuần chậu á thì từ 200 trở lên. Của chị Trọng Thanh Vang này có 3 cây, có Trọng Thanh Vang này có 3 cây thông chai đỏ rồi mà. Nãy chị có 3 cây có nở có. Như có 3 cây thông chai đỏ đúng không? Số 108. Nói cười nữa bây. À không có, chưa mới có 2 cây hồ điệp. 2 hồ điệp gì? Hồ điệp gì? 108 đúng không? 148. Trời ơi, đang
quỷ thần ơi. Nó cô chị nãy là ba cây có nở có nụ luôn á chị. Chị Trọng Anh Vang. Thì có rồi mà. Có nở có nụ cô nương. Ba cây là 180 nha, còn được có ba cây em chị chốt em mấy chị. 180.000 nghe được 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 coi cái phiếu xét nghiệm ơi. Ghi tên luôn hả? Ừ. Sao ghi địa chỉ 93 Bộ Văn Thắng? Đúng không? Sao? Đồ thí cái nhà nó chứa khoảng 20 người nha. Một cây Doraemon đẹp cho chị Nguyễn Trinh. Một cây ba vàng ba đỏ hả? Ok chị Trinh. Ok Trọng Anh Vang để em đổi cho chị combo này. Cái này á chị Trọng Anh Vang. Trời em nói thiệt cái chị bữa nó về nó nụ nụ to đó chị. Mà nó để trong mát mà nó nở đỏ thế này luôn nè. Thường á những cây mà không có nắng á nghe mấy chị nó nở rồi người ta kêu nó nở ép á là nó sẽ không có lên màu đẹp đâu. Nó nhạt nhạt cho mình mà cây nó nở mệt trong mát luôn mà nó lên màu đẹp á. Lên bóng luôn, cái này mà có nắng một chút cũng nghe. Em mấy chị lên đẹp lắm. Nè, chị cầm cái mẫu đi. Đi lấy cái cây nó ngoái luôn mũi mày. Một cây Doraemon cho chị Trinh nha. Một cây chớp ba vàng ba đỏ. Cây em tính chị 50.000, cây mỗi cây em tính chị 50.000 hết nha. Nguyễn Trinh một Doraemon, một cây ba vàng ba đỏ. Cây Trọng Anh Vang đổi. Có một cây này nè, đang có bông cho mấy chị chơi nè. Nhà chị rùi đậu hả? Rồi nhiều hả? Chị treo lông não á chị treo lông não á. Lông não đi cho mấy con rùi nó bay đi chỗ khác. Nó chích bông, nở bông ra uổng lắm. Đang có bông mà chích bông mà không có nở uổng. Nè lên cho con cây vàng nó nở đẹp quá nè. 147, 148 đổi. Sell luôn cho. Rồi bán rẻ cho mấy chị. Đây. Em để cái này cho mấy chị 140 luôn nè mấy chị ơi. Nè, cái bán vui vui với mấy chị chứ. Cây này lời lớn vậy. 140 cây này nha. Nè nó chưa có lên tông chuẩn đâu nghe mấy chị ơi. Cái vàng này đẹp lắm. Vàng lưỡi nâu nè. Cây vàng lưỡi nâu cho mấy chị nó nở trong mát luôn đó. Nó chưa có lên tông chuẩn cho mấy chị. Này mà cái cây này bông bói không à. Hai mươi mấy bông đó trên cùng một vòi hoa đó. Mới đợt bông đầu tiên. Cây này là 140 nha, hàng chậu lớn. Này về mấy chị có bông mấy chị chơi luôn được một nửa nở nửa nụ nè. Cái này phải cho nắng một chút nha mấy chị, nắng một chút nữa nó lên vàng rực một chút nữa cho mấy chị nghe là nó đẹp nha, nó mới chuẩn màu. Cây 140. 140 cây này nha. Anh chị nào có chốt cái vàng lưỡi nâu thì chốt em 140.000. Đưa cho mấy cây nụ. Nụ này dịu dài cho mấy chị chơi. Nó mới đặt bông bó mà công nhận là nó đặt bông thiệt. Mấy chị lấy hai cây chị ghép vô chậu là đẹp. Nè, bộ bông của nó làm dài 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 thế này không nha. Nó chỉ là bông bói thôi. Thằng này bộ bông nó sẽ mọc liên tục thì nó lá cho mấy chị đó. Chúc anh nội bội má đẹp. Tao mà đi nhà mày cứ ghép đi tao. Chị nghe. Thôi nó chọt cho lỗ mũi là thở không nổi luôn á. Thôi không đi. Không đi đâu. Để lại anh dưỡng xích bóng tao chứ. Mấy chị nào có chốt cái vàng lưỡi nâu này thì chốt nha mấy chị. À 140 cây nha. 140 cây nha mấy chị coi nè. Bồi nó dài thế này nè. Trời ơi lâu lâu nếu mặc đồ lên đồ đẹp dữ ta. Ồ mặc dài luôn. Mang dài luôn. Ê, ta mặc đồ đẹp lỡ nó cứ... Quên. Hình cũng đẹp. Đổi nó dài nha, đừng có mang dép lạo kỳ lắm nha. Gắn đẹp đẹp trước mình rút keo, nó tắm rửa sạch sẽ lỡ nó cứ vô cách ly đi. Cho chị Thanh Bình Dương à. Thanh Bình Dương Nguyễn 140 nè nha. Bình Dương Nguyễn 140.
Thanh Bình Dương Nguyễn 140. Bắt đầu hỏi giá tao nè. 140. Tao tán vô mặt liền đó, hỏi giá tao đi tán. 76 này là học sinh luôn. Cái này tin. À, có da da, da da đẹp lắm như chị Diệu. Hồi để như tối em lên cho da da đẹp lắm. Da da rất là đẹp. Da da mà nó mang tiếng thanh lý chị chứ giá thanh lý nhưng mà cây đẹp lắm chị, mới lên kìa. Nó mướt, trời ơi, mướt bóng mướt lắm. Tôi thấy chưa? Cây vàng lưỡi nâu 140. Mày bộ não của mày á. À nó là cây chấp bẹp đó anh Huỳnh Sơn, nó là chấp bẹp. Chấp bẹp hoa thơm 350. Rồi đó nghe, em up like nha mấy chị ơi. Đi xin em Covid. Đi xin em Covid. Hồi giờ đi em up like cho mấy chị nha. Đi nấu cơm đi, Thanh Bình Du Nguyễn ơi, em up like nha. Bye bye mấy chị.